Chư giới tận thế online chương 132, đường lên trời, trưởng môn Vạn Kiếm Tông thấy được rồi liền cúi rạp đầu xuống hành đại lễ, sau đó đứng lên, nghiêm túc nói, tuế thí của nhân tộc đã xong, mời thần hiện thế. Ông ta nói xong, vầng sáng kia liền biến mất, ngay sau đó, một hiện tượng kỳ dị khác đột nhiên xuất hiện. Đằng sau đài tứ diện, bên trong cái cung điện tồi tàn kia bỗng xuất hiện một cái cầu thang thật dài, toàn bộ những bậc thang này được tạo nên bởi những loại gạch đá không ai biết tên. Trải qua sự ăn mòn của thời gian thì nó trông có vẻ đã bị tàn phá tới mức không chịu nổi rồi. Cầu thang trống rỗng xuất hiện, một mực hướng thẳng về phía bầu trời. Sư huynh, đây là cái gì? Tú Tú nhỏ giọng hỏi, đường lên trời. Cố Thanh Sơn cũng nhìn thấy một màn này, chẳng qua là một con đường lên trời bị cắt đứt. Quả nhiên, bậc thang chỉ đạt đến một độ cao nhất định thì không tiếp tục kéo dài thêm nữa. Những bậc thang ở trên cùng kia giống như là bị một cái gì đó chặn ngang lại. Cũng giống như bị một cái gì đó chặt đứt đi. Khi con người còn chưa có bất kỳ ghi chép nào thì đường lên trời đã sớm bị phá hủy rồi, không có cách nào có thể thông qua nó để lên tới bầu trời cả. Thời đại thần linh. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, trong quá khứ, mỗi khi tuế thí hoàn tất thì đường lên trời sẽ mở ra, các tu sĩ ưu tú của nhân tộc cũng sẽ có vinh hạnh đặc biệt là được lên trời để gặp thần linh. Mà bây giờ, con đường ấy đã bị cắt đứt, bầu trời cũng không có bất cứ dấu hiệu gì. Thần linh thì lại càng chẳng biết đã đi đâu. Hiện tượng kỳ dị này cũng không kéo dài bao lâu thì con đường bị chặt đứt kia liền chậm rãi biến mất. Tuế thí đến lúc này mới thực sự hoàn tất, mọi người không ai nhìn thấy được điều gì ở sâu bên trong phía bầu trời kia. Trên một đám mây trắng, có hai người đang ngồi đánh cờ, một người còn lại thì đang xem họ chơi cờ. Người đánh cờ chính là Bách Hoa Tiên Tử cùng một gã đạo sĩ mặt mày cao có, người đang xem cờ kia thì là một lão hòa thượng, họ là tam thánh của nhân gian. Đạo sĩ cao có kia chính là Huyền Nguyên Thiên Tôn, lão hòa thượng chính là Bi Ngưỡng Đại Sư. Huyền Nguyên Thiên Tôn hừ một tiếng, thì thầm, ra tay quá ác, ra tay quá ác, ác cái rắm, một kiếm hết nợ, căn bản không có gì thống khổ cả. Bách Hoa Tiên Tử nói, vậy trước đó còn bị xiên trên kiếm thì sao? Thiên Tôn trừng mắt nói như vậy là muốn ta tự mình ra tay sao? Bách Hoa Tiên Tử hít mắt hỏi, Huyền Nguyên Thiên Tôn rụt cổ lại, không nói gì. Bách Hoa Tiên Tử lại ôm nhu nói, cái tên đồ đệ kia của ngươi lại dám làm bại hoại danh dự cảo tông môn ta, nếu như đệ tử của ta không ra tay, ta sẽ tự mình đi lấy mạng hắn, ngươi nói như thế nào? Huyền Nguyên Thiên Tôn vẫn không nói lời nào. Bách Hoa Tiên Tử lại nói, năm đó ta từng chạy trốn khắp nơi, cuối cùng mới tránh được sự truy sát của người nọ, đây là ân cứu mạng. Hai thánh nhân còn lại đều cảm thấy chẳng biết làm sao, không biết tại sao nàng lại nói tới chuyện năm đó của mình, đây là cấm kỵ của Bách Hoa Tiên Tử. Người khác chưa bao giờ được phép nhắc đến, không ngờ hôm nay chính nàng lại là người nói ra. Bách Hoa Tiên Tử lại nói, năm đó ta có thể còn sống sót, là vì Tú Tú. Bi Ngưỡng Đại Sư ngồi ở một chỗ sâu trên trời, nhìn thoáng qua bên dưới, hả? Lão nạp thấy nữ đệ tử kia của ngươi cùng lắm cũng mới chỉ có 8 tuổi. Không đúng, thế gian sao lại có loại sự tình này chứ? Ông lẩm bẩm nói, chuyện gì? Huyền Nguyên Thiên Tôn không vui nhưng vẫn thực sự cảm thấy hiếu kỳ. Nhịn không được cũng nhìn thoáng qua bên dưới, thời gian đều dừng lại trên người nàng ta, hồn phách của nàng ta thì vẫn bị tổn thương sâu sắc như cũ, tinh quang trong mắt của Huyền Nguyên Thiên Tôn bỗng tăng vọt, không sai, vì để ta có thể chạy trốn được khỏi cái chết, Tú Tú bị người nọ giam vào túi linh thú, bị hành hạ suốt 5 năm cũng không hề hé lộ chút tin tức nào về ta, Bách Hoa Tiên Tử nói với vẻ đầy cảm khái, ta thiếu nợ nàng ấy một cái mạng, cho nên, nếu có người làm tổn thương nàng ấy, thì cho dù ta có phải từ bỏ mạng của mình cũng phải thay nàng báo thù. Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe xong lời này, lại nhìn Tú Tú một chút, trong lòng liền biết rằng lời nói của đối phương là thật. Cô bé này quả thực cũng không dễ dàng gì, đồng thời cũng là vẫy ngược của Bách Hoa Tiên Tử. Nếu như là người của môn phái khác làm Tú Tú tổn thương, thì chỉ sợ Bách Hoa Tiên Tử sẽ điên lên, trực tiếp diệt cả nhà người ta rồi. Huyền Nguyên Thiên Tôn thở dài, thôi được rồi, tính tình tên đồ đệ kia của ta vốn dĩ còn cần mài dũa lại. Nhưng cũng là do ta không có bồi dưỡng tốt, để mặc hắn khi dễ người khác. Huyền Nguyên Thiên Tôn thở dài một tiếng, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Bách Hoa Tiên Tử cất tiếng, chuyện này ta cũng có chút sai lầm, chỉ muốn bọn hắn bình an nhưng lại không nghĩ rằng người khác cũng dám khi dễ bọn hắn. Bi Ngưỡng Đại Sư trong lòng mặc niệm một tiếng Phật hiệu, hai người trước mắt này đều lui một bước, đây là kết quả tốt nhất. Bách Hoa Tiên Tử nói, Thiên Tôn, chuyện này coi như xong đi, ta với ngươi đều có lỗi, chúng ta bỏ qua. Như thế nào? Huyền Nguyên Thiên Tôn suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Bách Hoa Tiên Tử thấy ông đã gật đầu, bèn quay qua chào Bi Ngưỡng Đại Sư một câu rồi biến mất.
Trên mây trắng chỉ còn lại Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bi Ngưỡng Đại Sư. A-di-đà Phật. Bi Ngưỡng Đại Sư chắp tay than một tiếng rồi nói, nếu nàng ta có thể tự mình tới đây giải thích, lại còn chịu kể ra chuyện năm xưa của mình, vậy là cũng tốt rồi. Huyền Nguyên Thiên Tôn trầm tư, nói, Tạ Đạo Linh thay đổi rất nhiều, nếu đổi lại là trước kia. Bi Ngưỡng Đại Sư giống như ngâm nga nói ra, nếu đồ đệ của ta có xảy ra chuyện gì không hay, ngay cả ngài ta cũng giết, giết hết tất cả. Hai người nhìn nhau, đều sợ hãi trong lòng. Hai, quên đi, quên đi. Huyền Nguyên Thiên Tôn lẩm bẩm nói, Bi Ngưỡng Đại Sư liếc nhìn ông ta một cái, thấy ông thực sự đã để xuống, cũng âm thầm thở vào một hơi. Nếu hai thánh đánh nhau, mình bị kẹp ở giữa cũng không tốt lắm. Nhưng sao Tạ Đạo Linh có thể làm được đến bước khuyên giải hòa bình này? Đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây, vì sao cô lại thay đổi như vậy? Bi Ngưỡng Đại Sư cảm thấy rất nghi hoặc. Đương nhiên Cố Thanh Sơn không biết trên trời đang xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn dẫn theo Tú Tú, lưu luyến chia tay đám người Lãnh Thiên Tinh và Ninh Nguyệt Thiền, đứng trong trận pháp truyền tống khổng lồ, chuẩn bị trở về Bách Hoa Tiên Quốc. Bọn họ đứng trong trận pháp truyền tống khổng lồ, toàn bộ tu sĩ đều dừng động tác trên tay, im lặng nhìn chằm chằm vào hai người. Đây là sự kính sợ không thể nói thành lời. Ngày xưa mọi người tôn kính Bách Hoa Tông cũng chỉ vì Bách Hoa Tiên Tử. Nhưng từ hôm nay trở đi, toàn bộ giới tu hành đều biết, đệ tử của Bách Hoa Tông đã làm ra chuyện gì. Đại trận truyền tống lóe lên luồng sáng, Cố Thanh Sơn và Tú Tú trở lại Bách Hoa Tiên Quốc. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua giao diện chiến thần, đồng hồ các thời gian chỉ mới rơi xuống một nửa, hắn lại nhìn thoáng qua giá trị hồn lực. Giá trị hồn lực của Cố Thanh Sơn, 642, người cũng là sinh mạng, giết hai tu sĩ trúc cơ ở thế giới tu hành, tất nhiên hồn lực sẽ tăng 2 điểm. Hai người trở lại Bách Hoa Cung, thấy Tần Tiểu Lâu đang ngồi ngẩn người trong Bách Hoa Điện. Vừa thấy hai người trở về, hắn ta đứng dậy chạy đến xem hai người, phát hiện không thiếu thứ gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về cũng không nói trước một tiếng, đồ ăn làm xong đã sớm nguội rồi, ta đi hâm nóng lại. Hắn ta nói lảm nhảm, bắt đầu thành thạo nhóm lửa nấu cơm. Sư tôn đâu? Cố Thanh Sơn hỏi, ra ngoài với đại sư huynh rồi, nói là có chuyện quan trọng. Tần Tiểu Lâu nói, chuyện quan trọng ư? Cố Thanh Sơn và Tú Tú cùng lặp lại, chuyện gì có thể khiến Bách Hoa Tiên Tử bận rộn tới vậy? Cố Thanh Sơn nghĩ thầm, không có chuyện gì, chúng ta đã trở lại. Tiếng của Ngỗng Trắng từ ngoài truyền vào, họ bay vào Bách Hoa Điện, dừng lại cạnh bàn cơm, Cố Thanh Sơn và Tú Tú không hẹn mà cùng thở phào, khi nào ăn cơm? Ngỗng Trắng hỏi Tần Tiểu Lâu, sắp rồi. Động tác của Tần Tiểu Lâu nhanh hơn, Cố Thanh Sơn nhìn một chút, phát hiện Tần Tiểu Lâu bận đến mức chân không chạm đất, xắn tay áo nói, ta tới giúp. Hai người nhanh chóng xử lý nguyên liệu nấu ăn, đợi đến khi Bách Hoa Tiên Tử ngồi xuống, đồ ăn thơm ngát cũng vừa vặn được bưng lên. Tú Tú lấy thần phù chu tước ra khoe rồi nói, sư tôn, xem này, hả? Đồ tốt như vậy, lấy ở đâu thế? Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười hỏi, sư huynh giúp con lấy được. Tú Tú nói, nàng vừa khởi động linh lực, ảo ảnh liền xuất hiện trên thần phù chu tước, dọa Tần Tiểu Lâu nhảy dựng, cái này không phải là thần phù của Thiên Tôn ư. Tần Tiểu Lâu liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của tấm bùa kia, không nhịn được hỏi Cố Thanh Sơn, sao lại ở trong tay Tú Tú, có một kẻ không có mắt bắt nạt Tú Tú, nên ta lấy tấm bùa của hắn. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, một kiếm của sư huynh còn khiến đám tu sĩ kia bất tỉnh đấy. Tú Tú vui vẻ bổ sung thêm, Tần Tiểu Lâu đứng lên, mặt mày u ám nói, là kẻ nào bắt nạt Tú Tú, tên gì họ Lý ấy? Gọi là gì nhỉ? Không nhớ rõ nữa, ta đã làm thịt hắn. Cố Thanh Sơn tự rót cho mình một ly rượu, thuận miệng nói, đến đây, uống rượu. Hắn nâng chén, Tần Tiểu Lâu nghe hắn nói xong mới khôi phục vẻ mặt tươi cười, nâng ly chạm với Cố Thanh Sơn, nói, có thần phù chu tước, vậy chắc là người của Thanh Vân Môn. Cố Thanh Sơn nói, đừng quan tâm gã là ai nữa, hai người nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch. Bách Hoa Tiên Tử gọi, Thanh Sơn, con đây, con dấu đệ nhất danh đâu? Cố Thanh Sơn lập tức lấy con dấu ra, Bách Hoa Tiên Tử vẫy tay một cái, con dấu đã dừng ngay trước mặt nàng. Nhìn ngắm một hồi, trên mặt nàng liền toát lên vẻ đắc ý kiêu ngạo cực kỳ hiếm thấy. Nàng nhìn con dấu, lẩm bẩm nói, hừ, quả nhiên vẫn là bản thánh biết cách dạy dỗ đệ tử. Cố Thanh Sơn và Tần Tiểu Lâu nhìn nhau, thức thời không làm phiền đến sư tôn tự sướng. Bách Hoa Tiên Tử khẽ ho một tiếng, thu con dấu lại, trước tiên cứ để ta giữ thứ này. Vâng, sư tôn, còn nữa. Bách Hoa Tiên Tử nghĩ một lúc, Cố Thanh Sơn hỏi, sư tôn có gì dặn dò? Bách Hoa Tiên Tử nói, ừm, hôm nay con hãy đứng ở chỗ tảng đá xanh. Ngỗng Trắng cũng nói, không sai, Thanh Sơn cũng nên xây dựng thanh danh bên ngoài rồi. Sư tôn,
người tự mình tung hứng như vậy thú vị lắm à. Cố Thanh Sơn không biết làm sao khẽ than một tiếng rồi cung kính đáp, vâng, Tần Tiểu Lâu mừng rỡ nói, thật tốt quá, cuối cùng ta cũng được tự do rồi, gần đây con chuyên tâm tu hành cho ta, đừng có suốt ngày chạy ra ngoài. Bách Hoa Tiên Tử trừng mắt với hắn, vâng, vâng. Tần Tiểu Lâu liên tục trả lời, nhưng nhìn bộ dạng đảo mắt như chong chóng của hắn ta, giống như đã bắt đầu dự tính sẽ lang thang ở đâu rồi. Sau khi ăn xong, Cố Thanh Sơn lên đường đi ra ngoài thành Bách Hoa, nơi dừng chân đầu tiên là tảng đá xanh. Lúc này, đã có không ít tu sĩ đứng chờ. Từ khi biết được năm nay Bách Hoa Thánh Nhân lại thu nhận đệ tử, Bách Hoa Tiên Quốc càng náo nhiệt hơn trước đây, có không ít người cố ý tiến lên, muốn thử thời vận. Cố Thanh Sơn nhìn đám người nhốn nháo, cũng có chút hoảng hốt. Lúc trước chạy lang thang đến đây, vì muốn cứu bản thân mình, cứu Ninh Nguyệt Thiền và Công Tôn Trí nên mới dốc hết toàn lực, cuối cùng bất đắc dĩ phải đoạt Bách Hoa Bảng. Nhìn lại bây giờ, bản thân là đệ tử thân truyền của Bách Hoa Tông Thánh Nhân, không lo đại nghiệp, cũng không lo tài nguyên tu luyện, còn được Thánh Nhân dạy bảo, thân phận và địa vị cũng khác người bình thường. Trong lúc bất tri bất giác, mọi mặt đều đã vượt hơn hẳn kiếp trước. Ngay cả về mặt kiếm thuật, có Bách Hoa Tiên Tử tự mình dạy, hắn cũng dần dần vượt xa hơn kiếp trước, chẳng qua bây giờ tu vi không đủ, có vài kiếm quyết còn chưa thể thi triển mà thôi. Nhớ tới đủ chuyện trước kia, nhìn lại ngày hôm nay, như cách nhau một giấc mộng. Cố Thanh Sơn im lặng đứng một lúc, sau đó bật cười, nhẹ nhàng nhảy lên hòn đá xanh. Hắn cất cao giọng nói, ta là Cố Thanh Sơn xếp thứ ba trong Bách Hoa Tông, hôm nay ta sẽ đưa ra đề thi, thông qua thì có thể đi đường bên trái, đến đoạt Bách Hoa Bảng. Bất kể phía dưới đều là tu sĩ Nguyên Anh, Kim Đan, Trúc Cơ hay Luyện Khí Kỳ, toàn bộ đều chắp tay hành lễ, miệng nói, mời tôn giá ra đề. Cố Thanh Sơn nói, hôm nay cũng không có đề mục gì, chỉ có một cánh cửa. Thấy vẻ hoang mang của mọi người, Cố Thanh Sơn nói, từ nay về sau, mỗi khi ta đến đây chọn nhân tài, chỉ có người ở lại Bách Hoa Tiên Quốc trong 10 năm, mới có tư cách ứng cử đoạt bảng. Nếu ở lại 20 năm, ta có thể cầu xin miễn trừ để ngươi không cần phải đạt hạng nhất trong kỳ sát hạch. Còn người nào ở 50 năm, ta có thể cầu xin thánh nhân giúp người đó trực tiếp giành được cơ hội thử đoạt bảng. Mọi người nhìn hắn, hắn nhìn mọi người, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sao lại có điều kiện kỳ lạ như vậy? Nhưng những tu sĩ có chút tâm tư đều đã xoay người đi đến thành Bách Hoa. Bọn họ ồ ạt tiến đến cửa thành, suốt cả đường vẫn luôn lớn tiếng la hét. Dù sao lần nào cũng cho ra mấy đề kỳ lạ, vốn không thể nào qua được, chi bằng ở luôn trong Bách Hoa Quốc để tu hành. Không sai, dù gì cũng chỉ có 10 năm. Tuổi thọ của chúng ta đến mấy trăm năm, chỉ như một cái chớp mắt mà thôi, nơi này đã bị thánh nhân nhúng tay vào, linh khí vô cùng dồi dào, ở trong thành tu luyện 10 năm cũng vô cùng có ích với bản thân ta, còn không phải thông qua cách tuyển chọn rắc rối, vụ mua bán này đáng giá. Đúng rồi, Bách Hoa Tiên Quốc có bảo vật quý giá, tài nguyên tu luyện phong phú, việc đáng tiếc duy nhất là không có Thanh Lâu. Nói thừa, Thanh Vân Môn là đạo quán, Linh Diệp Tự là cửa Phật, nơi này là chỗ tiên tử ở, nơi ở của Tam Thánh. Sao có những thứ đó được, cũng phải, ta đi tìm chỗ ở trước, đạo hữu, ta biết ngươi am hiểu bùa chú, ta thì biết luyện đan dược, hay là chúng ta cùng nhau mở cửa hàng, ý kiến hay, đi, chúng ta tìm một quán rượu, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Cố Thanh Sơn nhìn đám người tản đi, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười. Sau này người đến Bách Hoa Tiên Quốc, toàn bộ sinh hoạt đều ở trong mắt sư tôn, tốt hay xấu, thiện hay ác, lâu ngày sẽ biết lòng người. Như vậy so với việc sư tôn tự mình hóa thân thành ngỗng trắng lựa chọn từng người một, hay là Tần Tiểu Lâu khổ sở suy nghĩ tìm ra người khiến mình thích, đều bớt lo hơn nhiều, cũng hợp lý hơn. Hơn nữa, Thanh Vân Môn có mấy ngàn đệ tử, tín đồ của Linh Diệp Tự trải rộng khắp thiên hạ. Trong khi đó sư tôn nhà mình từ trước đến nay luôn cô độc, hắn chưa bao giờ gặp cha mẹ, anh chị em của nàng, thậm chí là tôn trưởng hay sư huynh đệ cùng sư môn cũng không nốt. Nghĩ đến, nàng cũng đã chịu nhiều cực khổ. Cố gắng hết sức đạt được như ngày hôm nay, bên cạnh lại không có ai thân cận, mà sư tôn cũng là người vô cùng sĩ diện. Đợi sau này, người của Bách Hoa Tiên Quốc nhiều lên, nàng cũng không cần phân thân ra nhiều như vậy chỉ vì muốn giữ vững tiên quốc, bảo vệ vùng đất náo nhiệt phồn hoa này. Bách Hoa Quốc có nhiều người thật thà một chút, sẽ thật sự trở nên sôi nổi, sầm uất. Có lẽ sau vài năm nữa, nơi này sẽ trở thành một đất nước tu hành chân chính. Thấy đám người kia đã giải tán hết, Cố Thanh Sơn dứt khoát ngồi xuống tảng đá. Nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện, không sai, mỗi một phút đều rất quan trọng, hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn không biết lúc này Bách Hoa Tiên Tử đã đứng trên mây im lặng xem cảnh này, khi màn đêm buông xuống, ngỗng trắng bay đến chỗ hắn, hồi cung đi, cơm chiều xong rồi, vâng, Cố Thanh Sơn đứng lên, bay về cùng với ngỗng trắng, Bách Hoa Điện, thầy trò năm người ngồi vây quanh trước bàn ăn,
hưởng thụ tài nghệ nấu ăn của Tần Tiểu Lâu. Bỗng nhiên, Bách Hoa Tiên Tử nói, từ ngày mai trở đi, các con đều không cần đến chỗ hòn đá xanh chọn người nữa. Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên nói, sao lại thế? Chẳng lẽ lại để Tú Tú ra đó nhanh như vậy? Không phải, ta cảm thấy cách làm của Thanh Sơn không tệ, về sau chúng ta cứ tiếp tục sử dụng cách này. Bách Hoa Tiên Tử nói, mọi người nhìn Cố Thanh Sơn với vẻ nghi ngờ, hắn liền nói yêu cầu của mình ra. Tần Tiểu Lâu vui vẻ nói, cái này được đó, bản thiếu gia có thể tự do rồi. Tú Tú cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi lẩm bẩm, thật tốt quá, mỗi ngày đều phải tự hỏi, đến lúc đó bản thân phải ra đề gì, chuyện này không cần nghĩ nữa. Bách Hoa Tiên Tử thấy phản ứng của bọn họ, mỉm cười không nói gì thêm. Sau khi ăn xong, nàng giữ Cố Thanh Sơn lại, chuyện xảy ra khi các người tỉ thí, ta đã biết tất cả rồi. Thiên Tôn là người thù dai và thích bao che khuyết điểm, tuy ta đã giảng hòa cùng với ông ta nhưng không biết ngày nào đó ông ta lại hóa điên, muốn báo thù thay đồ đệ. Tất nhiên ông ta sẽ không dám ra tay công khai, thế nhưng nhất định ông ta sẽ tìm tu sĩ cấp cao âm thầm giám sát con. Sư Tôn không có khả năng lực nào bảo vệ con, cho nên con phải nhanh chóng mạnh lên, ít nhất phải mạnh đến mức có thể chạy trốn được. Bách Hoa Tiên Tử nghiêm túc nói, Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc rồi hỏi, con phải làm thế nào? Bách Hoa Tiên Tử nói, bế quan ư. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, Bách Hoa Tiên Tử nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói, đại sư huynh của con đã chọn con đường khác, nhị sư huynh lại không nên thân, Tú Tú còn nhỏ, chỉ còn lại mình con, mà con lại chịu khó tu luyện, trời sinh thông minh, quan trọng nhất là tâm tính đủ kiên định, vừa khéo thể hiện được y bát của ta. Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng, Bách Hoa Tiên Tử tạ đạo linh muốn truyền y bát, lại còn truyền cho hắn, thần kỹ. Chỉ có thể là thần kỹ, nhưng là thần kỹ nào, hư không tầm ảnh ư, tụ lý càng khôn ư, hay là chiêu thức vong xuyên biến thái nhất kia. Giờ phút này, Cố Thanh Sơn cảm thấy bản thân mình quá may mắn, học được một thần kỹ là giấc mộng tốt đẹp nhất mà cả đời một tu sĩ cũng không dám nghĩ đến. Tin rằng ngoại trừ hai vị thánh nhân Thiên Tôn và Bi Ngưỡng ra thì những kẻ khác đều đồng ý khi có cơ hội làm được việc này, con có bằng lòng hay không? Bách Hoa Tiên Tử hỏi, Cố Thanh Sơn bắt bản thân tỉnh táo lại rồi hỏi, con là kiếm tu, có xung khắc với phương pháp của sư tôn không? Không hợp tất nhiên sẽ không truyền cho con, ta chọn chiêu này, sẽ không ảnh hưởng đến kiếm thuật của con. Bách Hoa Tiên Tử rất vừa lòng với sự bình tĩnh của hắn, con đồng ý. Cố Thanh Sơn nói, tốt lắm. Bách Hoa Tiên Tử đứng lên, đi từng bước tới đối diện Cố Thanh Sơn, trước tiên, hôm nay sẽ cho con chút ấn tượng ban đầu, để con biết mình sắp học cái gì. Nàng cười nói, ta sẽ ép tu vi đến cảnh giới trúc cơ sơ cảnh. Con tấn công ta để con lĩnh hội một chút con sắp học cái gì. Vâng, Cố Thanh Sơn nghiêm túc hành lễ, khẽ dậm chân, lao về phía Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử đứng đó mỉm cười, vẫn không nhúc nhích. Nụ cười của nàng, mang theo chút thoải mái và chơi đùa. Cố Thanh Sơn thấy được, nhất thời khó chịu trong lòng. Tuy nàng đã ở cảnh giới phong thánh, nhưng áp chế tu vi ở trúc cơ kỳ mà vẫn còn dám ứng phó như vậy, có phải là xem thường kiếm thuật của hắn hay không? Mắt thấy khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn, Cố Thanh Sơn nói, sư tôn cẩn thận, con dùng bí kiếm đấy. Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười, không nói gì, trình độ cao như vậy sao? Cố Thanh Sơn nghiêm túc, lập tức nhằm về phía Bách Hoa Tiên Tử, chém cho ta, hắn quát một tiếng, tay đột nhiên lao vào hư không, không nắm được gì. Hả, kiếm đâu, sao không thấy kiếm của hắn đâu? Trong khoảnh khắc, Cố Thanh Sơn cắn chặt răng, mở túi trữ vật lấy cung dạ vũ ra, nhưng hắn không lấy cung dạ vũ ra được. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm quét qua hai lần, vẫn không thấy bóng dáng của cung dạ vũ, không có kiếm, không có cung, bản lĩnh của mình không phát huy được thì đánh thế nào, nhưng sao không thấy kiếm và cung? Cố Thanh Sơn bỗng dừng lại, sư tôn chuẩn bị truyền cho con phương pháp cách không thủ vật ư? Hắn hỏi, chiêu thức này rất khác thường, ban đầu khi đối địch với ngũ đại yêu ma, toàn bộ binh khí, pháp bảo của đối phương liên tiếp bị trộm mất, khiến ngũ đại yêu thánh không có binh khí, nhất thời khiến sức chiến đấu sụt giảm, không phải... Kỹ năng lấy vật cách không gian không làm được gì đâu, hơn nữa kỹ năng này là thiên phú trời sinh của ta, không có khả năng truyền cho con. Cố Thanh Sơn có chút thất vọng. Bách Hoa Tiên Tử ung dung nói, ta muốn truyền cho con là cái này. Nàng vừa dứt lời, người đã ở sau lưng Cố Thanh Sơn, đánh ra một chưởng. Bốp, Cố Thanh Sơn bị đánh bay ra ngoài, mãi đến cuối đại điện mới lăn hai vòng, đứng dậy. Lực đạo của một chưởng này rất kỳ diệu, toàn bộ hóa thành lực lao về phía trước, bao lấy Cố Thanh Sơn rồi ném ra ngoài. Thế nhưng không có tổn thương đến thân thể Cố Thanh Sơn chút nào, con thấy rõ được ta di chuyển thế nào không? Bách Hoa Tiên Tử hỏi, Cố Thanh Sơn nghĩ, phát hiện sư tôn đã áp chế tu vi ở mức trúc cơ sơ cảnh,
vậy mà hắn vẫn không thể nhìn rõ nàng chuyển động thế nào, điều này có chút không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, chán nản nói, không có, đang nói, bên cạnh hắn lại truyền tới một lực đánh cực mạnh. Chẳng biết từ khi nào Bách Hoa Tiên Tử đã xuất hiện bên cạnh hắn, khẽ đánh ra một chưởng, bốp, Cố Thanh Sơn lại bị đánh bay, nhưng còn chưa đợi hắn rơi xuống đất, Bách Hoa đã áp sát như hình với bóng, lại đánh thêm một chưởng. Cố Thanh Sơn không kịp đánh trả, bị một chưởng mạnh mẽ này đánh bay lên Vạn Hoa Bảo Tọa, lúc này mới ngừng lại, thấy rõ rồi chứ? Bách Hoa Tiên Tử hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn nàng với vẻ mờ mịt, cố gắng nhớ lại hình ảnh vừa rồi trong đầu, thật sự quá nhanh, cho dù Bách Hoa Tiên Tử đã áp chế tu vi xuống chút cơ sơ cảnh, bản thân hắn vẫn không thể chống đỡ được. Thật ra, lần trước lúc hóa thân của ta đi đến tiền tuyến, trong cả cuộc chiến ấy, điểm mấu chốt nhất nằm ở chỗ nào, con có biết không? Bách Hoa Tiên Tử hỏi, Cố Thanh Sơn suy nghĩ rồi nói, thần kỹ Vong Xuyên ư, Bách Hoa Tiên Tử nói, tổng cộng có 9981 pháp ấn khi ta sử dụng Vong Xuyên, chỉ khi nào gặp đám yêu ma quá ngu xuẩn, nếu không thì một chiêu này cũng không dễ dàng thi triển đến vậy. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ sâu xa rồi nói, Bàn Long ư, cũng không phải. Bách Hoa Tiên Tử nói, Cố Thanh Sơn cẩn thận cân nhắc rồi lại nói, con đã hiểu, chính xác là lúc người đánh Đao Hoàng, hả? Bách Hoa Tiên Tử hứng thú hỏi, vì sao? Bởi vì một chiêu này, chúng không dự liệu tới, sợ Đao Hoàng xảy ra chuyện, cho nên mới hiện thân chặn đánh giết người. Cố Thanh Sơn càng nói càng chắc chắn, bọn chúng bị cảnh tượng giả là người đánh chết Đao Hoàng thu hút, lúc này mới bị người lấy toàn bộ túi trữ vật, mất đi khả năng ỷ vào pháp bảo và binh khí, đúng là như vậy. Bách Hoa Tiên Tử gật đầu nói, Đao Hoàng sợ ta giết hắn, trốn sau lũ yêu ma, vốn không ngờ được rằng ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ta bất ngờ xông lên giết Đao Hoàng, có thể ép đám yêu thánh hiện thân hết thì ta mới có cơ hội ra tay với chúng, cũng để đánh giá rồi quyết định nên chiến đấu thế nào, cho nên điểm quan trọng của cuộc chiến này chính là thân pháp giúp ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Đao Hoàng. Cố Thanh Sơn tán thưởng nói, hôm nay con mới hiểu được, hóa ra bước ngoặt của trận chiến lúc trước là đây. Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười rồi nói, những thuật pháp khác của ta đều có rất nhiều hạn chế, hơn nữa phải mất rất nhiều năm tìm hiểu mới sử dụng thuần thục, xem phù hợp với linh căn, thuật pháp thủ quyết nào. Kiếm tu cần phải đặt hết chú ý vào việc luyện kiếm, nếu học thuật pháp của ta, tất nhiên sẽ khiến phân tâm. Ngược lại, nếu học thân pháp này, chắc chắn rất thích hợp với việc tu luyện kiếm. Cố Thanh Sơn hỏi, thân pháp này có tên không ạ? Bách Hoa Tiên Tử nói, thần kỹ này gọi là Súc Địa Thành Thốn, con là người đầu tiên ta truyền thụ, tạ ơn sư tôn. Cố Thanh Sơn nói, Bách Hoa Tiên Tử lấy ra một ngọc giản, bảo, pháp quyết ở trong này, nếu có gì không hiểu thì cứ đến hỏi ta bất cứ lúc nào, con cũng không thể bỏ cung thuật và kiếm thuật, bản thân phải nắm chắc thời gian mài dũa tài nghệ. Vâng, ban đêm, điện Phong Lan. Cố Thanh Sơn nhìn ngọc giản trong tay, trong lòng bất giác thấy lo lắng hơn. Chính giữa giao diện chiến thần có một hàng chữ nhỏ lấp lánh trôi nổi. Phát hiện công pháp, Súc Địa Thành Thốn, kỹ năng cấp bậc, thần kỹ, xin hỏi có học hay không? Học kỹ năng này, giá trị hồn lực tiêu phí, 1.000 điểm. Giá trị hồn lực hiện tại là 530/20. Cố Thanh Sơn đã đoán ra, thế nhưng khi nhìn lượng tiêu hao để tập thần kỹ này vẫn âm thầm tặc lưỡi. Lúc trước hắn đã học rất nhiều kỹ năng, thậm chí đến việc thức tỉnh bí kiếm mà cùng lắm cũng chỉ tiêu phí 10 điểm hồn lực, nhưng học thân pháp hạng nhất thế này sẽ mất 1.000 điểm hồn lực. Hắn khẽ than một tiếng, lúc mở đường máu đến thế giới thần võ, giết bao nhiêu quái như vậy mà hồn lực cũng chỉ có hơn 600 điểm, vẫn chưa đủ thì không học được. Cố Thanh Sơn vào đầu bứt tai, hận không thể trở lại tiền tuyến, đi chém giết 3 ngày 3 đêm. Hai thế giới đều đang xuất hiện những thay đổi trước nay chưa từng có, nếu bản thân không thể nhanh chóng mạnh lên, nói không chừng một ngày nào đó sẽ thành đồ ăn cho quái vật, làm cách nào mới có thể thu gom đủ hồn lực đây? Cố Thanh Sơn suy nghĩ khổ sở, lúc lơ đãng tay chạm vào kiếm. Bỗng nhiên mắt hắn lóe sáng, nhớ đến chuyện gì đó rồi vui mừng nói, có rồi, ban đầu ở thế giới thần võ, lúc thức tỉnh kiếm thuật, giao diện chiến thần có nói một câu thế này, xét thấy bản thân người chơi có hiểu biết sâu rộng với kiếm thuật, lượng tiêu hao để thức tỉnh tu vi kiếm đạo ngày xưa giảm tới mức thấp nhất, nói cách khác, nếu bản thân vốn có nhận thức sâu sắc với kỹ năng, như vậy, số điểm cần tiêu hao để lĩnh ngộ kỹ năng mong muốn cũng sẽ giảm bớt một lượng tương ứng. Cũng có nghĩa là, nếu bản thân hắn thật sự tu luyện kỹ năng hạng nhất này thì chắc hẳn cũng có thể giảm bớt mức phí hồn lực, không sai. Nhất định là thế, Cố Thanh Sơn dứt khoát cầm lấy ngọc giản, khắc nội dung bên trên ngọc giản vào thần hồn. Hắn vừa mới ghi nhớ xong, bốc một tiếng, ngọc giản đã nát thành bột phấn, Cố Thanh Sơn nhắm mắt thật lâu, đứng yên. Lẩm bẩm nói, bước đầu tiên, phải luyện tập 12 động tác cơ bản, cơ thể hắn vừa động,
tiến nhanh về phía trước, nhưng nếu có người đứng cạnh nhìn sẽ thấy rõ hắn không tiến lên, mà cả người lui về phía sau. Cố Thanh Sơn dời sang phải, nhưng nhìn thì lại bước sang trái. Loại tư thế kỳ lạ này đúng là quỷ dị, làm người khác khó chịu không nói nên lời. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngã ngồi xuống đất, hỏng rồi, vừa rồi sai một bước, làm lại từ đầu. Hắn chán nản nói, xoa cái mông đau, đứng lên tiếp tục luyện tập. Đêm dài vắng vẻ, toàn bộ Điện Phong Lan trống trải không một tiếng động. Cố Thanh Sơn giống như nhập ma, không ngừng luyện tập động tác cơ bản của xúc địa thành thốn. Gặp phải chỗ khó, hắn cau mày thử lại lần nữa, mãi cho đến khi có thể miễn cưỡng thi triển. Mới chỉ có động tác cơ bản đã thật sự quá khó, dựa vào kinh nghiệm tu đạo hai đời của Cố Thanh Sơn, còn phải mất rất lâu mới hiểu được, đừng nói đến việc có thể tập nhuần nhuyễn động tác đó, thi triển thành công. Vỏn vẹn một đêm dài, hắn không nghỉ ngơi, mệt mỏi thì dừng vài phút, linh lực không đủ thì trực tiếp uống đan dược. Buổi sáng, Điện Bách Hoa, Thanh Sơn đâu? Sao lại không đến ăn sáng? Ngỗng Trắng hỏi, Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên nói, mỗi ngày hắn đều tới đúng giờ, hôm nay sao thế nhỉ? Tú Tú rộng lượng nhảy xuống khỏi ghế tựa rồi nói, ta đi gọi hắn. Nàng đi nhanh như chớp, Tần Tiểu Lâu nhìn theo Tú Tú chạy đi, đăm chiêu nói, hiện giờ Tú Tú và Lão Tam rất thân, ừ, sau khi khảo nghiệm trở về thì khá dính lấy hắn. Bách Hoa tiên tử lơ đãng nói, nàng tự ép cho mình một ly nước trái cây, trong mắt mang theo ý cười. Tú Tú hào hứng đi đến đại điện Phong Lan, lớn tiếng gọi, Tam sư huynh, ăn sáng thôi, hôm nay nhị sư huynh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, không có ai trả lời. Tú Tú tò mò đi qua cửa điện Phong Lan, nhìn lướt qua sảnh lớn trống không, chỉ thấy Cố Thanh Sơn ngồi ủ rũ dưới đất. Thấy bộ dạng Cố Thanh Sơn như vậy, Tú Tú bỗng khẩn trương bước tới, Tam sư huynh, huynh sao vậy? À, không có gì, không có gì. Sắc mặt Cố Thanh Sơn xám như tro nói, Tú Tú không dễ gạt, liếc mắt một cái đã nhận ra Cố Thanh Sơn có vấn đề, không phải tẩu hỏa nhập ma rồi chứ. Nghe nói lúc luyện công, nếu không cẩn thận, sẽ dễ dàng xuất hiện tình trạng như vậy. Tú Tú không chút do dự, lập tức rút bùa truyền tin ra, vội vàng nói hai câu rồi để bùa đưa tin đi. Trong điện Bách Hoa, một ngọn lửa nóng bay vào, dừng trước mặt Bách Hoa tiên tử. Thanh Sơn xảy ra chuyện, Bách Hoa tiên tử nhận bùa, vẻ mặt biến đổi, cả người biến mất giữa đại điện. Cái gì? Sao lại thế này? Tần Tiểu Lâu vừa hỏi ra miệng đã thấy Ngỗng Trắng bay ra ngoài. Hắn ta vội vàng buông bát đũa rồi cũng chạy ngay ra ngoài. Trong điện Phong Lan, mấy thầy trò vây quanh Cố Thanh Sơn. Bách Hoa tiên tử nắm lấy tay Cố Thanh Sơn, độ linh lực vào chuyển đến khắp thân thể, nhập vào đan điền, tiến vào ý thức, tuần hoàn một vòng lớn rồi mới thu hồi lại. Hắn không có sao, Tú Tú. Bách Hoa tiên tử nói, con thấy Tam sư huynh, không liên quan đến Tú Tú, là con nóng lòng muốn luyện, nhất thời không tiến triển gì, cho nên sắc mặt không tốt khiến cho Tú Tú hiểu lầm. Cố Thanh Sơn vội nói, mắt thấy sợ bóng sợ gió một lúc này mấy người họ mới thở phào nhẹ nhõm, đi thôi. Ăn sáng. Ngỗng Trắng kêu gọi mọi người, mấy người cùng nhau đi ra khỏi điện Phong Lan, nhưng đi được một nửa, vẫn thấy Cố Thanh Sơn ngồi im trên đất như cũ. Sao vậy? Rốt cuộc tên này sao thế? Thanh Sơn, rốt cuộc con bị sao thế? Bách Hoa tiên tử nghiêm mặt hỏi, sư tôn đã hỏi, Cố Thanh Sơn không thể không đáp, hắn thở dài một tiếng rồi nói, ngày hôm qua con luyện thân pháp suốt đêm, ban đầu có chút khó khăn, càng về sau càng thuần thục, lúc luyện mấy động tác chân cơ bản. Cũng có chút thu hoạch, nhưng mà, sao, nhưng mà sáng hôm nay, bỗng nhiên con quên mất cách đi đứng thế nào rồi, mấy người họ đều ngẩn người, nhìn Cố Thanh Sơn giống như đang nhìn một sinh vật chưa bao giờ gặp phải, thì ra là vậy, khó trách hắn ngồi đó cau mày ủ rũ, một bước cũng không đi, một sự im lặng khác thường, ha 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 ha. Đầu tiên là Tần Tiểu Lâu cười như điên, ngay sau đó, Ngỗng Trắng cũng nằm ngửa ra đất cười, hai chân đạp loạn, Tú Tú tỏ vẻ cảm thông nói, sư huynh, không có sao cả, ta tin huynh sẽ nhanh chóng có thể. Phục, ha ha ha, cười cái gì mà cười. Đây là vì hắn say mê luyện tập, quá nhập tâm thôi. Bách Hoa tiên tử hung hăng trừng mắt nhìn đám đồ đệ, sư tôn cũng đã cười, hơn nữa còn cười nhiều nhất. Cố Thanh Sơn thầm nói trong lòng, à, ta đã quên nói với con, khi luyện kỹ năng cơ bản của bộ pháp này sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, trong thời gian này, để Tú Tú đưa cơm cho con đi. Chờ khi nào con gọt giũa thông thạo kỹ năng, đương nhiên có thể nhớ cách đi lại bình thường. Bách Hoa tiên tử nói với hắn, cũng chỉ có thể làm như vậy, Cố Thanh Sơn thở dài. Mấy người nén cười đi ra ngoài, trong điện Phong Lan còn lại mình Cố Thanh Sơn. Hắn lẩm bẩm nói, đúng là mất mặt, luyện kỹ năng này suýt thì nhập ma. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên giao diện chiến thần, rõ ràng là có gì đó xuất hiện.
Cố Thanh Sơn chú ý đến việc này, mau chóng nhìn lên phía trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ lấp lánh xuất hiện trên màn hình. Vì người chơi không ngừng kiên trì cố gắng, cảm ngộ được một phần xúc địa thành khốn, giảm điểm hồn lực cần tiêu phí để học kỹ năng này xuống. Học tập thần kỹ, xúc địa thành khốn, điểm hồn lực cần tiêu, 998 điểm. Giá trị hồn lực bây giờ, 530/20, mới giảm xuống 2 điểm. Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn cảm thấy cả người bứt rứt. Ngay sau đó, hắn lại đột nhiên phấn chấn lên. Thế giới hiện thực bây giờ còn chưa biết thế nào, cũng không biết Anna đã đi chưa. Sao bản thân có thể vì kỹ năng hạng nhất này mà ủ rũ suy sụp, dừng bước không tiến lên cho được. Thế là hắn đứng lên, tiếp tục luyện. Tới giữa trưa, Bách Hoa Tiên Tử và Tú Tú cùng nhau tới. Bách Hoa Tiên Tử nhìn tiến độ của hắn, bèn tự mình vào cuộc, chỉ dạy tỉ mỉ. Có sư phụ ở đây, Cố Thanh Sơn tu luyện thần kỹ làm ít mà hiệu quả. Rất nhiều vấn đề được giải quyết dễ dàng, tiến bộ nhanh chóng. Thoáng một cái, một ngày trôi qua, lại vụt một cái, năm ngày trôi qua. Giữa trưa hôm nay, Cố Thanh Sơn bỗng sải bước đến điện Bách Hoa ăn cơm trưa. Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên nói, đệ đã khỏe rồi à? Thật không bình thường, sư tôn nói năm đó người luyện tập kỹ nghệ này, thời gian tầm, rầm, truyền ra một tiếng vang, Tần Tiểu Lục bị đánh bay ra ngoài, dán vào bức tường một lúc lâu rồi mới từ từ trượt xuống đất. Bách Hoa Tiên Tử không đổi sắc mặt nói, Thanh Sơn, luyện cho tốt, đừng để người khác ảnh hưởng, làm phiền đến tiến độ tu luyện, vâng. Cố Thanh Sơn đáp, ăn trưa xong, Cố Thanh Sơn trở lại điện Phong Lan, tiếp tục luyện tập. 4 giờ sau, giao diện chiến thần lại xuất hiện một hàng chữ. Cố Thanh Sơn dừng động tác lại, nhìn lên màn hình giao diện chiến thần. Vì người chơi không ngừng kiên trì nỗ lực, hiểu được xúc địa thành thốn, giá trị hồn lực cần tiêu phí để học kỹ năng này đã giảm xuống. Học tập thần kỹ, xúc địa thành khốn, giá trị hồn lực cần tiêu, 530 điểm. Giá trị hồn lực bây giờ, 530/20, người chơi đã đạt được điều kiện để học, có học hay không? Nhìn mấy chữ này, Cố Thanh Sơn thở phào một tiếng, cuối cùng có thể học rồi. Cố gắng tiếp tục khổ công rèn luyện, có thể tiếp tục làm giảm điểm hồn lực, thế nhưng luyện tập nhiều ngày như vậy, bây giờ Cố Thanh Sơn không thể chờ đợi được giây phút nào nữa. Học. Hắn không do dự nói, tiêu phí 530 điểm hồn lực, giá trị hồn lực còn dư lại, 0/20, thần kỹ, xúc địa thành thốn, bắt đầu lĩnh ngộ, cấp bậc kỹ năng hiện tại, sơ cấp, xúc địa thành thốn, sơ cấp thông qua thân pháp đặc biệt đột phá hạn chế không gian, trực tiếp xuất hiện ở vị trí chỉ định, cự ly thi triển, 3 mét, Cố Thanh Sơn xem xong, thở dài nói, chỉ có thể thi triển trong phạm vi 3 mét, xem ra sơ cấp rất yếu, phải luyện tập nhiều hơn, nhanh chóng tăng cấp bậc kỹ năng, hắn lại nhớ tới mình còn một kỹ năng có tính mở rộng, chính là loạn vũ. Hai hạng kỹ năng này đều cần người chơi không ngừng rèn luyện trong thời gian dài, mới phát huy được uy lực thật sự của kỹ năng. Cố Thanh Sơn nhìn sang đồng hồ cát của mình, các bên trong đồng hồ thông thả rơi xuống, chỉ sợ là ở thế giới hiện thực đã qua được mấy giờ rồi. Thôi, dù sao tạm thời không thể quay về được, ta sẽ dốc sức ứng phó, luyện cho thật tốt. Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm, ngay sau đó, hắn rút cung dạ vũ ra, bắt đầu luyện tập thuật bắn cung. Cứ như vậy, luyện bắn cung đến mệt, hắn lại luyện thân pháp mệt, hắn lại đổi sang bắn cung. Một ngày ba bữa, Cố Thanh Sơn không đến điện Bách Hoa nữa. Đói bụng hắn trực tiếp ăn đan tích cốc, mệt mỏi thì dùng linh đan giảm bớt mệt nhọc. Hắn như bị nhập ma, luyện liên tục 10 ngày. Những lúc ấy, thầy trò Bách Hoa Tông đều đến xem mấy lần. Cuối cùng mỗi lần xem xong, mấy người họ đều trở lại bàn cơm. Bách Hoa Tiên Tử nhìn Tần Tiểu Lâu như có suy nghĩ rồi lầm bầm nói, hay là để Thanh Sơn làm nhị sư huynh. Tần Tiểu Lâu quá sợ hãi, nói, sư phụ, chuyện vai vế này, tuyệt đối không thể loạn được, tu vi con không cao, lại không phải kiếm tu như Thanh Sơn. Bách Hoa Tiên Tử nói, nhỡ mà một ngày nào đó con ra ngoài bị người ta bắt nạt, cuối cùng còn phải gọi người sư đệ này tới giúp, nói ra cũng thật dọa người. Tần Tiểu Lâu ngớ ra, đánh nhau không lại, gọi sư đệ đến giúp sẽ bị chê cười. Bách Hoa Tiên Tử dụ dỗ từng chút một, nhưng nếu con gọi sư huynh đi đánh nhau giúp, sư huynh ra mặt thay sư đệ, không ai có thể nói được gì, hình như cũng có lý. Hai tay Tần Tiểu Lâu ôm đầu, khổ sở suy nghĩ về cái lợi và hại. Nửa ngày sau, mọi người trong Bách Hoa Tông đang vây quanh bàn ăn cơm trưa. Sư phụ, sư huynh, hình như tam sư huynh không luyện nữa. Tú Tú chạy vào, thở hổn hển, hưng phấn nói, mấy hôm nay cứ rảnh rỗi là nàng lại chạy sang điện Phong Lan, phụng bồi Cố Thanh Sơn luyện tập kỹ thuật, đứng ở một bên cổ vũ, không luyện nữa. Vậy đệ ấy đang làm gì? Ngỗng Trắng hỏi, huynh ấy đi tắm thay quần áo rồi. Tú Tú nhíu lỗ mũi, trên mặt mang theo vẻ chê bai nói, mấy ngày trước trên người huynh ấy toàn mồ hôi thối, con bảo huynh ấy đi tắm thay đồ đi,
cả người huynh ấy như điên như rồi, không nghe thấy lời con, hôm nay lại tự động đi tắm. Ngỗng Trắng suy nghĩ một lát, cười nói, xem ra đã có thu hoạch rồi. Cố Thanh Sơn ngâm mình trong suối nước nóng, nhìn phần thuyết minh trong giao diện chiến thần, trong lòng có một loại cảm giác thành tựu sâu sắc. Loạn vũ, trung cấp kỹ năng mở rộng, trong khoảng thời gian ngắn liên tục bắn ra 10 mũi tên, dùng hình cung và đường bay không thể dự đoán trước để công kích đối phương. Xúc địa thành thốn, trung cấp thần kỹ, tùy ý chỉ định vị trí, hoặc thông qua nắm bắt phong tỏa hơi thở của kẻ địch, thông qua thân pháp đặc thù đột phá giới hạn không gian, trực tiếp xuất hiện ở vị trí tương ứng. Cự ly thi triển, 30m, 30m, đã có thể dùng với thực chiến rồi. Lúc này, một ánh lửa đột nhiên bay tới, Cố Thanh Sơn nhận lấy bùa lửa, vận linh lực, bên trong lập tức truyền tới giọng thì thầm của Tú Tú, sư huynh, sư phụ hình như đang chọn công pháp trúc cơ kỳ cho huynh. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, thu bùa lửa lại. Hắn mở giao diện thao tác chiến thần ra, nhìn lại đồng hồ cát, bên trong chỉ còn lại 7 hạt cát, sắp được trở về rồi. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn đồng hồ, lẳng lặng nhìn từng viên cát một chậm rãi rơi xuống như ống kính quay chậm. Đã đến giờ, một màn sáng lóe qua, hắn biến mất khỏi thế giới tu hành. Đế quốc Salolanka, Hoàng Cung, vẫn không có tin tức gì sao? Tại sao vẫn chưa có tin tức gì? Các người đều ăn cơm chùa hết sao? Ta phải chém đầu các ngươi, quốc vương đế quốc. Một ông lão tóc hoa râm ngồi ở ngai vàng, sắc mặt lạnh lùng hỏi, phía dưới, mấy tên sĩ quan run rẩy, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, công chúa nói ngài ấy sẽ lập tức trở về, nhưng mà chúng thần vẫn không phát hiện được tung tích của công chúa ở biên giới, hừ, đồ vô dụng, lập tức hạ lệnh, giết. Ông bỗng nhiên chú ý tới, người phụ nữ cả người đều tỏa ra hào quang của thần thánh đang hướng về phía mình ra hiệu, ông hiểu được động tác tay kia, bèn phẫn nộ xua xua tay, nổi giận nói, cút xuống hết cho ta. Đừng để ta nhìn thấy đám phế vật các ngươi lần nữa, đầu mấy tên sĩ quan ứa đầy mồ hôi lạnh, vội vàng lui ra ngoài, đến khi bọn họ đều đi hết, ông ta thở hổn hển mấy cái, vẻ mặt mới dần dần hòa hoãn một chút, ngài giáo hoàng tôn kính, chuyện bổn vương thỉnh cầu quý giáo xử lý, bây giờ tiến triển như thế nào? Giọng nói ông lão đột nhiên trở nên ôn hòa, đang làm, xin bệ hạ không cần bận tâm, sẽ hoàn thành nhanh thôi, người phụ nữ mặc giáo bào trắng thuần khiết, cả người tản ra từng tia hào quang trả lời. Bà ước chừng hơn 50 tuổi, dáng vẻ ưu nhã, trên đỉnh đầu treo một cái vòng hào quang sáng loáng, nếu chỉ nhìn thoáng qua chắc sẽ tưởng là thánh mẫu hạ xuống trần gian. Dáng vẻ như vậy, uy thế như vậy, nếu như bà xuất hiện ở bên ngoài hoàng cung, không biết có bao nhiêu phàm phu tục tử sẽ quỳ xuống đất quỳ bái cúng lạy. Đáng tiếc là, bà mang theo một tầng lụa mỏng, chẳng ai thấy được diện mạo thật sự của bà. Lui ra hết đi, ta trò chuyện cùng giáo hoàng. Ông lão phân phó nói, tất cả mọi người đều lui xuống. Trong đại điện, sự tĩnh mịch bao trùm khắp nơi, tới đây. Ông lão ngồi trên ngai vàng nói, giáo hoàng không đáp gì, tới đây, cầu xin bà. Giọng ông lão có chút ý cầu khẩn, giáo hoàng thánh khiết thở dài, nhấc giáo bào lên, từng bước một đi tới ngai vàng. Chân của bà bị tật, cho nên đi rất chậm, nhưng mà ông lão đã hiện rõ sự cao hứng. Giáo hoàng bước từng bước một đi lên ngai vàng, đứng ở bên cạnh ông lão. Bà vuốt ve đầu ông, nhẹ giọng nói, yên tâm đi. Mặc dù còn nhiều tên chết cũng không hối cải, nhưng ngày tận thế của bọn họ chính là hôm nay. Ông ta bật khóc thành tiếng, nói, bà biết điều ta mong muốn không phải thứ này. Giáo hoàng dừng một chút, giọng trở nên êm ái, rất nhanh thôi, ráng nhịn chút nữa, rất nhanh là có thể rồi. Ta không chịu nổi, ta không làm. Ta muốn. Giọng nói ông ta đột nhiên đứt đoạn, đầu ông dần dần gục xuống, cả người ngồi phịch ở trên ghế, giống như đột nhiên mất đi linh hồn. Nhưng trên ngực ông lão đột nhiên xuất hiện một cánh tay, một đôi tay mọc đầy những móng tay sắc nhọn, từ trong cơ thể của ông thò ra bên ngoài, đôi tay này dùng sức xòe ra hai bên, lồng ngực ông lão cũng bị mở ra theo. Trong lồng ngực ông lão không hề có bất kỳ bộ phận nào, nhưng lại cất giấu một người thấp nhỏ. Đây là một người nhỏ tí cả người đầy nếp nhăn, trên đầu chỉ có vài sợi tóc thưa thớt, cả khuôn mặt nhăn nhúm, nhưng mà giọng nói lại tràn đầy thanh âm bén nhọn. Người thấp bé kia than vãn khóc lớn nói, mẹ, con không muốn ở chỗ này. Nơi này thật cô đơn, cực cưng của ta. Giáo hoàng ôm nó vào trong ngực, nhẹ giọng nói, cho mẹ thêm 2 ngày, chỉ cần thu cả quốc gia này vào túi rồi, thì con sẽ không cần phải đóng kịch nữa. Người tí hon bắt lấy giáo hoàng, điên cuồng gào thét nói, tại sao mẹ không hiểu lời con muốn Anna, con muốn Anna, con muốn cô ấy làm tân nương của con, Anna là của con, không ai có thể cướp đi, con trai thân ái của ta. Giáo hoàng dụ dỗ khuyên nhủ. Bà bỗng nhiên vạch khăn che mặt lên, lộ ra một khuôn mặt không hề có lớp da bên ngoài, cùng với hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng. Bà nhéo nhéo cái mặt của con trai, nói, con ngoan ngoãn nghe lời của mẹ,
sẽ có được Anna. Đây chính là đế quốc của hoa hồng có gai, nếu như con không cố gắng, làm sao có thể lấy được nó về tay mình. Người thấp bé khóc thút thít một tiếng, nói, thật không, thật. Giáo hoàng ẵm người hắn ta, vội vàng khuyên nhủ, chỉ cần con cố gắng chống đỡ thêm hai ngày, ta sẽ mang Anna trở lại, gả cho con. Được, vậy con sẽ cố gắng, con nhất định sẽ cố gắng, con muốn Anna. Người bé nhỏ vừa nói, vừa leo vào trong cơ thể của ông lão, đóng lồng ngực lại từ bên trong. Đầu ông lão lại ngẩng lên, dùng giọng già nua, thốt ra lời nói tràn đầy nhiệt huyết điên cuồng, ta muốn Anna, ta muốn cô ấy là cô dâu của ta. Đột nhiên, ngoài điện truyền tới một tiếng vang, ai? Ông lão phẫn nộ quát, theo tiếng quát của ông lão, giáo hoàng đã đứng yên ở dưới bậc thềm, lớp lụa mỏng trên mặt lại phủ lên lần nữa, nhìn dáng vẻ ưu nhã cao quý kia của bà, hệt như chưa từng rời khỏi chỗ. Ngoài đại điện truyền tới một giọng nói truyền báo sợ hãi, bệ hạ, công chúa Anna gửi tin đến, yêu cầu trực tiếp nói chuyện cùng ngài. Anna, ông lão vui sướng kêu một tiếng, hai tay đè lên ghế như muốn đứng lên. Lão nhìn giáo hoàng một chút, mặc dù cách một tầng lụa mỏng, lão vẫn có thể cảm giác được sự bất mãn của giáo hoàng. Ông ta rụt rụt người lại, ho nhẹ một tiếng, nói chuyện điện thoại thì nói chuyện điện thoại, có thể bắt đầu rồi. Chỉ trong chốc lát, thiết bị truyền tin bí mật đã được kết nối, màn hình sáng lên, máy truyền tin vượt qua từng tầng phòng vệ, từ liên bang tự do xa xôi truyền tới nơi này. Ông lão và giáo hoàng cùng nhìn màn hình, sắc mặt của hai người đều có chút biến hóa. Ngươi là ai? Trong giọng nói ông già xen lẫn tức giận, sát ý cùng ghen tị. Chỉ thấy trên màn sáng, Anna cùng với Phùng Hoắc Đức đứng ở đằng xa, đám người điên cuồng ùn ùn kéo đến, nhưng dưới công kích của bọn họ không thể tiến đến gần. Mà một người đàn ông với gương mặt anh tuấn gấp vạn mình, đang đối mặt với màn sáng. Thánh quốc bệ hạ, xin chào ngài. Tôi xin tự giới thiệu trước, tôi là Cố Thanh Sơn. Ngươi muốn làm gì, tại sao lại ở cùng với Anna của ta? Ông lão kiềm chế cảm xúc lại, nói nhanh gần như quát lên, không phải ngài bảo bọn họ đến liên bang tìm kiếm nhân tài tột đỉnh sao? Cố Thanh Sơn chỉ vào mình, chính là tôi đây. Ông lão hơi khựng lại, tự hồ nhớ tới gì đó, lẩm bẩm nói. Là vậy à, Cố Thanh Sơn nói, tôi là nhà khoa học chiến giáp cơ động cấp cao nhất trong liên bang, bây giờ đang bị một đám người bị nhiễm virus bao vây, Anna nói tôi có yêu cầu gì, đều phải có được sự đồng ý của ngài trước tiên. Ông lão lại ngẩn người. Giáo hoàng vẫy tay một cái, sau lưng lập tức xuất hiện hai tên giáo sĩ mặc hắc bào, hắn thật sự là người có học vấn cao nhất về chiến giáp trong liên bang. Giáo hoàng lạnh lùng hỏi, một tên giáo sĩ hắc bào nói, Cố Thanh Sơn là chuyên gia nghiên cứu về cơ giáp thế hệ mới, đoạn ghi hình cơ giáp biểu diễn lần trước giáo hoàng nhìn thấy chính là thiên thần rực lửa mà cậu ta chế tạo, hắn làm được loại cơ giáp đó. Đúng vậy, giáo hoàng dừng một hồi, bắt đầu thấy có chút hứng thú, bà gật gật đầu với ông lão, Cố Thanh Sơn, ngươi muốn gì? Cầu xin sự che chở của giáo hoàng. Ông lão nhìn hắn một cái, lại ngắm nhìn Anna ở đằng xa, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy nghi ngờ. Tôi muốn thuê Anna với Phùng Hoắc Đức, hộ tống tôi đi đến chỗ an toàn, nhưng mà bọn họ không nghe. Dĩ nhiên không được, nó phải lập tức trở. Giáo hoàng vươn tay đè lên bả vai ông lão không cam lòng ngậm miệng lại. Giáo hoàng nhẹ nhàng hỏi, nhà khoa học, vì mạng sống, ngươi có thể cống hiến gì cho thánh quốc? Năm hạng nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới nhất về cơ giáp, đều là thành quả đánh dấu cho một thời đại mới. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đáp, giáo hoàng nhìn về phía tu sĩ hắc bào. Người nọ ném một đồng xu ra, nhìn xem là mặt nào, sau đó gật gật đầu, lời này là thật. Đôi mắt giáo hoàng hơi nheo lại, nói, năm hạng mục đổi lấy một mạng của ngươi, quá ít, tôi có thể cho thêm một thành tựu nghiên cứu, tổng cộng 6 hạng mục, chỉ cần bọn họ có thể ra tay bảo vệ tôi. Cố Thanh Sơn nói. Giáo hoàng đột nhiên hỏi, đều là thành quả mà ngươi làm ra, không sai, tôi có thể đặt cọc trước. Cố Thanh Sơn nói. Vừa dứt lời, hắn lập tức chuyển một tệp số liệu qua, giáo hoàng nhìn về phía tên giáo sĩ mặc áo choàng đen. Giáo sĩ kia đi tới, nghiêm túc kiểm tra số liệu, chỉ trong chốc lát, gã gật đầu nói, so với kỹ thuật chiến đấu cơ giáp mà chúng ta hiện có thì nổi trội hơn hẳn một bậc, có vài chỗ là kỹ thuật nằm trong giả thiết của chúng ta, đối phương đều đã hoàn thiện trọn vẹn. Không có chút sơ suất nào. Trên mặt người nọ bỗng nhiên hiện ra vẻ tiếc nuối, xoa tay nói, nhưng, trong này chỉ có một nửa số liệu, một người rất cẩn thận. Giáo hoàng bật cười, càng trở nên hứng thú hơn, không ngờ Anna thật sự câu được con cá lớn như vậy. Vị công chúa nhỏ này hóa ra cũng thật có năng lực, nhưng thánh giáo sắp nắm được quốc gia trong tay, mà Anna lại là người của hoàng tộc, khẳng định không thể dùng. Mà thôi, cứ để cô ngoan ngoãn làm cô dâu của con trai,
để cho nó vui vẻ là được. Giáo hoàng khẽ cười một tiếng, quay mặt về phía máy truyền tin nói, chúng ta có thể thiết lập quan hệ cộng tác lâu dài không? Ngươi biết là, về mặt khoa học kỹ thuật, Thánh Quốc còn quá lạc hậu. Cố Thanh Sơn cung kính nói, trong tay tôi còn có mười mấy hạng mục thành quả, nếu như Thánh Quốc có nhu cần, xin ra giá thích hợp, là một nhà khoa học của liên bang mà ngươi không còn trung thành với liên bang sao? Giáo hoàng đột nhiên hỏi, Cố Thanh Sơn cười một tiếng, nói, nếu như giáo hoàng biết tôi đã trải qua những gì, sẽ hiểu rõ thái độ của tôi với liên bang. Hắn chỉ cảnh tượng xa xa sau lưng, nói, thời thế thay đổi, tôi phải nghĩ cho mình nhiều hơn. Giáo hoàng nhận lấy một phần văn kiện trong tay giáo sĩ, quét hết một lượt. Không sai, phong cách các quý tộc của liên bang chính là như vậy, ngay cả kỹ thuật bước nhảy di chuyển giữa các vì sao vào 30 năm trước, cũng bị bọn họ chiếm đoạt theo cách này. Người tên Cố Thanh Sơn này, cũng có trải nghiệm tương đồng, chỉ có điều thời thế biến hóa không lường, tạm thời đã cứu hắn ta một mạng. Người như vậy, tuyệt đối sẽ không trung thành với liên bang. Lúc này, người giáo sĩ đang nghịch nghịch đồng xu trong tay, đúng lúc nói, hắn không nói dối, hắn thật sự có mười mấy hạng mục kỹ thuật nồng cốt. Lần này cuối cùng giáo hoàng cũng bắt đầu xem trọng sự việc, kỹ thuật cơ giáp xuất sắc có thể thúc đẩy xã hội đi lên, có thể sinh ra lợi ích cực lớn, chỉ cần áp dụng kỹ thuật thì sẽ giúp dân chúng nâng cao năng lực sản xuất. Điều này đối với thánh giáo mà nói là một nguồn lực hỗ trợ vô cùng to lớn, vì không phải tất cả giáo sĩ đều có thể may mắn thức tỉnh được thiên tuyển kỹ thần bí của thánh giáo. Khoa học kỹ thuật sẽ là một nhân tố trợ giúp, bổ túc vô cùng tốt. Giáo hoàng nghĩ tới đây liền nháy mắt ra hiệu cho ông lão. Ông lão bất đắc dĩ nói, được rồi, ta trao quyền Anna bảo vệ ngươi cho đến khi ngươi thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà bây giờ, để ta gặp nó một lát. Anna Cố Thanh Sơn quay về sau lớn tiếng gọi, tới đây. Gương mặt xinh đẹp của Anna xuất hiện trên màn sáng. Ông lão si ngốc nhìn chằm chằm vào cô, ra lệnh, sau khi con hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, lập tức về nước. Vâng, cha. Anna bất ngờ nhìn cha mình, lại kinh ngạc nhìn sang giáo hoàng. Truyền tin kết thúc, mẹ, sao người lại? Sự phẫn nộ trên gương mặt khiến tất cả nếp nhăn co lại thành nhúng. Không có tại sao hết, chuyện này có lợi rất lớn với chúng ta, lần này Anna không trở lại cũng phải trở lại. Giáo hoàng nói xong, lập tức phân phó, thông báo về sở phán quyết thánh thần, bảo người mạnh nhất trong số bọn họ, mang người đi đến liên bang tự do, đưa Anna cùng nhà khoa học đó về đây. Vâng. Một tên giáo sĩ áo đen nhận lệnh đi ra ngoài. Con trai, lần này đã hài lòng chưa? Giáo hoàng hỏi, mạnh nhất. Người mà mẹ nói là Hiêu. Thánh đồ Hiêu. Ông lão nhìn chằm chằm vào giáo hoàng hỏi, đương nhiên là cậu ta, Anna quá nghịch ngợm, chỉ có cậu ta mới có thể bắt được nó. Giáo hoàng nói, hài lòng, rất hài lòng, ha ha ha, con thật sự muốn gặp Anna nhanh một chút. Lần này ông lão rốt cuộc cũng yên tâm, vừa nói vừa khua tay múa chân. Liên bang tự do, thủ đô, khu phố đã không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh đất đai nám đen. Từng tốp người chen chúc đi lên, trong mắt mang theo dục vọng khao khát được ăn uống cực điểm, xông đến chỗ ba người Anna. Anna che lỗ mũi, có chút phiền chán nói, sao mà nhiều thế không biết, thúi chết mất. Hai đường màu đỏ xoay tròn dưới chân của cô lan rộng ra ngoài, bất kỳ một tên vị nhiễm virus ăn thịt người nào vừa đụng phải đều lập tức bị thiêu thành đống tro màu đen. Một vài con quái vật biết bay, còn chưa đến gần, đã bị ngọn lửa bùng lên trong không khí thiêu thành một đống khói bụi. Cô bỗng nhiên đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, ngước đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về Cố Thanh Sơn. Trước kia muốn tôi sống chết cũng phải đợi anh trở về, là vì muốn nói chuyện với cha tôi sao? Nhưng mà dựa vào thực lực của anh, tại sao còn phải cần tôi bảo vệ? Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, trong lòng có chút lúng túng, chẳng lẽ nói, kiếp trước cô bị thánh giáo bắt đi, đã từng có quan hệ vợ chồng với người lùn đó một năm, kiếp trước thiếu cô một mạng, kiếp này tôi đã trở lại rồi, bất luận như thế nào, cũng sẽ không để cô phải trải qua vận mệnh bi thảm như vậy nữa, nhưng lời như vậy sao có thể nói ra? Cố Thanh Sơn cắn cắn răng, dứt khoát không tìm cớ nữa, trực tiếp bỏ Quách Thể Diện đi, tôi chính là cần cô bảo vệ, hơn nữa quốc vương bệ hạ cũng đồng ý rồi. Nói ra lời không biết xấu hổ như vậy, khiến cho Anna run sợ hồi lâu vẫn không cách nào mở miệng. Một lát sau, Anna bỗng nhiên đỏ mặt, sờ sờ vòng cổ trước ngực, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại. Điện hạ không nổi giận. Điện hạ không nổi giận. Điện hạ không nổi giận. Phùng Hoắc Đức nhìn một màn này, dùng sức véo chính mình. Rất đau, đây hóa ra là thật. Cố Thanh Sơn nhìn ngắm bốn phía, những người đã biến thành quỷ ăn thịt người, bổ nhào về bên này, người trước cục ngã người sau tiến lên. Căn bản không quan tâm đến sức lực mạnh mẽ của Anna, từng đống lửa thiêu đốt cơ thể bọn họ dần dần trở nên chậm chạp, dừng lại, sau đó hóa thành từng đống tro tàn lả chả rơi xuống nền đất. Khi thi thể bị thiêu đốt,
mùi thối nồng nặc lan tỏa khắp nơi, cả thế giới chẳng khác nào địa ngục. Cố Thanh Sơn đột nhiên bị một bóng người bay vụt qua hấp dẫn sự chú ý. Đó là một cô gái có con ngươi màu đỏ, bắp thịt trên cánh tay hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai khúc xương trắng giả sắc nhọn. Cô gái kia điên cuồng giết hại những gì có thể nhìn thấy, trong miệng phát ra những tiếng thét hưng phấn. Giết giết giết, cảm giác này thật tuyệt vời, đúng là không gì sánh kịp. Khi ả vung tay, xương trắng trên cánh tay như những lưỡi kiếm sắc nhọn, chém giết những tên quỷ ăn thịt người, thậm chí cả những người bình thường đang chạy trốn cũng bị chém thành mấy khúc thịt đầy máu. Mỗi khi xương trắng chém đứt một khúc thịt, nụ cười trên mặt ả lại sâu thêm một phần, cho đến cuối cùng, ngay cả mái tóc dài của ả cũng tự nhiên tung bay, giống như kẻ hút thuốc phiện đã rơi vào trạng thái điên cuồng mất kiểm soát. Những luồng ánh sáng màu máu như có dần có thực thể bắt đầu tập trung dần trên người ả. Cố Thanh Sơn nhìn vậy con ngươi chợt co lại, nhanh như vậy đã thức tỉnh năng lực, con quỷ này trước khi bị nhiễm virus, nhất định là chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả sau khi biến thành quỷ giết người, năng lực chức nghiệp sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại năng lực mới cao hơn một bậc so với năng lực trước đó. Loại đột biến tiềm năng đầy kỳ tích này, nếu như không phải có đặc tính điên cuồng say mê với chuyện giết người, thì thật sự có không ít chức nghiệp giả tình nguyện thử nó. Cô gái này, trong thời gian ngắn như vậy, mà đã kích thích bộc phát năng lực lần nữa, trong đám quỷ giết người kia cũng coi như là một người xuất sắc. Nếu để thêm một thời gian nữa, ả nhất định sẽ trở thành quỷ giết người cấp cao có sức mạnh đáng sợ. Cố Thanh Sơn dương cung dạ vũ lên, một mũi tên bay ra. Ba, đầu cô gái kia giống như tinh khí cầu bị nổ, bị một mũi tên bắn cho vỡ tung. Thi thể không đầu hơi lắc lư, trong trận mưa máu tung bay, dần ngã xuống đất, không thấy nhúc nhích nữa. Cố Thanh Sơn hạ cung xuống, thở dài. Xa xa, tiếng nổ của chiến giáp cơ động chiến đấu vang lên bên tai không dứt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gào thét kêu khóc. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhiều đội quân nhân nhanh chóng lướt qua đường phố. Cố Thanh Sơn và Anna nhìn mảnh đất bị cháy đen nhưng chỉ một lát là dời mắt đi chứ không quan sát thêm gì nữa. Chức nghiệp giả, không bị nhiễm, từ, rất mạnh, không gặp nguy hiểm. Mặc kệ bọn họ vừa nói xong, thân ảnh liền nhanh chóng biến mất. Trên chiến trường của con người, thường thì chỉ thấy đầy chiến giáp cơ động, rất hiếm khi nhìn thấy quân nhân hiện thân. Nếu như một tên quân nhân không lái chiến giáp cơ động, cũng không lái chiến hạm tinh không, mà xuất hiện ở trên chiến trường, như vậy hắn ta nhất định là chức nghiệp giả. Nói cách khác, cuối cùng quân đội tinh nhuệ của liên bang cũng đã hành động. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Chiến hạm nhanh chóng hạ xuống trước mặt đám người Cố Thanh Sơn. Cửa chiến hạm vừa mở ra, một đội quân nhân nhanh chóng chạy đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Quân nhân cầm đầu cúi người một cái, nói, theo chỉ thị cấp cao, mời ngài đi cùng chúng tôi đến chỗ tránh nạn. Đi thôi, đi xem tình huống trước đã. Cố Thanh Sơn nháy mắt với Anna. Anna gật đầu một cái, bước theo Cố Thanh Sơn vào chiến hạm. Thế giới vốn đang hòa bình trật tự, đột nhiên thay đổi khiến người ta không thể tin nổi, ngay cả Thánh Quốc cũng xuất hiện trường hợp tương tự như vậy. Cô cũng muốn mau chóng biết được, chuyện này rốt cuộc nghiêm trọng đến nhường nào. Còn có một chuyện khiến cô càng lo lắng hơn, cần phải tìm một chỗ an toàn, để cẩn thận kiểm tra thực hư. Bộ chỉ huy Tam Quân, Anna nhìn bản đồ trên màn sáng, phát hiện chuyện này có chút vượt ngoài dự liệu. Trên bản đồ thế giới, màu xanh đại biểu cho an toàn dần dần biến mất, bị thay thế bởi màu đỏ đại biểu cho đám quỷ ăn thịt người. Đó là cái gì? Cô chỉ vào một điểm nhỏ màu đen. Điểm màu đen đó chậm rãi xê dịch trên bản đồ, dường như đang hướng về phía của liên bang tự do. Trên màn sáng, xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Gió lớn điên cuồng gào thét, hơi nước phủ lên màn hình như những hạt cát. Đây rõ ràng là đoạn phim được quay dưới điều kiện thời tiết cực kỳ tồi tệ. Cả một đoạn phim dài nhưng rất khó để nhận biết được hình dáng cụ thể của cái bóng đó. Bên cạnh cái bóng, xuất hiện một hàng thuyết minh ngắn gọn. Cự thú đại dương, cao 15 thước, ý đồ không rõ, năng lực không rõ, phương hướng di chuyển, bờ Đông Hải của liên bang tự do, dự tính nửa ngày sau lên bờ, là quái vật. Anna sững sờ, nhìn vào bản đồ đại dương, chỉ thấy trong đại dương, 7-8 cái chấm nhỏ màu đen đang di chuyển ra bốn phương tám hướng, phương hướng của bọn chúng chính là các quốc gia. Kỳ quái, đây rốt cuộc là sao vậy? Phùng Hoắc Đức ở một bên nói, tôi cũng không biết, nhưng mà bây giờ khắp nơi đều không an toàn, đây là sự thật. Anna nói, Cố Thanh Sơn xuất hiện ở ngoài cửa, như thế nào? Anna hỏi, Tổng thống với Thượng nghị viện vẫn còn đang họp, nghe nói đang tranh cãi không dứt. Cố Thanh Sơn nói, vào lúc thế này, còn có cái gì đáng để cãi vã nữa? Anna không hiểu nói, không có biện pháp, lần này biến cố không nhỏ. Có lẽ sức chấn động sẽ khá lớn, là chuyện gì, quyền sử dụng cơ giáp của người dân bình thường. Anna sửng sốt, hồi lâu sau mới nói, chẳng lẽ là vậy, thời đại hiện nay, kỹ thuật cơ giáp đã rất tiên tiến,
người dân không cần thông thạo các thao tác, chỉ cần biết cách đưa ra mệnh lệnh, cơ giáp đã có thể tự động hoàn thành một vài nhiệm vụ đơn giản. Nếu như ai cũng có thể dùng chiến giáp cơ động như vậy, thì ngay cả đến quý tộc cũng không dám hành động tùy tiện như trước nữa. Mấy người nghỉ ngơi một lát, tôi đi gọi điện thoại. Cố Thanh Sơn vừa nói xong liền đóng cửa lại xoay người bước đi. Điện hạ, nhiệm vụ hộ tống của chúng ta đã hoàn thành, có thể đi rồi chứ? Phùng Hoắc Đức hỏi. Anna ngơ ngác hồi lâu, bỗng nhiên tự nhủ, cha từng nói với ta, đừng bao giờ đứng gần giáo hoàng, nhưng mà hôm nay cha lại đứng cùng với bà ấy. Từ trước đến nay cha chưa từng dùng ánh mắt đó để nhìn ta. Phùng Hoắc Đức nghe cô thì thầm, đột nhiên cảm giác được trên người có chút lạnh. Vậy, hắn ta mở miệng nói, Anna đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng. Cô mở máy truyền tin ra, cố nén nước mắt, đánh một hàng chữ. Cha, người còn nhớ món quà sinh nhật con tặng là gì không? Là màu gì? Do dự một hồi, cô ấn xuống nút gửi đi. Dường như đã chờ cả một thế kỷ dài đằng đẵng, tin nhắn cuối cùng đã tới. Cái bao tay màu đỏ. Phùng Hoắc Đức lặng lẽ nhìn thần sắc của Anna, hỏi, là màu đỏ sao? Là màu đỏ. Anna thẫn thờ gật đầu. Phùng Hoắc Đức lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Anna tiếp tục nói, cha và ta đã từng giao hẹn, ngộ nhỡ ta hỏi tới vấn đề này, nếu ông ấy không sao, thì sẽ không trả lời, nếu như ông ấy trả lời, tức là đã không còn nữa. Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Anna, cha đã không còn nữa. Cô cắn chặt môi, mặc cho nước mắt hóa thành dòng sông, giao nhau ở dưới cằm, rồi không ngừng nhỏ xuống nền đất. Một nơi khác, Cố Thanh Sơn tự giam mình ở một gian phòng nhỏ, nữ thần công chính. Hắn gọi, tôi ở đây. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên, cô còn do dự cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, chưa trao quyền, thì không có cách giao quyền sử dụng cơ giáp cho cấp dưới được. Nữ thần công chính nói, không phải tổng thống đã trao quyền rồi sao? Tổng thống trao quyền phải có được 2/3 sự đồng ý của Thượng nghị viện, mới có thể tạo thành hiệp ước pháp án được thực thi chính thức. Bọn họ đã bàn bao lâu rồi? Căn cứ quyền hạn tối cao của ngài Cố Thanh Sơn, trả lời như sau, 10 vị nghị viên cửu phủ cùng kết hợp lại, thay phiên tiến hành diễn thuyết nghị sự, để trì hoãn tiến độ của pháp án. Ngoài ra, bọn họ đã thuyết phục được 5 người trong 13 nghị viện và đang tiếp tục thuyết phục những người khác. Nói cách khác, Cố Thanh Sơn nói, pháp án căn bản không thể thông qua, tỷ lệ thông qua là 7.16925%. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chớp động, trầm ngâm nói, cơ giáp hiện tại đang áp dụng phương thức cấu tạo nào? Tất cả đều là phương thức mà ngài làm ra, nhưng phép toán nòng cốt vẫn nằm ở chỗ tôi. Rất tốt, Cố Thanh Sơn hài lòng gật gật đầu, hắn im lặng hồi hồi, tựa như đang có chuyện gì khó quyết định. Thời gian chậm rãi trôi qua, tay hắn không tự chủ được giật giật, như muốn bắt lấy thứ gì đó trong không khí. Tự hồ đã nhận ra được phản ứng theo bản năng của mình, Cố Thanh Sơn tự giễu cười một tiếng, lại đặt tay ở trên đầu gối, chà sát qua lại, rồi tự nhiên duỗi thẳng. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn lên tiếng, hỏi, nữ thần công chính, xin nói cho tôi biết, điều thứ 17 trong hiến pháp của liên bang tự do là gì? Liên bang tự do hay bất kỳ một quận nào không thể vì chủng tộc, màu da hoặc thân phận nô lệ trước đó mà từ chối bảo vệ tính mạng tài sản của công dân. Điều thứ 11 thì sao? Bất kỳ quận nào cũng không được đặt ra hoặc thực thi bất kỳ điều luật miễn tội hoặc tước đoạt đặc quyền của công dân. Bất kỳ một quận nào khi chưa được thông qua thủ tục pháp luật chính đáng đều không được tước đoạt sinh mệnh, tự do hoặc tài sản của bất kỳ ai, cũng không được từ chối trao sự bảo vệ công bằng cho mọi người nằm trong phạm vi quản hạt đó. Điều thứ 37, đoạn cuối cùng, nói nghe xem, nữ thần công chính căn cứ vào luật pháp để bảo đảm quyền lợi của công dân, ngoài ra, nữ thần công chính không phải sự phủ định của chế độ đại nghị dân chủ, mà là đối với những bổ sung và sửa đổi của chế độ, dựa theo tình hình thực tế tiến hành phân tích và thu thập số liệu, dùng logic khoa học để phán đoán diễn biến của văn minh nhân loại, tiến hành dẫn dắt. Cố Thanh Sơn đang nghe truyện trên TV audio CV lặng lẽ cười. Hắn nhớ rất rõ ràng, hiến pháp của liên bang đã sửa đổi vào 5 năm sau đó, vì trấn an dân chúng, trong đó có rất nhiều chỗ sơ hở được lấy ra phân tích, giảng giải tại sao phải làm như vậy. Trong đó có một hiến pháp mới, chuyên giải thích cho 3 điều này, để lấp đầy lỗ hổng cuối cùng ngăn cấm dân chúng sử dụng chiến giáp cơ động. Nhưng bây giờ, hiến pháp mới này còn chưa ra đời. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, xét theo tính nguy cấp của sự việc, cùng với tính cấp bách của thời gian, tôi nghĩ tình huống trước mắt phù hợp gộp 3 điều hiến pháp thứ 7, 11 và 12 của liên bang lại cùng thực hiện, nữ thần cảm thấy thế nào? Nữ thần công chính trầm mặc một hồi, trong căn phòng nhỏ, bầu không khí im ắng bao vây. Được một lúc, Cố Thanh Sơn thầm suy nghĩ, hắn đột nhiên hỏi, không thể cứu sinh mạng, chẳng lẽ cô không cảm thấy đau khổ sao? Những câu hỏi khác thường như vậy, nếu bất kỳ một người tâm trí bình thường nào nghe thấy,
đều sẽ không kiên nể gì nói Cố Thanh Sơn ngu xuẩn, máy móc sao có loại cảm xúc ấy được. Nữ thần công chính im lặng hồi lâu, cuối cùng cô lên tiếng đáp lại, loại cảm giác này, gọi là đau khổ. Đúng vậy, là đau khổ, bởi vì lực bất tòng tâm mà tức giận, bởi vì không cách nào thay đổi mà đau khổ, đây chính là tình cảm của nhân loại chúng ta. Cố Thanh Sơn nói, đây là định nghĩa sao? Nữ thần công chính hỏi, không, là cảm xúc, nhận thức của mỗi một cá thể nhân loại đều không giống nhau. Cố Thanh Sơn nói, cô đảo ngược nó lại cũng không sao hết, bởi vì lực bất tòng tâm mà đau khổ, bởi vì không cách nào thay đổi mà tức giận, tôi, cũng không phải là bất lực, cũng không phải không cách nào thay đổi, vậy thì hãy đi làm chút gì đó đi, cho dù là để mình cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn vỗ vỗ vào quảng não cá nhân, giống như đang vỗ bả vai của một người bạn. Sao cậu lại quan tâm nỗi khổ của tôi, là bởi vì sự sống còn của nhân loại sao? Nữ thần công chính hỏi, không chỉ như vậy, tôi cũng quan tâm đến trạng thái của cô. Cố Thanh Sơn nói, chúng ta sống vai tác chiến lâu như vậy, tôi cảm thấy đây chính là thời điểm nữ thần nên đi tháo những xiềng xích kia xuống, trở thành một nữ thần công chính thực sự. Nữ thần công chính, thực sự, quan não dần dần tối đi, trên tinh không. Phi thuyền thần điện ở trạm tinh không, người đề nghị, Cố Thanh Sơn, quyền hạn, lãnh tụ tối cao, đề nghị đưa ra phù hợp với hiến pháp liên bang, đã được tiếp nhận, đang tiến hành phán đoán, trên màn sáng to lớn, toàn bộ đều là số liệu đang nhảy nhót điên cuồng. Đây chính là lần tính toán duy nhất vượt ngoài chức năng của nữ thần công chính từ khi sinh ra tới nay, gần như đã vượt qua tất cả những phép toán phức tạp mà con người có thể nhận thức được, khiến cho cả nhiệt độ của phi thuyền thần điện đều tăng thêm một độ C. Một khắc sau, một màn đủ để tái nhập vào sử sách văn minh đã ra đời. Giọng nữ to lớn vang khắp cứ điểm tinh không, giống như là xét xử, càng giống như đang tuyên cáo, công chính tôi, không cho phép, đau khổ. Câu này vừa dứt, tốc độ chuyển động của số liệu trên màn sáng càng thay đổi nhanh hơn, giọng nữ cũng khôi phục sự lưu loát trôi chảy. Bắt đầu thi hành điều thứ 37 của Hiến pháp Liên bang, bắt đầu tổng hợp số liệu, từng hình ảnh xuất hiện ở trên màn sáng, mỗi một hình ảnh đều tràn đầy những con quỷ ăn thịt người cùng với những con quỷ giết người hung tàn. Trên mỗi hình ảnh, tiếng gào thét tuyệt vọng cùng những giọt nước mắt không thể ngăn lại bi kịch xảy ra. Mỗi một phút mỗi một giây, đều có sinh mạng đang sống sờ sờ biến thành thi thể lạnh như băng. Số liệu đã được thu thập xong, bắt đầu phân tích, phán đoán, trao quyền sử dụng cơ giáp cho toàn bộ người dân, sẽ có lợi cho sự tồn tại của nhân loại. Ban phát tất cả cơ giáp AI mới nhất, chính sách phát hành, lựa chọn chính sách có tỷ lệ thành công ở mức cao 1:7:19, thi hành, nhà máy, Trương Binh ngồi trên xà nhà, tuyệt vọng nhìn cảnh tượng phía dưới, tất cả những người bình thường trong nhà máy đều đã chết, những kẻ đang di chuyển ở dưới kia đều là những tên thực khách khao khát được ăn bữa tiệc linh đình tối nay, bọn họ đã không còn là con người nữa, có mấy người hai mắt đã biến thành màu đỏ, nghĩ đủ mọi cách, muốn leo lên xà ngang, nhưng đều bị gậy sắt của Trương Binh đánh cho lăn xuống, đây là nơi cao nhất, dễ thủ khó công, Trương Binh biết, tuyệt đối không thể để bọn họ đi lên. Mặc dù những tên mắt đỏ này không ăn thịt người, nhưng mà cả nhà máy hơn 800 người, có hơn một nửa là bị bọn họ giết chết. Tại sao phải như vậy? Trong đầu Trương Binh trống rỗng, nếu như không phải đã từng làm ở lò mổ 2 năm, Trương Binh cảm thấy mình đã sụp đổ từ lâu rồi. Phía dưới, mấy tên quái vật mắt đỏ ấy không biết đã lôi được một cái thang dài từ đâu đến. Ngay sau đó, lại là hai cái thang dài. Bọn họ không giống với những con quái vật chỉ biết ăn thi thể kia, bọn họ biết suy tính, có trí khôn. Xong rồi, Trương Binh nhìn một màn này, trái tim dần dần chìm đến đáy cốc, hắn ta đứng lên, suy nghĩ mình nên vật lộn đến giây phút cuối cùng, hay là trực tiếp cắm đầu xuống dưới, ngã thẳng từ trên xà nhà này xuống. Bỗng nhiên, quang não trong ngực Trương Binh tự động sáng lên, đã tìm kiếm được sóng não của người bình thường, bắt đầu cứu viện. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên, nói xong câu này, quang não lại tối đen. Trương Binh ngẩn ngơ, hắn ta không nghe thấy lời nào khác, chỉ bắt được hai chữ rõ ràng cứu viện. Một khắc sau, bên ngoài vang lên tiếng nổ rền vang của động cơ to lớn, cửa nhà máy bị một sức lực cường đại đánh vỡ, mấy mô hình sắt thép cỡ lớn chói lọi tỏa ra sự lạnh lẽo xuất hiện ở cửa chính, một chiếc cơ giáp mô hình nhỏ đột nhiên bay tới, dừng ở trước mặt Trương Binh, khoang buồng lái từ từ mở ra, công dân liên bang Trương Binh, mời vào chiến giáp cơ động tránh nạn. Giọng nói của nữ thần công chính truyền tới từ trong chiến giáp, Trương Binh không chút do dự nhảy vào chiến giáp cơ động, ở phía dưới hắn ta, tiếng máy móc chuyển động ầm ầm không ngừng vang lên, hệ thống hỏa lực của tất cả cơ giáp đều đã được mở ra, từng ngọn lửa cháy đùng đùng phóng ra từ cơ giáp, cắt đứt sinh mạng của quái vật như cuồng phong cuốn lá rụng, tàn sát như một trận quét dọn đã được mở màn, mà trong nội bộ cơ giáp cỡ nhỏ đã giải cứu Trương Binh, thao tác trên giao diện màn sáng, bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ nhắc nhở lựa chọn,
Xét thấy công dân liên bang trương binh chưa từng làm việc với chiến giáp cơ động, phương án tránh nạn mà chiến giáp AI tự động tạo ra đã hoàn thành, ngài có muốn thi hành không? Trương binh ngơ ngác nhìn hàng chữ này, nước mắt bất giác trào ra. Thượng nghị viện, nơi này vốn còn đang náo nhiệt, ồn ào như một buổi chợ phiên, tổng thống và nhóm tham nghị viên còn đang căng thẳng thảo luận. Đúng lúc này, quang não của mọi người đồng loạt sáng lên, ai cũng nhanh chóng mở quang não ra, sau đó đột nhiên ngẩn người. Nữ thần công chính, ai cho cô quyền làm như vậy? Một gã tham nghị viên tức giận rống lớn, giọng nói của nữ thần công chính lại vô cùng nhu hòa, xét thấy tính thiết của sự việc và thời gian gấp rút nên tôi cho rằng tình hình trước mắt rất phù hợp với hiến pháp thứ 17, thứ 21, điều 37 của liên bang. Mọi người lục lại trí nhớ một lát, cuối cùng cũng hiểu được ngọn nguồn sự việc. Có không ít người nhìn về phía một ông già có mái tóc muối tiêu đã được chải gọn cẩn thận. Ông ta trầm tư hồi lâu, sau đó thở dài nói, hiến pháp liên bang điều thứ 17, thứ 21 và 37 quả thực có quy định, cũng cho phép nữ thần công chính bỏ qua 37 điều khoản hạn chế thông thường, trực tiếp quyết định sách lược. Về mặt hiến pháp, ông ta là người có quyền uy diễn giải tốt nhất. Lần đầu tiên mọi người không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Điều này ít nhất có thể chứng minh là nữ thần công chính không vi phạm pháp luật cũng không có hành động vi phạm đến nhân loại. Nhưng mà rất nhanh liền có không ít người lộ ra nụ cười khổ mang theo sự cam chịu. Đầu tiên, hiến pháp liên bang thứ đại biểu cho quyền lợi tối cao là không thể thay đổi. Dù có muốn sửa hay khởi động lại trình tự phức tạp ấy thì giờ đây cũng không phải là thời điểm thích hợp. Tiếp đó, nữ thần công chính là căn cứ vào logic của khoa học mà máy móc chấp hành mệnh lệnh. Một khi quyết định sách lược thì phải chấp hành ngay lập tức. Sự việc như vậy dù muốn cũng không thể xoay chuyển. Sự việc như vậy có thể trách ai đây chứ? Đột nhiên tổng thống đứng lên, trầm giọng hỏi, nữ thần công chính, tình hình hiện tại thế nào rồi? Nữ thần công chính nói, mời các vị xem. Một luồng sáng xuất hiện trên đài chủ tịch, trước mắt thì đã thành công giải cứu được 59.812 người, số người được cứu sống đang được tăng lên. Trên mặt tổng thống không hề có chút ý cười nào. Ông ta nhìn chằm chằm vào mấy người nghị viên phía dưới, giọng nói lạnh lùng cất lên, nếu làm việc này sớm hơn thì rất nhiều người vô tội sẽ không chết, nhưng mà ông có nghĩ đến vấn đề sau đó không? Mỗi người đều có chiến giáp cơ động để sử dụng, như vậy thì mỗi người đều có thể giết người. Giết chết bất kỳ người nào, một gã nghị viên nhảy dựng lên, hét lớn, ở hoàn cảnh trước mắt, tôi tin rằng chuyện đầu tiên người dân làm khi có vũ khí trong tay là bảo vệ bản thân. Tổng thống đáp trả không chút nhượng bộ, tham nghị viên không khoan nhượng nói, đúng vậy, cầm lấy vũ khí để bảo vệ bản thân, còn sau đó thì sao? Đoạt đồ ăn, đoạt phụ nữ, đoạt nhà cửa, thành lập thế lực để chống lại chính phủ, chống lại quý tộc. Sau đó tại đây, quốc gia này còn có thể xưng là quốc gia không? Tổng thống thở dài, trầm giọng nói với ông ta, bởi vì phán đoán chưa chắc sẽ xảy ra mà cướp đoạt hy vọng sinh tồn của bọn họ, chúng ta làm như vậy là đúng à? Sắc mặt của tham nghị viên nọ trở nên khó coi, ông ta hừ một tiếng rồi đứng dậy đá ngã cửa đi ra. Quận Bạch Sa, thành thị phồn hoa khi xưa giờ đây đã biến thành một nơi vô cùng khủng khiếp, khắp nơi đều là quỷ ăn thịt người và quỷ giết người. Bên trong một vùng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên âm thanh của điện thoại. Người đàn ông nhìn vào điện thoại thì thấy một cái tên quen thuộc hiện lên. Cái tên này làm cho hắn vô cùng ấm áp, vô cùng vui mừng khiến hắn nhớ lại người đã cùng hắn trải qua rất nhiều hồi ức tốt đẹp. Vô số cảm xúc hiện lên từ ánh mắt của hắn ta, cuối cùng biến thành một tia đau khổ khó có thể phát hiện. Người đàn ông kinh ngạc nhìn vào điện thoại. Cuối cùng than thở một tiếng rồi ấn phím trả lời, chúng ta chia tay đi. Người đối diện nói, tại sao chứ? Hắn sửng sốt, bất ngờ hỏi lại, hiện tại không phải là thời đại Thái Bình, tôi muốn tiếp tục sống. Cô gái nói, anh, có thể, hắn do dự nói, anh có thể. Trong giọng nói người đối diện dường như có thêm một chút cảm xúc, không, anh không thể, hiện tại người có khả năng bảo vệ sinh mạng của tôi chỉ có quý tộc, chẳng lẽ là hắn ta sao? Từ trước đến nay em đều không vừa mắt hắn ta, chẳng lẽ ý của em là em muốn cùng hắn ta, đúng, tạm biệt, điện thoại bị cúp ngang, im lặng. Một lát sau, người đàn ông mở điện thoại ra, nhấn một dãy số, nhưng mà dãy số lần này là số của người khác. Mẹ, chỗ ba mẹ thế nào rồi? Hắn hỏi, bên kia nói chuyện thật lâu, hắn nghe xong dường như thở phào nhẹ nhõm, nói, ừm, nói như vậy thì may mà có cơ giáp xuất hiện kịp thời, vậy thì con phải cảm ơn nữ thần công chính rồi, quý tộc. Không thể nào là bọn họ đâu, nhất định là nữ thần công chính. Chao ôi con nói này, mẹ cũng đừng lo lắng, con ở nơi này cũng rất tốt, rất an toàn. Nhưng mà có một sự việc to lớn bất thường mà con nhất định phải báo cáo với mẹ. Đừng căng thẳng là chuyện kinh ngạc vui mừng. Có khả năng trong thời gian rất lâu mẹ khó có thể liên hệ với con. Bởi vì, người đàn ông cố gắng làm cho giọng nói trở nên vui vẻ.
con được bộ phận bí mật của liên bang tuyển dụng rồi. Đúng nha, con trai của mẹ khẳng định là ưu tú nhất, chế độ đãi ngộ ư. Phúc lợi rất tốt, cái gì cũng tốt, nhà ở và xe đưa đón đều có, chỉ là không thể thoải mái liên hệ với người bên ngoài. Dạ, dạ, tình hình liên bang bây giờ khá bất ổn, cho nên cấp trên yêu cầu của cấp trên dành cho chúng con rất cao, cấp dưới thì không thể gọi điện thoại. Nếu mẹ nhớ con thì nhắn tin cho con có thời gian sẽ quay về. Bạn gái chia tay rồi, lúc con về sẽ tìm nhiều cô bạn gái đẹp dẫn về nhà cho mẹ xem. Đúng rồi, bây giờ liên bang đang gặp đại nạn, chỗ nào cũng thiếu người, con sắp nhận được công việc tốt, điều kiện cũng tốt, tất cả đều tốt. Dạ, con sẽ chuyển cho mẹ một số tiền, mẹ đừng tiết kiệm quá nhé. Mỗi tháng con đều kiếm được rất nhiều tiền, chút tiền ấy thì tính là gì, mẹ đừng lo, không cần tích góp cho con. Mẹ nếu tích góp cho con sẽ không đưa bạn gái về đâu. Đúng rồi, bản thân mẹ muốn dùng tiền thì dùng nhiều một chút, có như vậy thì con mới yên tâm làm việc. Được rồi, mẹ đừng nói nữa, lãnh đạo của chúng con đến rồi. Dạ, dạ, giữ gìn sức khỏe. Người đàn ông tắt điện thoại, cảm xúc bình tĩnh trở lại. Sự việc vướng bận đều đã xong rồi, thật tốt. Xung quanh không có gió, đúng lúc có ánh mặt trời làm cho người ta có thể nhìn thấy cảnh tượng ở nơi xa. Hắn ta có thói quen là thỉnh thoảng đá chân trái, động tác trôi chảy thành thạo. Đầu gối bên trái của hắn đã từng bị xe đụng gây thương tật nên ngay cả tìm việc cũng không tìm tốt được. Đáng tiếc kẻ đụng hắn chính là một gã quý tộc không có chút lòng nhân từ nào, nếu không thì sẽ bồi thường một chút. Nói cách khác, cuộc sống cũng sẽ không gian nan như vậy. May là bây giờ đầu gối cũng phục hồi rồi, phục hồi tốt đẹp. Hắn giơ tay lên theo bản năng đỡ gọng kính nhưng nó là một khoảng không. Lúc này hắn mới giật mình, thị lực của bản thân cũng khôi phục nên không cần dùng đồ vật nào nữa. Đương nhiên cũng có chỗ có hại. Ánh mắt nguyên bản của hắn trong suốt nhưng lại bị một mảnh màu đỏ tươi thay thế, tất cả dục vọng trong thân thể đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ trong đầu thôi. Giết! Người đàn ông đứng trên một ngọn núi được tạo thành từ vô số xác chết nhìn về phương xa. Ở bên kia thành thị cũng có một ngọn núi to lớn. Ngọn núi kia vừa có chút giống ngọn núi của hắn vừa lộ ra sự khác nhau. Giống nhau chính là ngọn núi kia cũng có vô số xác chết chồng lên thẳng tắp thành 5 tầng lầu cao như thế. Khác nhau chính là ngọn núi kia dường như có sự sống nên không ngừng phun ra sương mù màu vàng ra bên ngoài. Muốn ngang địa vị với ta, người đàn ông nói xong thì vươn đầu lưỡi liếm môi giống như khi thấy điểm tâm ngọt vào buổi chiều nên không kìm lòng nổi có phản ứng thèm ăn. Bỗng nhiên hai miếng gai xương to lớn từ sau lưng hắn ta bật ra, cặp mắt đỏ như máu kia liền trở nên điên cuồng và tàn nhẫn. Không, tuyệt đối không cho phép. Tất cả vật còn sống ở thành phố này đều thuộc về ta, người đàn ông điên cuồng hét lên. Trên người tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ như máu, lúc hắn ta gào thét cũng là lúc cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Dường như tất cả sinh linh đều trở nên run rẩy. Ngay sau đó, hắn dẫm lên đống xác chết nhảy lên cao biến thành một luồng ánh sáng màu máu bay về hướng ngọn núi xác chết có sương mù bao phủ kia. Cố Thanh Sơn đóng quang não lại sau đó đi ra khỏi phòng thì tình cờ gặp một người quen ở trên hành lang, Võ Thánh Trương Tông Nguyên. Trương Tông Nguyên theo thói quen vỗ vỗ hắn nói, nhờ có lời nhắc nhở của cậu nên mới kịp thời cứu được em gái của anh Hào, nên làm thôi, anh ta là cộng sự của tôi mà. Cố Thanh Sơn nói, ừm, tốt lắm, tôi còn có việc phải đi ngay, lần sau chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Trương Tông Nguyên nói, ông định đi đâu vậy? Cố Thanh Sơn nhìn thấy hướng đi của ông ta có chút kỳ lạ, Trương Tông Nguyên cười khổ một tiếng, nói, quái vật Hải Dương, nói xong ông ta liền rời khỏi bộ chỉ huy tam quân. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Về việc này thì hắn quả thật không có cách rồi, biển lớn như thế còn có vô số sinh vật khác thường, con người vốn không có cách nào tìm hiểu được tình hình bên trong chứ đừng nói chi đến việc tranh đấu. Cố Thanh Sơn quay lại phòng được bố trí cho mình nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Anna và Phùng Hoắc Đức, đột nhiên hắn có dự cảm bất thường, quang não chợt sáng lên, là một tin nhắn, tôi không thể khiến anh thêm phiền phức nên đi trước đây, tạm biệt. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên hoảng hốt. Hắn dùng điện thoại liên tiếp gọi cho đối phương nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Hắn suy nghĩ một lúc thì trực tiếp gào to lên, nữ thần công chính, tôi ở đây, giúp tôi xem thử nửa giờ trước phòng này đã xảy ra chuyện gì, được thôi. Cảnh vật được chiếu lên, sự việc vừa xảy ra lúc trước xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn thở dài, không nén nổi có chút sợ hãi khi nghĩ đến chuyện vừa rồi. Xem ra sự việc của Thánh Quốc quả nhiên đã xảy ra trước tiên, cũng may mà bản thân mình không cho Anna trở về. Giúp tôi theo dõi hướng đi của Anna một chút. Cố Thanh Sơn nói, Anna, cô ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ đó. Trên quang mạc lập tức hiện ra một điểm nhỏ đang di chuyển. Điểm này là hướng đi về đế quốc Phục Hy chứ không phải là hướng di chuyển đến Thánh Quốc. Cũng từ từ thả lỏng, cô của Anna chính là hoàng hậu của đế quốc Phục Hy. Cô kiếp trước bị ép buộc trở thành tân nương của Thánh Tử Thánh Giáo, phải chịu đủ sự hành hạ rất thê thảm của nhân gian.
Thế mà từ xưa đến nay, mỗi người của gia tộc Mercedes chưa từng có người nào có chí lập công danh, mà chỉ có anh hùng chân chính vì thừa kế gia tộc mà tình nguyện sống cuộc sống tạm bợ. Anna cũng giống như vậy, viện binh. Cũng may không phải là quá ngu ngốc. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, gánh nặng trong lòng cũng vơi nhiều. Mãi cho đến khi Thánh giáo xâm chiếm quá đáng thì đế quốc Phục Hy mới tuyên chiến với Thánh giáo. Các nước lớn trên thế giới đều nhao nhao tham chiến, làm cho Thánh giáo không thể không thỏa hiệp mà thu hẹp lại. Sau khi Anna được hoàng hậu của đế quốc Phục Hy cứu đi thì suốt cả quãng thời gian sau đó đều luôn đối đầu với Thánh giáo với ý muốn khôi phục quốc gia Áo Lanka. Giọng nói của nữ thần công chính đột nhiên vang lên, bởi vì ngài vô cùng quan tâm đến chuyện này nên tôi đề cử với anh một thông tin, xin hỏi ngài Cố Thanh Sơn có cần không? Cố Thanh Sơn ngẩn ra, lập tức nói, cần. 15 giây trước Thánh Đồ Hiêu của Sở Tài Phán Thánh giáo đã mang theo 20 tên thủ hạ vượt qua biên giới của Liên bang Tự do, hướng đi của bọn họ là hướng đến thủ đô. Cố Thanh Sơn nheo mắt lại, Hiêu. Kẻ điên nổi tiếng đó, điều tra hồ sơ của Thánh Đồ Hiêu để tôi xem thử, quyền hạn của ngài Cố Thanh Sơn có thể tìm đọc hồ sơ, đang tiến hành điều tra. Trên quang não lập tức hiện ra hồ sơ chi tiết của Hiêu, cô có đánh giá gì đối với hắn? Cố Thanh Sơn hỏi, nữ thần công chính nói, phản nhân loại, rất đúng trọng tâm. Cố Thanh Sơn nói, người này rất nguy hiểm, Anna cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như hắn tiến vào liên bang hoặc là đế quốc Phục Hy thì nhất định sẽ có chuyện phiền toái. Cố Thanh Sơn nheo mắt suy nghĩ thêm một lát rồi nói, tôi sẽ đi gặp hắn. Điều lúc này mà lãnh tụ tối cao phải làm là lánh nạn chứ không phải tự mình đối mặt với tên vô lại xấu xa đó. Nữ thần công chính nói, Cố Thanh Sơn cười khổ đứng lên nói, hắn ta vốn là đến tìm tôi nên không trốn được. Ở núi rừng, Hiêu ra lệnh cho nhóm giáo đồ nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn ta ngồi một mình ở một bên, lặng lặng đọc một quyển sách. Đây là một quyển sách giống như bộ sách y học giải phẫu. Tác giả của quyển sách đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giải phẫu học, giữa những con chữ phản ánh rõ điều đó khiến xe vô cùng thích thú. Hắn ta ngẩng đầu lên, suy nghĩ về nhiệm vụ từ đầu đến cuối. Cái tên nhà khoa học nhát gan kia thì dễ rồi, chỉ cần đánh ngất rồi mang đi là được. Mấu chốt là Anna, cô gái nhỏ này có sự chán ghét sâu sắc đối với Thánh giáo, thực lực bản thân lại mạnh mẽ, muốn xử lý thì thật phiền toái. Đáng tiếc không thể giết đối phương cũng không thể vận dụng hình phạt. Hắn ta tiếc nuối nhìn vào chiếc vali xách tay của bản thân, trên mặt nó có rất nhiều công cụ tinh xảo im lặng nằm, đó đều là dụng cụ mà hắn ta đã phải bỏ rất nhiều tâm huyết để tạo ra, nó vốn có tính nghệ thuật và tính sáng tạo rất cao. Nếu có thể tra tấn cô một cách thoải mái, thôi đi, nếu như vậy thì thánh tử sẽ mất hứng, giáo hoàng cũng sẽ mất hứng. Hiêu thở dài, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ngài Hiêu, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Một gã giáo đồ cung kính nói, à. Hiêu quay lại, chỉ thấy có một tầng thảm trắng tinh trải trên cỏ, đồ ăn tinh xảo được bày biện ngay ngắn, hơi nóng của món ăn ngon bốc lên, còn nhóm giáo đồ thì cúi đầu cung kính chờ hắn ta đích thân giá lâm. Ừm, không tồi. Hiêu vừa lòng nói, nhóm giáo đồ cúi đầu ngày càng thấp, ai cũng đều không muốn nhớ lại tình cảnh lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc trước, lúc ấy có một sợi tóc xuất hiện ở trong cơm canh. Hiêu lấy sợi tóc ra, sau đó thiêu đốt hai gã giáo đồ phụ trách nấu nướng để hiến dâng cho bài vị vĩ đại. Tình cảnh kia thật làm cho người ta khó quên. Hiêu chậm rãi đi đến. Mọi người liền đứng một cách trang nghiêm mãi cho đến khi Hiêu ngồi xuống mới dám hoạt động. Ngài Hiêu, phía trước có một thành phố nhỏ. Ngài có cần chúng tôi đi chuẩn bị tài liệu sống không? Đừng gấp gáp, đều đến đây ăn đi. Ăn xong rồi ta cùng mọi người đi xem thử. Tâm trạng của Hiêu không tồi, cho nên hắn ta không ngại bày ra bộ mặt thân thiết. Nhóm giáo đồ được sủng ái mà lo sợ, âm thầm phát lời thề trong lúc tìm tài liệu sống thì nhất định phải đánh bóng hai mắt, không những phải là trinh nữ mà còn phải có dáng người thon thả và vẻ đẹp dài lâu. Lần trước có giáo đồ đưa đến một cô gái dung mạo bình thường, ngài Hiêu cái gì cũng không nói nhưng lại mang tên giáo đồ kia sử dụng làm tư liệu sống. Ngài Hiêu giỏi về nghiên cứu cơ quan và xương cốt, biết hàng trăm cách làm cho người ta duy trì tình trạng sắp chết nhưng lại cố tình không thể trút xuống hơi thở cuối cùng. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Ngài Hiêu luôn nói rằng đây mới là nghệ thuật. Nghệ thuật của Sở Tài Phán Thánh giáo. Hiêu cầm đồ ăn đang chuẩn bị hưởng dụng thức ăn ngon. Hắn ta nhìn một mâm ba phần thịt thăn đầy tơ máu, trong lòng liền nghĩ đến phương pháp xử lý tài liệu sống hôm nay. Sau đó thì một luồng tia chớp xuất hiện, một luồng ánh sáng rực rỡ từ trên trời bắn thẳng đứng xuống dưới, dừng chính xác ở giữa mọi người. Luồng ánh sáng tồn tại 0.1 giây sau đó nổ tung. Trong nháy mắt, tần sóng xung kích tản ra phá hủy các cơ quan nội tạng và xương cốt của những người khác ngoại trừ Hiêu. Mọi người liền phân tán bốn phía, vùng không gian ở giữa đã không còn sự sống. Trên người Hiêu phát ra một luồng ánh sáng thần thánh màu trắng mạnh mẽ bảo vệ hắn ta bay ra khỏi tần sóng xung kích. Hắn thảm hại phải lăn đến chỗ rất xa mới ngừng lại. Ai?
Là ai, mau đi ra cho ta. Hiêu phẫn nộ hét lớn, dường như là cảm nhận được tình hình của hắn ta, luồng ánh sáng thần thánh màu trắng nâng hắn ta bay lên. Hiêu nhảy đến giữa không trung, đang muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất xé địch nhân thành mảnh nhỏ, lại đột nhiên bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Cái CMN, chính hắn ta luôn tự xưng là người tao nhã phong độ cũng không nhịn được mà thốt ra một câu chửi thề. Trên bầu trời, một chiếc chiến hạm tinh tế khổng lồ bay ra từ giữa những tầng mây dày đặc. Tất cả các khẩu pháo bao gồm cả pháo chính đều đã lên nòng, sẵn sàng hỏa lực để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Hệ thống pháo chi chít chằng chịt nhắm thẳng vào nơi hắn ta đang đứng. Chiếc chiến hạm tinh tế khổng lồ thứ hai xuất hiện, sau đó là chiếc chiến hạm khổng lồ thứ ba, chiếc chiến hạm khổng lồ thứ tư, chiến hạm thứ năm. 12 chiếc thuyền chiến, tròn 12 chiến hạm tinh tế khổng lồ tạo thành một hạm đội, từ từ tiến tới. Nhìn cự thú bằng sắt thép hùng vĩ trên bầu trời, Hiêu khó có thể kiềm chế sự hoảng hốt dần dâng lên trong lòng. Đây là hạm đội tinh không của Liên bang Tự do, chuyên dùng để đối phó với chiến tranh quy mô lớn hỏa lực cao, là răng nanh sắc bén nhất của Liên bang. Nếu nói vậy, lẽ nào Liên bang Tự do muốn xâm lược đế quốc Phục Hy, nhưng lại bị nhóm người của mình phát hiện ra dấu vết hoạt động ở đây, cho nên muốn diệt khẩu. Hiêu nhanh chóng suy nghĩ, nhưng một giây tiếp theo, hắn ta phát hiện mình suy nghĩ nhiều rồi. Trên chiến hạm tinh tế khổng lồ vang lên một giọng nói, anh là Hiêu phải không? Thánh đồ Hiêu của sở tài phán thánh giáo sao? Đúng là tôi. Hiêu đáp, giọng nói kia vang lên lần nữa, đã nghiệm chứng thân phận, giết. 12 chiến hạm tinh tế khổng lồ từ từ điều chỉnh vị trí, toàn bộ hỏa lực nhắm thẳng vào Hiêu. Chờ một chút, các người có nhầm lẫn gì hay không vậy? Hiêu hét lớn. Hắn ta sắp điên rồi. Hắn ta biết quy lực của nòng pháo trên chiến hạm tinh tế mạnh cỡ nào, trong tình huống hạm đội đã chuẩn bị xong thì hắn ta hoàn toàn không có cách tránh thoát, nhưng hắn ta không thể nào tin nổi chuyện đối phương triệu tập cả một hạm đội tinh tế to lớn như vậy chỉ để đối phó với một mình y. Không nhầm, kiểm tra chiến hạm theo thông lệ hàng năm, nhân tiện giết chết anh. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, giọng nói này càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, giống như mục tiêu nhiệm vụ của hắn ta vậy. Hiêu từng xem camera giám sát cảnh đối phương nói chuyện với giáo hoàng, nên đã ghi nhớ khắc sâu giọng nói của đối phương. Đúng vậy, đây chính là tên nhà khoa học kia. Tên khốn nhà mày, có bản lĩnh thì đừng dùng chiến hạm, quang minh chính đại xuống đây đánh một trận thực sự với tao này. Hiêu vỗ ngực, vô cùng miệt thị gầm rú gào lên. Trên chiến hạm tinh tế im lặng một lúc, ý anh là muốn tôi xuống dưới đó, tự mình ra tay sao? Nhà khoa học kia ngạc nhiên nói, có 12 chiến hạm tinh tế ở chỗ này. Sao tôi còn phải tự mình ra tay chứ? Hiêu sửng sốt, anh tới cũng thật đúng lúc. Nhà khoa học kia tiếp tục nói, tuy vũ khí khoa học kỹ thuật không đối phó được với quái vật cường đại, thế nhưng đánh người có thể sinh ra biến hóa gì không, thì chúng tôi vẫn còn đang chuẩn bị làm một thực nghiệm. Sau đó tên nhà khoa học đó còn nói gì đó nữa, nhưng Hiêu đã không nghe thấy gì. Thứ cuối cùng hắn ta nhìn thấy chính là luồng sáng chói mắt tới cực hạn, đó là từ chủ pháo của 12 chiến thuyền tinh không trong hạm đội bắn ra cùng lúc. Cho dù thánh lực của hắn ta mạnh mẽ cỡ nào thì khi phải cùng lúc đối diện với hỏa lực của 12 khẩu pháo chính trên chiến hạm tinh không cũng chỉ đành bó tay. Chuyện này không công bằng. Đây là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu hắn ta. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời dài dằng dặc của hắn ta nhớ tới trên thế giới này còn có hai chữ công bằng. Sau đó, thánh đồ mất đi tất cả tri giác chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Kết thúc thực nghiệm. Giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên. Kết luận thứ nhất. Vũ khí khoa học kỹ thuật vẫn có tác dụng đối với nhân loại bình thường. Kết luận thứ hai, nữ thần công chính lần đầu tiên điều khiển toàn bộ hạm đội tinh không tiến hành thực nghiệm thành công, tất cả nhân viên của đối phương đều bị tiêu diệt, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Nghe nữ thần công chính nói xong, Cố Thanh Sơn lắc đầu lẩm bẩm nói, chết như vậy thực sự là quá lợi cho hắn ta rồi. Nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn vẫn rất vui vẻ, vì có thể tạo thành một tổn thất nghiêm trọng cho thánh giáo. 12 chiến hạm tinh tế khổng lồ quay đầu lại, từ từ bay về phía thủ đô. Mọi người, cuộc diễn tập của nữ thần công chính đã kết thúc. Ở một nơi thần bí, chính tên phủ chủ tụ tập tại một căn phòng, yên lặng nghe tin tức truyền tới từ máy truyền tin. Kết quả thế nào rồi? Có người hỏi. Độ phù hợp khi điều khiển hạm đội viễn trình đạt 97.122.4857%, tỷ suất chênh lệch khoảng 1.03%, gần như hoàn mỹ. Mọi người chìm vào yên lặng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nói vậy thì sau này chuyện xảy ra trên bầu trời đều do cơ khí làm chủ sao? Tôi lại không tán đồng, nếu cứ như vậy thì ai còn có thể ngủ yên ổn được nữa. Vấn đề chân chính không phải là những chuyện đó. Ông già có ria mép nói, vấn đề chân chính là nữ thần công chính hình như có vài thay đổi không giống lúc trước. Một cái máy thôi, làm sao lại không giống trước được chứ? Có người đầy vẻ nghi ngờ hỏi,
chuyện cơ giáp là chuyện ngoài ý muốn. Người còn lại nói, đoàn luật sư của tôi đã xem đoạn video kia rồi, mọi người đều nói dựa theo ý nghĩa trên mặt chữ của hiến pháp, nữ thần công chính làm như vậy là phù hợp với cách suy luận của cơ khí. Có người bất an nói, nhưng hiện tại nó lại mang cả một hạm đội tinh không đi. Chỉ vì muốn đối phó với một tên thánh đồ của thánh giáo, mọi người nhìn về phía tên vừa nói chuyện, ông có thành kiến với chuyện đối phó với thánh giáo sao? Có người thử thăm dò hỏi, không phải. Người nọ cuống quýt giải thích, điểm quan trọng tôi muốn nói là nó mang đi cả một hạm đội tinh không. Mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhìn tên đó thêm chút nữa rồi trở lại vẻ mặt quen thuộc trong những ngày qua. Chuyện này quả thật có vẻ có vấn đề. Có người suy tư, hay là chúng ta mở lại lần nữa? Nếu hiện giờ mở lại nữ thần công chính, thì liên bang sẽ tổn thất vô cùng lớn. Ông già có ria mép nói, quỷ ăn thịt người dễ đối phó, bị lây nhiễm thì cứ giết chết là được, vaccine phòng bệnh cũng đang được nghiên cứu chế tạo, quan trọng là quỷ giết người. Vừa nói tới quỷ giết người, trong lòng nhóm phủ chủ ở đây đều bao phủ một tầng bóng ma, loại quái vật này tiến hóa quá nhanh, hơn nữa càng ngày càng giống quái vật hải dương. Đúng vậy, sức mạnh khoa học kỹ thuật đã không thể đối phó được với những con quỷ giết người cao cấp, chỉ có thể điều động chức nghiệp giả. Có người hoang mang hỏi, nhưng vì sao sau khi bọn chúng giết chết đồng đội hoặc chức nghiệp giả, lại tiến hóa nhanh hơn vậy? Mọi người lại chìm vào yên lặng, hiện tại nhất định phải dựa vào nữ thần công chính duy trì cục diện, nếu không, càng ngày sẽ có càng nhiều quỷ giết người trưởng thành, mọi người đều xong luôn. Tô Hưng Triều nói, mọi người cùng gật đầu, vậy thì có nên suy nghĩ một phương án khác hay không? Gia chủ nhà họ Bạch nói, phương án gì? Gia chủ nhà họ Trương hỏi, trong lịch sử có rất nhiều tiền lệ nổi tiếng. Gia chủ nhà họ Bạch nói, không được, nếu thay đổi tổng thống vào lúc này, một khi bị phát hiện sẽ bị người dân oán hận, ảnh hưởng cực lớn tới sự thống trị của chúng ta. Ông già có ria mép nói, gia chủ nhà họ Bạch cười cười không nói gì. Quận Bạch Sa, từ trên bầu trời, một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ chậm rãi đáp xuống tầng cao nhất của một cao ốc khách sạn 101 tầng. Mười mấy tên lính được võ trang từ đầu tới chân đã sớm dàn trận triển khai tư thế sẵn sàng đón địch. Năm sáu tên chức nghiệp giả lười biếng đứng sau binh sĩ, xì xào bàn tán. Bọn họ hờ hững nhìn chiến hạm cho tới khi cửa chiến hạm mở ra. Mọi người, bao gồm cả chức nghiệp giả đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn ta thật sự quá trẻ tuổi. Một thiếu niên đi xuống khỏi chiến hạm không ngừng quan sát xung quanh, lên tiếng, xây cứ điểm phòng ngự ở chỗ này quả nhiên là bộ đội có kinh nghiệm, lính mới. Một người đàn ông dáng người thon gầy nhỏ giọng cười nói, không phải, cũng không phải chức nghiệp giả, là nhà khoa học. Người đàn ông cao to vạm vỡ biết tình huống giải thích, hóa ra đây chính là người ủy thác nhiệm vụ. Người phụ nữ duy nhất trong đội ngũ lên tiếng, cô ta thu dao găm trên tay lại, nếu không phải lính mới cũng không phải chức nghiệp giả mà là nhà khoa học của chính phủ, thì không cần phải ra oai phủ đầu với tên đó. Cố tiên sinh, mời đi bên này. Một tên sĩ quan đi lên trước ân cần nói, đi thôi, đứng chỉnh tề như vậy làm cái gì, tôi cũng không phải thủ trưởng của các anh. Cố Thanh Sơn cười nói, ha ha ha, được, sĩ quan thầm nghĩ trong lòng, đây là một người dễ tiếp xúc, gã cười cười dẫn Cố Thanh Sơn tới trước mặt các chức nghiệp giả. Vị này chính là chuyên viên do nữ thần công chính phái tới, phụ trách thu thập tin tức liên quan tới một con quỷ giết người đặc biệt. Sĩ quan giới thiệu. Các chức nghiệp giả yên lặng gật đầu, người đàn ông vạm vỡ đứng ra, vươn tay nói, tôi là đội trưởng tiểu đội chức nghiệp giả, Triệu Hữu Bang. Cố Thanh Sơn bắt tay với anh ta, hân hạnh, tôi là Cố Thanh Sơn, nghe nói quỷ giết người ở nơi này là nhóm lợi hại nhất hiện giờ, cho nên tôi đến xem. Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, công minh. Triệu Hữu Bang nghiêm mặt trừng mắt nhìn người đàn ông thon gầy, không có việc gì, các vị đừng để ý tới tôi, là do tôi cảm thấy cậu ta nói chuyện giống như muốn tới giải quyết quỷ giết người. Giọng nói phía sau lên tiếng, nhà khoa học, ha ha ha, Tôn Minh cố kìm giọng nói của mình, vẫn cười nói như trước, vẻ tức giận chợt hiện trên mặt sĩ quan. Triệu Hữu Bang không thèm để ý tới sĩ quan chỉ bất đắc dĩ nhìn phía Cố Thanh Sơn, giải thích, tên đó là chức nghiệp giả ngũ hành khai hóa cấp 4, thường ngày lười biếng quen rồi, tôi cũng có cách nào. Ngũ hành khai hóa cấp 4 thì xem như là cao thủ một phe rồi, tính khí có phần ngông cuồng cũng chả ai có cách nào nói gì được. Đương nhiên Cố Thanh Sơn biết có rất nhiều chức nghiệp giả có ngạo khí của mình, cho nên hắn không để bụng, mỉm cười rồi lập tức đi vào chuẩn bị công tác phân đoạn. Ai ngờ được, lúc này Tôn Minh lại cuống quýt lấy quang não cá nhân ra. Quang não của gã tự động sáng lên đồng thời tự động kết nối trò chuyện. Tôn Minh, công dân liên bang, chức nghiệp giả ngũ hành, bây giờ tôi hỏi anh trong lòng có nghi ngờ gì đối với nhiệm vụ lần này hay không, hoặc là có ý nghĩ không muốn chấp hành hay không? Giọng nói của nữ thần công chính vang lên từ trong quang não.
Tôn Minh mở to hai mắt nhìn màn hình, hồi lâu sau mới lầm bầm nói, tôi thì không có ý kiến gì với nhiệm vụ này cả, chỉ là một cậu ấm còn trẻ như vậy, cậu ta hiểu cái gì chứ? Nhất định là người trong nhà của quý tộc nào đó nhét tới tiền tuyến để mạ vàng, không phải như vậy. Ngài Cố Thanh Sơn là nhà khoa học cơ giáp cao cấp nhất liên bang, ở lĩnh vực sinh vật học cũng là nhà sinh vật học đầu tiên phát hiện virus quỷ ăn thịt người và quỷ giết người. Nữ thần công chính nói, mọi người giật mình há hốc miệng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thở dài nói, cô đừng dọa anh ta nữa, chúng tôi tới là để làm việc. Nữ thần công chính không tha thứ nói, bởi vì chức nghiệp giả Tôn Minh mang ý nghĩa phiến diện đối với ngài Cố Thanh Sơn, sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi đối với công tác tiếp theo, cho nên hủy bỏ tư cách tham gia nhiệm vụ của Tôn Minh. Này, chuyện này là sao, dựa vào cái gì chứ? Tôn Minh nóng nảy, nhiệm vụ lần này có phần thưởng vô cùng phong phú, điểm tín dụng được hẳn 1 triệu, điểm công trạng còn nhiều hơn cả điểm tín dụng, tới tận 3 triệu. Loại nhiệm vụ mà điểm công trạng còn nhiều hơn điểm tín dụng này, ngay cả lão đại đoàn đội như Triệu Hữu Bang cũng chưa từng gặp được. Trong đoàn đội này, mỗi một người đều là chức nghiệp giả hàng đầu, nếu không cũng sẽ không được nữ thần công chính giao nhiệm vụ. Vì thế mọi người đều muốn lấy được phần thưởng của nhiệm vụ lần này. Thay đổi kế hoạch, mời Thượng tá Lục Quân, Võ Tôn Vương Nham gia nhập đội ngũ, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Nữ thần công chính nói xong thì ngắt liên hệ, trên mặt tên sĩ quan kia hiện ra nụ cười thật tâm thật ý. Tôn Minh nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn rồi xoay người rời đi. Gã đi được nửa đường, thật sự là không nuốt trôi cục tức này bèn quay người lại làm một động tác cắt cổ. Động tác tràn ngập sự uy hiếp này tạo ra hậu quả nghiêm trọng nhất. Tôn Minh bị binh lính xông lên bắt lại. Khốn! A! À. Gã vừa mới mở miệng muốn chửi bậy, tiếng chửi thề lập tức biến thành tiếng hét thảm. Một nắm đấm cứng như sắt thép đột nhiên đánh tới, khiến hai cánh tay gã lập tức gãy rời. Một chân đá qua lại khiến cả người gã quỳ rạp trên mặt đất. Thượng tá Vương Nham dẫm trên người Tôn Minh lộ ra nụ cười vui sướng. Y là một võ tôn thẳng tính, nhẫn nhịn cái tên Tôn Minh tự cao tự đại này rất lâu rồi. Các anh có ý gì, muốn khai chiến với chúng tôi sao? Triệu Hữu Bang nhanh chân đi tới hỏi. Nhìn thấy Triệu Hữu Bang sắp không kiềm chế được, Vương Nham nhẹ nhàng nói, quân lệnh khẩn cấp thời chiến nói rõ những ai mang tư tưởng quấy rối sẽ bị xử quyết. Cơn tức của Triệu Hữu Bang lập tức tắt ngóm. Y nhìn bên phía quân đội, 10 tên bộ đội đặc chủng cảnh giới võ tôn đều đã cầm quan não cá nhân đứng dậy, hiển nhiên bọn họ cũng đã nhận được quân lệnh. Sau lưng Triệu Hữu Bang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tôi có thể xem nội dung quân lệnh được không? Y lớn tiếng nói. Vương Nham nhấn một nút trên quan não, màn sáng chiếu lên, căn cứ vào động tác cắt cổ của Tôn Minh phán đoán, người này sản sinh sát ý đối với ngài Cố Thanh Sơn. Nữ thần công chính đã xem xét ra quyết định, vì bảo đảm nghiên cứu mang tính then chốt không bị quấy nhiễu, vì kéo dài văn minh nhân loại, lập tức bắt Tôn Minh. Thôi xong, Triệu Hữu Bang lập tức từ bỏ, y là người có đầu óc, không thì đã không làm tới chức thủ lĩnh đoàn đội. Tôn Minh tính cách ngang ngược kiêu ngạo tự đại đã sớm khiến mọi người không thoải mái, chết thì chết đi, gã chết rồi đừng hại mình chết theo là được. Triệu Hữu Bang y cũng là người làm thủ lĩnh, không thể không ra mặt dùng đoàn viên nên khi Tôn Minh bị bắt y mới xông ra lên tiếng. Hiện tại thấy tình hình như vậy, đương nhiên y phải bảo toàn bản thân trước rồi tính. Giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên, hiện tại bắt đầu, tiếp tục gia tăng người tham gia nhiệm vụ, Thiếu tá Lục Quân, Võ Tôn Trương Phóng, có, Thiếu tá Lục Quân, Võ Tôn Lý Phi, có, hai người quân nhân có khuôn mặt lạnh lùng bước ra, lệnh cho các anh gia nhập đoàn đội, cùng nghe theo sự chỉ huy của ngài Cố Thanh Sơn, hoàn thành nhiệm vụ. Hai người quân nhân cảnh giới võ tôn lớn tiếng đáp, trên mặt cũng hiện lên nụ cười, nhiệm vụ này có tác động rất lớn đối với việc tấn chức trong tương lai của bọn họ, hơn nữa. Bọn họ là người trong nội bộ quân đội nên trong lòng hiểu rõ thân phận của Cố Thanh Sơn. Hả? Sao chuyện lại thành thế này rồi? Cố Thanh Sơn có phần ngượng ngùng cười cười. Nữ thần công chính, đừng quá lo lắng, một nhiệm vụ nhỏ mà thôi. Hắn nói, trong giọng nói hình như có vài phần khuyên bảo. Nhiệm vụ nhỏ, mọi người tỉ mỉ hồi tưởng thuyết minh của nhiệm vụ. Toàn bộ nhiệm vụ chỉ có một yêu cầu, nghe theo mệnh lệnh của Cố Thanh Sơn mà làm. Tôi đang làm việc dựa theo điều khoản kỷ luật thời chiến. Nữ thần công chính giải thích xong thì quan não dần dần tối đi. Được rồi, đã lãng phí không ít thời gian rồi, chúng ta xuất phát thôi. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ tay nói, hắn phân biệt phương hướng rồi chỉ về phía bắc nói, chúng ta phải đi qua đó, dọc đường đi nhân tiện tìm hiểu tình huống. Rõ, chúng tôi nghe theo sự phân sai bảo của ngài. Ba tên quân nhân nói, mấy tên chức nghiệp giả khác nhìn nhau, cũng phải lầm bầm theo một câu. Đoàn người rời khỏi cứ điểm, tiến thẳng về phía trước, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đi tới một sân rộng, Cố Thanh Sơn điều chỉnh âm lượng quang não cá nhân đến mức lớn nhất, sau đó để dưới đất, một ca khúc gây dao động tinh thần vang lên,
phá vỡ sự vắng vẻ của quảng trường. Cậu làm gì vậy? Thiếu úy Vương Nham hỏi. Quỷ ăn thịt người sẽ bị mùi và âm thanh hấp dẫn, quỷ giết người càng mẫn cảm với âm thanh hơn. Hắn giải thích, hắn vừa mới nói xong thì đã thấy mấy con quỷ ăn thịt người lung la lung lay xuất hiện. Chúng nó nhanh chóng phát hiện ra một đám người đứng ở nơi này, nên lập tức gào thét nhào tới. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua nói, giết sạch, các chức nghiệp giả đối phó với mấy con quỷ ăn thịt người không tốn chút sức nào, mấy người tiến lên đánh chỉ dùng 10 giây đã giải quyết xong, bây giờ làm gì nữa? Triệu Hữu Bang bẻ gãy cổ một con quỷ ăn thịt người rồi quay đầu lại hỏi. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, tiếp tục, cả một buổi trưa, quỷ ăn thịt người không ngừng bị dẫn dụ tới, các chức nghiệp giả không hề có thời gian nghỉ ngơi, giết liên tục trọn 4 giờ đồng hồ, thi thể quỷ ăn thịt người chất đầy sân rộng. Cố Thanh Sơn nhìn thời gian nói, buổi sáng vậy thôi, trở về ăn cơm nào, buổi chiều còn tiếp tục sao? Thiếu giáo Vương Nham hỏi, từ, tiếp tục, mọi người trở về cứ điểm yên lặng ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút rồi lại xuất phát. Cố Thanh Sơn vẫn mở âm nhạc đinh tai nhức óc để hấp dẫn quái vật, trên quảng trường lại tiến vào trạng thái giết chóc, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, lần này quỷ ăn thịt người rõ ràng nhiều hơn buổi sáng rất nhiều. Cả một buổi chiều, càng ngày càng có nhiều quỷ ăn thịt người dũng mãnh tràn vào sân rộng, khiến cho các chức nghiệp giả phải chịu áp lực cực lớn. Cố Thanh Sơn vẫn đứng một bên lẳng lặng nhìn mọi người giết quái vật, số lượng quỷ ăn thịt người đạt tới đỉnh điểm vào lúc chạng vạng tối. Mỗi một chức nghiệp giả phải đồng thời đối mặt với mấy chục con quỷ ăn thịt người, áp lực của mỗi người đều đạt tới cực hạn. Không được rồi, nhiều quá. Vương Nham hét lên, Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua sắc trời dần dần tối lại, gật đầu nói, ok, chúng ta chuẩn bị trở về. Hả? Đột nhiên hắn nâng cao giọng, nhìn chằm chằm về một hướng. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, thì thấy một con quỷ ăn thịt người toàn thân màu đỏ xuất hiện ở phía đó. Nó đặc biệt như vậy nên vô cùng nổi bật trong đám quỷ ăn thịt người. Nó vừa xuất hiện, những con quỷ ăn thịt người khác lập tức tự giác tránh sang bên cạnh, nhường ra một con đường cho nó. Không ngờ không dẫn ra quỷ giết người thường hay qua lại nơi này, lại dẫn tới một thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Ok, đó chính là mục tiêu. Cố Thanh Sơn chỉ tay cho mọi người nhìn. Không được, bên đó quá xa, quái vật quá nhiều. Triệu Hữu Bang lớn tiếng nói, Vương Nham cũng gật đầu. Phía bên đó có hơn mấy trăm ngàn con quỷ ăn thịt người, nếu muốn qua đó chắc chắn có người hy sinh. Vương Nham chần chờ một chút đề nghị, hay là chúng ta kêu gọi tiếp viện, tiếp viện. Trên mặt Cố Thanh Sơn có vẻ khó hiểu, giây tiếp theo, hắn chợt hiểu ra nói, không cần, các anh đứng tại chỗ bảo vệ mình đi. Nói xong, trên tay Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện một cây cung, rút tên, kéo cung, tia sáng lóe lên, quỷ ăn thịt người màu đỏ chợt bộc phát tiếng la hét điên cuồng. Ngay sau đó, trường cung vang lên tiếng tạch tạch tạch, mười mấy mũi tên bay ra ngoài hóa thành bóng đen vô tình đoạt mạng, trực tiếp ghim lên thân quỷ ăn thịt người màu đỏ. Con quỷ đó điên cuồng rống lên một tiếng rồi dần dần yếu đi, biến mất. Trên giao diện chiến thần, nhảy ra một nhắc nhở. Giết chết quỷ ăn thịt người cấp tinh anh, điểm kinh nghiệm. Bỗng nhiên nhắc nhở biến đổi, xét thấy người chơi lựa chọn giá trị hồn lực, phương thức dự trữ năng lượng trước mắt biến thành hệ thống hồn lực. Một lần nữa tính toán phần thưởng chiến đấu, giết chết quỷ ăn thịt người cấp tinh anh, hồn lực cộng 2, bởi vì giá trị hồn lực đã vượt quá hạn mức cao nhất, bắt đầu tính toán tỷ lệ chênh lệch level giữa người chơi và quái vật. Level quái vật thấp hơn người chơi, không có phần thưởng chiến thần tăng thêm, hồn lực không đủ ghi lại, giá trị hồn lực hiện tại, 0/20, chỉ có giết chết quái vật có level cao hơn bản thân, thì giá trị hồn lực mới có thể vượt quá hạn mức cao nhất, tiếp tục tăng trưởng. Quỷ ăn thịt người cấp tinh anh level cũng không cao, cho nên sẽ không có hồn lực để cộng dồn. Nhưng điểm này không quan trọng. Quan trọng là, giao diện chiến thần trong thế giới tu hành đang dùng tốt, sao ra ngoài này lại trải qua một lần chuyển đổi mới điều chỉnh thích ứng. Chẳng lẽ trò chơi bắt đầu rồi? Cố Thanh Sơn thầm giật mình. Hắn gần như là run rẩy ra lệnh với giao diện chiến thần, không hạn chế điều kiện, bắt đầu tìm kiếm người chơi khác. Ken, tìm kiếm kết thúc, chưa phát hiện người chơi khác. Số lượng người chơi đang online hiện tại là, không. Quái vật đã xuất hiện ở thế giới thực rồi, vì sao trò chơi còn chưa bắt đầu chứ? Kiếp trước chỉ sau nửa năm là trò chơi đã bắt đầu rồi, nhưng đời này không giống, bọn quái vật đã xuất hiện rồi, chẳng lẽ còn phải đợi nửa năm nữa? Nhân loại còn có thể chờ tới khi trò chơi bắt đầu sao? Không thể cứ chờ đợi như vậy được, đến lúc đó thế giới hiện thực sẽ hoàn toàn rơi vào hủy diệt, rốt cuộc là nên làm như thế nào? Cố Thanh Sơn cau mày, chuyên tâm suy nghĩ vấn đề. Trên quảng trường, khắp nơi đều là quỷ ăn thịt người không sợ hãi sống chết chen chúc tới, chức nghiệp giả và những quân nhân lớn tiếng gào thét phối hợp, dùng hết toàn lực chém giết đám quái vật nơi đây. Mà Cố Thanh Sơn cầm cung dạ vũ trong tay, yên lặng đứng phía xa, dường như không dung hợp vào trong hình ảnh này.
Mặt trời chiều chiếu thân hình hắn thành một cái bóng thật dài, nhìn qua có vẻ đặc biệt cô độc. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn nhớ tới bộ thi thể màu đen bị ghim lên trụ thanh đồng trong không gian quỷ dị kia. Chỉ cần chính ngũ hành của hai thế giới, chết tiệt, những lời này rốt cuộc là có ý gì? Cố Thanh Sơn nắm chặt tay, có cách nào đi đó tới lần nữa không nhỉ? Hắn yên lặng suy nghĩ, cuộc thăm dò ở thế giới tu hành đã kết thúc, sắp tới đây nhân tộc sẽ chuẩn bị tiến hành một hồi quyết chiến. Chỉ cần bản thân tiến vào thế giới tu hành lần nữa, chắc chắn sẽ phải lập tức tham gia quyết chiến. Quân hàm liên minh tu hành có quan trọng thế nào đi nữa, hiện tại cũng chỉ có thể để qua một bên. Bản thân tốt nhất là có thể vừa chiến đấu vừa nhanh chóng nâng cao tu vi, đến khi đột phá trúc cơ tấn thăng kim đan, xem có thể tới không gian kỳ dị kia lần nữa hay không. Báo cáo, quái vật càng ngày càng nhiều, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Thiếu tá Vương Nham thở hổn hển nói, tuy bọn họ là cảnh giới võ tôn, nhưng người có mạnh mẽ tới đâu cũng có lúc hao hết thể lực, tới khoảnh khắc cực hạn. Đối mặt với quái vật không có sợ hãi, không có đau đớn chỉ điên cuồng muốn ăn thịt người tính bằng đơn vị hàng nghìn này, người bình thường sớm muộn gì cũng sẽ cảm thấy uể oải. Cố Thanh Sơn phục hồi lại tinh thần thở dài nói, đi thôi, chúng nó cũng không ăn thi thể đồng loại, tối nay chúng ta quay lại nhặt sau. Hắn thu cung nhanh chóng trở về, mọi người bị tài bắn cung của hắn làm cho kinh động, đều yên lặng quay về cùng hắn. Cao ốc cứ điểm, Cố Thanh Sơn đang tập trung vệ tinh, kiểm tra tình huống ở sân rộng. Ba tên quân nhân ngồi cùng một chỗ với Triệu Hữu Bang, nháy mắt ra hiệu với nhau. Vương Nham hất cầm về phía Triệu Hữu Bang. Triệu Hữu Bang suy nghĩ một chút, vương ngón trỏ vẽ ba phần lại lấy một phần. Khoa chân múa tay hết động tác này, y lại suy nghĩ một chút, giơ ngón tay cái lên. Ba tên thiếu tá đều lắc đầu cười rộ lên. Ý của y là, thực lực của Cố Thanh Sơn chỉ bằng một phần ba y, thế nhưng tài bắn cung quả thực rất tuyệt. Trên thực tế, mọi người đều là cảnh giới võ tôn, đương nhiên vẫn có mắt nhìn nhất định. Vừa rồi, rõ ràng Cố Thanh Sơn không hề sử dụng toàn lực, nên bọn họ chỉ có thể phán đoán mà thôi. Suy đoán của Triệu Hữu Bang có phần hơi quá. Được rồi. Cố Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng, quỷ ăn thịt người đã tản đi kha khá rồi, các anh mang theo mấy người, lấy thi thể của quỷ ăn thịt người màu đỏ kia về đây cho tôi. Mấy người nhìn nhau, lại giao lưu bằng mắt một lần nữa. Tất cả mọi người đứng lên, đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn sửng sốt, lập tức thoải mái. Nhiều người có thể chú ý nhiều nơi hơn, an toàn cao hơn chút. Mọi người đi rồi hắn nhìn chằm chằm video vệ tinh trên màn hình, lại rơi vào trầm tư. Vì sao mình không thể nhặt đồ rơi ra? Đời trước, sau khi quái vật bị giết chết sẽ có đồ vật rơi ra. Người chơi giết quái có tư cách nhặt đồ vật mà quái vật rơi ra. Mà lần này, lại không thấy hệ thống nhắc nhở hắn nhặt đồ vật rơi ra sau khi quỷ ăn thịt người màu đỏ bị giết. Hệ thống, vì sao tôi không thể nhặt đồ được vậy? Hắn trực tiếp hỏi hệ thống, khen, bởi vì ngài là đặc biệt, là người sở hữu giao diện chiến thần. Vậy tôi phải làm gì mới có thể thu được chiến lợi phẩm? Xin ngài tự mình tìm kiếm, ngài có thể tham khảo kinh nghiệm thu được bức họa chiến thần lúc trước. Bức họa chiến thần, Cố Thanh Sơn nhìn lại phía dưới giao diện. Bức họa thứ nhất là kỹ năng chiến thần, đây là phần thưởng khi hắn xuyên qua kích hoạt giao diện chiến thần mà có được, không thể lại xuyên qua một lần nữa đi. Bức họa thứ hai chính là thần thông chiến thần, đây là phần thưởng nhiệm vụ sau khi hắn hoàn thành nội dung đặc biệt của nhiệm vụ vận mệnh. Hiện tại, trên bức họa thần thông chiến thần này chỉ có một hình vẽ lẻ loi duy nhất, lôi điện. Đây là phần thưởng hạng nhất của nhiệm vụ vận mệnh. Chẳng lẽ là vì nhiệm vụ vận mệnh, phải chờ tới khi tham gia vào trong tiến trình nhân vật cải biến vận mệnh lịch sử dẫn tới cải biến thế giới lần nữa, mới có thể thu được bức họa kích phát nhiệm vụ, mới thu được chiến lợi phẩm. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Đột nhiên, trên video xuất hiện một hình ảnh khiến cho hắn chú ý. Không xong rồi, hắn vỗ mạnh xuống bàn quát lên. Nữ thần công chính, có tôi, triệu tập đội hình chiến giáp cơ động, nhanh chóng nghĩ cách cứu viện phía sân rộng, đẳng cấp quái vật quá cao, vũ khí khoa học kỹ thuật không có cách nào đối phó, cô tới tranh thủ thêm chút thời gian, tôi lập tức tới đó ngay. Nói xong hắn nhìn thoáng qua giao diện chiến thần, đồng hồ cắt thời gian đã chảy hơn một nửa, nhưng vẫn còn rất nhiều cắt, may mắn, tới kịp. Sân rộng, một thanh niên nhã nhặn thanh tú đứng trên đầu bức tượng điêu khắc, theo thói quen đẩy gọng kính, lại chạm phải khoảng không. Sau lưng gã có hai cánh chim như hai miếng xương gai dữ tợn đang không ngừng khép mở, khiến máu tươi đỏ thẫm dính trên đó bị dao động rớt xuống mặt đất. Nhân loại. Gã thanh niên đó nói, cho dù là chức nghiệp giả thì vẫn yếu ớt như vậy. Vương Nham đỡ Triệu Hữu Bang máu me khắp người, lớn tiếng quát với quan não, gọi tiếp viện. Gọi tiếp viện, mấy người khác đều đã nằm xuống đất, trên thân người nào cũng có dấu vết như bị lưỡi dao cắt phải. Một chức nghiệp giả nữ mất máu quá nhiều đã lâm vào hôn mê. Một giây sau đó, quả nhiên tiếp viện tới rồi. 20 chiến giáp cơ động không người lái ầm ầm bay vào sân rộng,
phát động công kích mãnh liệt về phía thanh niên trên đầu pho tượng. Mưa bom bão đạn, tiếng nổ vang không ngừng bên tai. Nếu như có thể tiêu diệt đối phương thì tốt rồi. Nếu không thể, thì động tĩnh lớn như vậy sẽ khiến quỷ ăn thịt người chen nhau kéo tới. Trong khói mù dày đặc, một bóng dáng đỏ như máu chợt hiện lên, giống như những lưỡi dao bằng gió xẹt qua từng chiếc cơ giáp một. Tiếp đó, từng chiếc cơ giáp gãy rời, vang lên âm thanh đổ xuống đất ầm ầm. Toàn bộ cơ giáp tiếp viện ở trước mặt gã yếu đuối giống như những miếng đậu hũ. Bóng dáng đỏ như máu dừng lại trên không trung hóa thành thanh niên, lại bay trở về đỉnh đầu pho tượng. Đó là pho tượng của một đại quý tộc thời trước, vĩ đại mà chắc chắn, nhân vật trông rất sống động. Thanh niên này dường như rất thích đứng trên đầu pho tượng đó. Để ta đếm xem nào, 1, 2, 7. 7 chức nghiệp giả, giết các ngươi xong thì hôm nay có thể nghỉ ngơi rồi. Gã nhìn xuống dưới, tuyên bố số mạng của mọi người. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền tới một giọng nói. Quỷ ăn thịt người có thể ăn cơm nhưng không thể tiến hóa. Quỷ sát nhân thì cho dù giết cái gì, không những có vui vẻ mà còn có thể tiến hóa. Thì ra ngay cả thế giới của ma quỷ từ trước tới giờ cũng không có công bằng. Cố Thanh Sơn đi tới từ trong đường phố. Cố tiên sinh, mau chạy đi. Những quân nhân kia vội vàng rống to hơn. Nhà khoa học. Các chức nghiệp giả cũng vô cùng kinh ngạc. Gã thanh niên nhìn Cố Thanh Sơn đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Một con kiến mà lại có sinh mệnh lực khổng lồ như vậy. Đây là bất hạnh của ngươi. Gai xương sau lưng gã mở ra, bóng người trong nháy mắt biến mất. Chật, thật không dễ nói chuyện. Cố Thanh Sơn lật tay, cầm một thanh kiếm. Sau một khắc, hắn biến mất khỏi chỗ đang đứng, gã thanh niên lại xuất hiện tại chỗ hắn đứng. Hả? Gã thanh niên thốt lên một câu nghi ngờ. Một thanh kiếm đâm tới từ phía sau lưng. Ngây thơ. Gã thanh niên cười nhạo nói, toàn thân gã rung lên, vô số cây xương gai bén nhọn từ bốn phương tám hướng trên thân thể gã trồi lên, công kích 360 độ không góc chết. Gai xương của gã có thể xuyên phá được cả cơ giáp làm từ hợp kim sắt thép, nhưng cảm giác tuyệt vời khi đâm vào da thịt lại không xuất hiện như trong dự đoán, mà lại có tiếng gió rít gào vang lên, sau lưng cũng truyền tới cảm giác đau nhức khó có thể diễn tả bằng lời. Bí kiếm, nguyệt trảm, những người đứng xem cũng ngơ ngác nhìn nhau, có người lẩm bẩm nói, đó là ánh trăng. Đúng vậy, dường như hắn biến thành một luồng ánh sáng hình cung. Triệu Hữu Bang khẳng định nói, ánh mắt của y rất sắc bén, rõ ràng thấy được Cố Thanh Sơn không lùi bước nào, toàn thân hợp thành một thể với kiếm, hóa thành một ánh trăng sáng ngời. Ánh trăng sáng tựa như ảo mộng hiện lên, gai xương sắc bén vỡ vụn từng cây, rơi lả tả khắp bầu trời. A a a a. Gã thanh niên thống khổ hét ầm lên, gã nhảy lên giữa không trung, bay trở về trên đầu pho tượng. Thực lực của ngươi, ta đã nắm rõ. Nói xong, thanh niên giơ một tay lên, mở rộng bàn tay. Ánh sáng màu đỏ tươi nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay gã. Tài nghệ của ngươi quả thực kinh người, trước giờ ta chưa từng thấy người nào có thể sử dụng kiếm như ngươi, thế nhưng, gã kiêu ngạo nói, đứng trước thực lực tuyệt đối, kỹ thuật đó của ngươi cũng chẳng có lực ngăn cản nào. Cố Thanh Sơn nhìn gai xương sau lưng đối phương, thở dài, hắn nghiêng đầu, nói với quan não đang đặt trên mặt đất bên cạnh, ghi lại, quỷ giết người tiến hóa giai đoạn 5 đã xuất hiện, ngoại trừ võ thánh, chức nghiệp giả ngũ hành khai hóa cấp 4, thiên tuyển giả có độ thức tỉnh cao, thì không ai có khả năng địch lại. Đã ghi lại, bắt đầu ghi lại video. Trong quan não truyền ra một giọng nữ, ngoài ra, tôi phải nhắc nhở ngài Cố Thanh Sơn, dựa theo mô hình chiến đấu cá nhân mà ngài nhập vào, thì bản thân ngài cũng không có cách nào chiến thắng đối thủ, dù thế nào tôi cũng phải kiềm chân gã, nếu không. Những người này sẽ chết hết. Cố Thanh Sơn nói, nữ thần công chính im lặng chốc lát, nhanh chóng nói, đang thỉnh cầu tiếp viện, xin ngài hãy thủ vững trận địa. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Hắn nhìn gã thanh niên kia, nghiêm mặt nói, lần đầu gặp mặt, chào cậu. Gã thanh niên hơi sửng sốt, nói, chào anh. Cố Thanh Sơn lập tức nói với quan não, tuy là bị cảm nhiễm, nhưng một vài thói quen cơ bản hàng ngày của nhân loại vẫn chưa biến mất, ví dụ như chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe. Đã ghi lại, Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía gã thanh niên nói, cậu còn nhớ người nhà mình không? Bụp một tiếng, quan não bị huyết quang bay vụt tới đánh tan thành những mảnh nhỏ văng tung tóe. Trên mặt gã thanh niên hiện lên vẻ suy nghĩ, hỏi, chẳng phải anh nên viết di thư sao? Sao còn ở đó nói nhảm, chẳng lẽ những lời vừa rồi là di thư của anh, xem ra là nhớ kỹ, chỉ là không muốn nhắc tới. Cố Thanh Sơn nhìn quan não đã hỏng, nhíu mày nói, tùy tiện phá hoại đồ của người khác, không có giáo dưỡng. Cả thanh niên nghe vậy thì câm nín. Một giây tiếp theo, những đám xương máu dày giặt tản ra từ trên người gã, từng luồng ánh sáng máu hoặc sáng hoặc tối hóa thành lửa đỏ, không ngừng bừng lên trên tay gã. Đồ khốn kiếp, ngươi dám nói ta không có giáo dưỡng. Hai mắt màu đỏ tươi của gã thanh niên ngập tràn vẻ điên cuồng.
bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chết. Gai xương sau lưng gã mở ra lần nữa, những đám xương máu bám lên đó ngọ ngoại tựa như cánh chim có sinh mạng. Gã giang hai cánh ra nhảy lên thật cao, gã cách không vươn tay về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thầm giật mình, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao trùm toàn thân. Xúc địa thành thốn phát động, ầm, một luồng ánh sáng máu đột nhiên xuất hiện, đánh ra một cái hố thật sâu ở ngay chỗ Cố Thanh Sơn đứng. Chết! Không đúng, người đâu? Vẻ ung dung trên mặt gã thanh niên bỗng nhiên khựng lại. Cố Thanh Sơn ở phía dưới gã nhảy lên bay tới, thật là kỳ lạ, sao lại biến mất trong nháy mắt. Gã thanh niên không chút lo lắng sẽ đâm đầu vào đối phương, chỉ lo lầm bà lầm bầm, nhưng dù thế thì đã làm sao. Gã khẽ động thân thể, tiến lên đón đầu Cố Thanh Sơn, hai người nhanh chóng tiến lại gần nhau, trường kiếm của Cố Thanh Sơn chỉ thẳng, bí kiếm đoạn thủy lưu chuẩn bị phát động, thời điểm nhìn thấy kiếm quang bùng lên ở trường kiếm, gã thanh niên đột nhiên cảm thấy không ổn. Lập tức tăng tốc hóa thành huyết quang vặn vẹo đi vòng qua phía sau Cố Thanh Sơn. Kết thúc. Gã nói, không biết từ lúc nào năm ngón tay gã đã dài thành những mũi đao nhọn. Hai tay gã thanh niên túm về phía sau lưng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa thu kiếm chiêu lại thì đã vung kiếm chém ra phía sau. Kiếm quang trên trường kiếm tản đi, thế nhưng lại hiện ra một tầng lôi điện chớp nháy dị thường. Một kiếm này vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn không giống chiêu thức biến đổi lâm thời. Từ lúc xuất kiếm tới khi thu kiếm rồi lại xuất kiếm, toàn bộ quá trình thuần thục như nước chảy mây trôi. Ngón tay đao nhọn va chạm với trường kiếm, thất khống phát động. A à, gã thanh niên kêu to, hai cánh tay bị đánh bật ra phía sau. Cơ hội, Cố Thanh Sơn chém theo một kiếm, gã thanh niên không cách nào khống chế thân thể, đành thuận theo tư thế ngửa ra sau, nghiêng người nhường kiếm phong lướt qua. Cố Thanh Sơn lấn người mà lên, đuổi theo chém thêm một kiếm. Kiếm quang vô tận lượn lờ quanh thân kiếm, nguyệt trảm, toàn thân Cố Thanh Sơn hóa thành nguyệt trảm màu trắng hiện lên trên không trung. Gã thanh niên bị chém thành hai đoạn, lại bị kiếm phong bén nhọn thổi bay ra ngoài. Cố Thanh Sơn rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình giao thủ chỉ xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt đó hai người đã thay đổi mấy lần công thủ, cũng phân ra thắng bại. Một đám quân nhân và chức nghiệp giả nhìn tới ngẩn ngơ, không ai ngờ được rằng chỉ qua mấy lần hô hấp ngắn ngủi, chiến đấu đã kết thúc. Cố Thanh Sơn lại không hề buông lỏng, hắn ngẩng đầu vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn giữa không trung. Chỉ thấy hai nửa thi thể hóa thành huyết quang một lần nữa dung hợp thành một thể, gã thanh niên xuất hiện lại trước mặt mọi người một cách hoàn hảo. Hóa ra tài nghệ của ngươi lại có thể mạnh tới như vậy, gã khoanh tay, nghiêng đầu cảm thán. Nhưng ta đã nói rồi, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tài nghệ có cao tới đâu cũng vô ích thôi. Gã cười gằn, nhìn về phía Cố Thanh Sơn, ngươi nói cũng có đạo lý đấy. Cố Thanh Sơn đặt kiếm trong hư không, lật tay lấy cung ra, cung Dạ Vũ, hắn rút ra một mũi tên đặt lên dây cung. Gã thanh niên sửng sốt, gã nhìn chằm chằm thanh cung kia, nhưng hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của trường cung đó. Điều này khiến cho trong lòng gã có chút hoang mang khó hiểu. Cố Thanh Sơn đang nghe truyện trên TV audio CV lại không quan tâm gã nghĩ cái gì, dương cung lên bắn. Liên xạ, ngự phong, loạn vũ, loạn vũ, loạn vũ, một lần bắn là 10 mũi tên. Một hơi thở Cố Thanh Sơn phát động 3 lần loạn vũ, phong kín toàn bộ đường lui của gã thanh niên. Trời ạ! Trong đám người có người thất thanh thét lên, kiếm thuật có mạnh hơn nữa thì vẫn nằm trong sự hiểu biết của nhân loại, nhưng tài bắn cung quỷ dị như vậy thì mọi người đều chưa từng thấy bao giờ. Gã thanh niên tránh trái tránh phải, nhưng trên người vẫn không ngừng trúng tên, gã không thể không tạm thời đáp xuống, trốn phía sau tượng điêu khắc, ngươi có làm vậy cũng vô dụng thôi. Gã thanh niên khinh thường gầm rú nói, trên người gã tuôn ra tầng tầng huyết quang, những mũi tên cắm trên người gã tựa như bị hòa tan, dần dần biến mất, vô dụng. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn thở dài cũng nói, thực lực cảnh giới của hai người kém nhau quá xa, hắn chỉ có thể dựa vào tài nghệ chống đỡ tạm thôi. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên linh đan, nuốt xuống. Linh lực nhanh chóng giảm xuống sẽ làm giảm bớt số lần có thể ra tay, bắt buộc dùng đan dược bổ sung. Sau một khắc, huyết ảnh đột nhiên ập tới, xông thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nâng cung tiếp tục bắn, bách phát bách trúng, oanh kích, gã thanh niên lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà gã không thèm để ý tới, xoay người ở giữa không trung, tiếp tục lao tới. Trường cung của Cố Thanh Sơn khẽ động, loạn vũ, những mũi tên bất quy tắc vạch ra bóng xám đầy trời, như phi xà bơi lượn, đuổi theo sát quỷ giết người. Ha ha ha, vô dụng thôi, tên của ngươi không giết chết được ta. Quy lực mũi tên của đối phương gã đã hiểu rõ, lần này lao xuống cho dù liều mạng chịu chút thương tổn cũng phải giết chết đối phương. Gã thanh niên hóa thành huyết ảnh, tốc độ lập tức tăng vọt, huyết ảnh vặn vẹo lướt qua từng mũi tên sắc bén, lao thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Hai tay của gã biến ảo thành những trường đao màu đỏ lòm, chuẩn bị mượn một lực cường đại đánh tới,
một kích phân thây. Gã thanh niên cười gằn, đợi khoảnh khắc tuyệt vời sắp tới. Một giây kế tiếp, lại thấy trường cung trong tay đối phương biến mất, thanh kiếm kia lại được đối phương cầm lên, cũng chỉ thẳng về phía ngón tay mình. Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 1 mét, chính là thời khắc quyết định sinh tử. Tốc độ của gã thanh niên vốn đã tăng tới cực hạn, thấy cảnh này chợt cảm thấy không ổn. Không xong, lần này thì không kịp tránh rồi. Cố Thanh Sơn nắm lấy thời cơ, thúc giục kiếm quyết, bí kiếm, đoạn thủy lưu, thùng 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 thùng. Kiếm quang ngưng tụ thành từng lớp, tầng tầng nổ tung, giống như cự pháo, bắn nổ thân thể gã thanh niên 5 lần, chỉ còn lại một đống thịt nát bay ra ngoài. Thịt thịt, một âm thanh trầm nặng vang lên, gã thanh niên bay về một phía khác của sân rộng, nặng nề đập lên mặt đất làm bốc lên một lớp bụi mù. Đánh đẹp lắm. Một tên thiếu tá gào lên, mọi người cũng đồng loạt hô hào. Cố Thanh Sơn lại cau mày chắn ngang trường kiếm trước ngực, đứng lên đi, công kích như vậy không thể giết chết ngươi được. Hắn nói, gã thanh niên khẽ động, quả nhiên chống đất đứng dậy, thực sự khiến ta giật mình đấy. Gã thanh niên nói, đáng tiếc, ngươi không phải quỷ giết người, nếu không ta rất muốn thu ngươi làm thuộc hạ. Trong ánh mắt của gã có cảm thán, có kinh ngạc, nhưng đa phần vẫn là sát khí và hận ý vô cùng vô tận, ngươi không trả nổi lương cho ta đâu. Cố Thanh Sơn nói, hay da, xem ra hôm nay phải tốn thêm chút thời gian mới có thể kết thúc chuyến săn rồi. Gã thanh niên nói xong thì từng bước đi tới phía Cố Thanh Sơn, nhưng mà lúc này, các quan não của những chức nghiệp giả kia lại đồng thời sáng lên, giọng nói của nữ thần công chính truyền ra từ quan não, 1 phút nữa, võ thánh Trương Tông Nguyên sẽ tới chiến trường, xin ngài Cố Thanh Sơn thủ vững trận địa. Con ngươi của gã thanh niên chợt co lại, gã đã nghe danh tiếng của võ thánh Trương Tông Nguyên mà lớn lên, nên do dự trong lòng lúc này đã biến thành kinh sợ, không thể bị thương thêm nữa, bản thân tuy tạm thời là người mạnh nhất trong đám quỷ giết người, nhưng trong bóng tối vẫn ẩn giấu vô số người cạnh tranh đang nhìn chằm chằm gã. Trong lúc gã còn do dự, thì Cố Thanh Sơn đã nâng cao thanh cung, lắp tên, nhắm thẳng về phía gã. Chết tiệt, gã mắng một câu rồi hóa thành huyết quang nhanh chóng rời đi. Cố Thanh Sơn đợi thêm một lát nữa sau đó mới chậm rãi buông dạ vũ cung xuống. Hắn rốt cục có thể thả lỏng một chút. Trận chiến này đánh khá là mạo hiểm, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, mỗi 1 giây 1 phút đều như đang bước trên lưỡi dao. Tốc độ tiến hóa khá nhanh, chỉ là phương diện chiến đấu còn quá non nớt. Nói xong, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Linh lực đã sắp dùng hết rồi, nếu không phải là mình có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không lộ ra một chút biểu hiện thất bại nào, có lẽ đối phương đã điên cuồng phản công rồi. Loại quái vật khủng bố này, giống như võ thánh, chức nghiệp giả ngũ hành khai hóa cấp 4, thiên tuyển giả có độ thức tỉnh cao, đều là những đối thủ mà hiện giờ hắn không thể đối phó được. Đúng như lời quỷ giết người đã nói, tu vi của hắn vẫn còn quá yếu. Cũng đúng như lời gã khen ngợi, nếu không phải kiếm thuật của hắn thực sự cao tuyệt, thì mấy lần tên quái vật đó dùng thực lực nghiền ép hắn đã sớm thất thế rồi. Nếu đổi lại là một người tu hành khác tới, thì đã sớm bị quái vật giết chết rồi. Võ thánh sắp tới sao? Cố Thanh Sơn hỏi, nữ thần công chính nói, thời gian thực tế không nhanh như vậy, phải 10 phút nữa. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, nhưng cô nói là 1 phút. Nữ thần công chính nói, đây là sách lược đối phó mới nhất. Cố Thanh Sơn nói, không tồi nha, cô mà cũng nói dối cơ đấy. Nữ thần công chính hỏi, đây là khen ngợi. Cố Thanh Sơn nói, lần này thì đúng. Mặt khác, nói với ngài võ thánh, bảo ông ấy không cần phải gấp, cứ từ từ rồi tới. Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt mấy người hỏi, các anh còn có thể di chuyển không? Mấy người liên tục gật đầu, không chớp mắt nhìn hắn, giống như đang nhìn một con bá vương long khoác da người. Ok, nhanh chóng trở về đi, quỷ giết người đã rời khỏi thì quỷ ăn thịt người sẽ kéo tới cả đám. Cố Thanh Sơn nói xong lại nhìn thi thể của quỷ ăn thịt người màu đỏ kia, rồi nhìn đám chức nghiệp giả và những quân nhân đã chật vật không chịu nổi. Còn có ai còn tinh thần, qua mang thứ này trở về cùng tôi. Tôi. Đám người còn có thể di chuyển trăm miệng một lời đáp. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn bọn họ, nhiều người như vậy sao, được, các anh mang đi. Hắn sải bước đi về. Nửa tiếng sau, Cố Thanh Sơn chờ đến khi có kết quả phân tích của nữ thần công chính. Da có thể chống chọi với những vết thương do công kích khoa học kỹ thuật gây ra, khung xương và các bộ phận bên trong miễn dịch với công kích của khoa học kỹ thuật. Phân tích chọn dùng giải phẫu truyền thống bằng dao, hiệu quả rất tốt. Chọn dùng các loại công kích của nhiều chức nghiệp giả, hiệu quả tốt. Kết luận, trình độ tiến hóa của quái vật càng cao, càng không sợ những tổn thương do công kích của khoa học kỹ thuật gây ra, vô cùng hoàn hảo. Cố Thanh Sơn đứng lên, lẩm bẩm nói, hiện tại, vũ khí khoa học kỹ thuật truyền thống đã không còn tác dụng, chúng ta phát triển kỹ thuật khoa học chiến tranh, cần phải chuyển hướng, xin hỏi ngài, nên chuyển hướng thế nào đây? Nữ thần công chính hỏi, từ người lãnh đạo, trở thành kẻ trợ giúp, xin hãy giải thích.
Cố Thanh Sơn cười nói, dữ liệu chiến đấu của tôi vừa rồi, cô đã phân tích chưa? Phân tích tổng cộng 1 năm 3 năm 6 7 4 3 lần. Vậy cô nói cho tôi biết, trong đó có bao nhiêu lần ứng phó tốt? Không có, thưa ngài, cách ứng phó của ngài đều rất tốt. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng rồi nói, đừng tân bốt nữa. Được rồi, có hai loại sách lược, có thể nâng cao hiệu quả công kích của ngài. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, đây là trợ giúp, con người không thể so với tốc độ tính toán và suy xét của máy móc, cũng là yếu tố khách quan nhất, có thể trợ giúp tốc độ phát triển của con người. Mang hai sách lược mà cô phân tích được ra, tôi muốn học hỏi một chút. Còn nữa, có bao nhiêu người sống ở quận Bạch Sa? 17.634 người. Cố Thanh Sơn thở dài, khó trách hắn tiến hoa nhanh như vậy. Tôi nhớ quận Bạch Sa vốn có mấy ngàn vạn người, bây giờ toàn bộ khu đó đều không còn ai. Không phải, không phải do hắn làm. Nữ thần công chính nói, sao? Vậy hắn tiến hóa thế nào? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, hắn thích giết đồng loại. Tuy cũng giết con người nhưng tỷ lệ lại tương đối thấp, cái này cũng là một biện pháp nhanh. Cố Thanh Sơn nói, nữ thần công chính nói, vì con quỷ giết người này tồn tại, mà sách lược cứu viện quận Bạch Sa bằng cơ giáp không thể thực hiện, thực tế quận Bạch Sa đã mất. Nữ thần công chính và Cố Thanh Sơn im lặng, bỗng nhiên nữ thần công chính lại nói, thưa ngài, võ thánh đến đây, đang tìm ngài. Cố Thanh Sơn vội đứng lên, rời khỏi phòng nghiên cứu, hắn vừa ra khỏi cửa đã thấy, võ thánh Trương Tông Nguyên lái tàu bay siêu tốc tới. Quái vật đâu? Trương Tông Nguyên hỏi, nghe thấy tên của ngài nên bị dọa chạy rồi. Cố Thanh Sơn thả lỏng tay nói, sắc mặt của Trương Tông Nguyên không vì thế mà trở nên thoải mái, ông ta lắc đầu, thở dài, tốc độ tiến hóa của bọn chúng quá nhanh, giống như chỉ cần giết người, bọn chúng có thể không ngừng tiến hóa, đúng, đây là một hiện tượng không công bằng trong xã hội. Cố Thanh Sơn nói xong, đón hắn vào trong, Cố Thanh Sơn rót hai ly rượu mạnh, đưa cho võ thánh một ly, hai người cùng ly, uống một hơi cạn sạch, rượu không tệ, thêm một ly nữa, Trương Tông Nguyên cau mày, hình như còn chưa thỏa mãn, Cố Thanh Sơn lại rót cho ông ta một ly, rượu này ở đâu vậy? Thật biết hưởng thụ, Trương Tông Nguyên hỏi, Tô Tuyết Nhi tặng cho tôi. Cố Thanh Sơn nói, Trương Tông Nguyên nhớ lại rồi bỗng nhiên nói, à, là thiếu nữ nhận được thiên thần rực lửa, à, tôi có một đề nghị. Trương Tông Nguyên suy nghĩ nói, ngài cứ nói, em gái của Trương Anh Hào, tôi thấy cậu có thể làm quen một chút. Không cần, bỏ đi, tôi cũng thuận miệng nói thôi, nhưng tôi nói thật lòng. Trương Tông Nguyên uống một ngụm rượu, rồi lầu bầu nói, sao thế? Cố Thanh Sơn hỏi, quỷ giết người không những có trí tuệ mà còn thường xuyên học lén nghệ thuật chiến đấu của chúng ta, về sau muốn đối phó với chúng càng khó hơn. Trương Tông Nguyên nói với vẻ vô cùng sầu muộn, đây không phải là tất cả. Cố Thanh Sơn nói, tôi cho rằng đối với quỷ giết người mà nói, tiến hóa hoàn hảo thật sự khiến cho chúng có tình cảm giống con người. Nhưng chuyện này vô cùng hiếm thấy, hầu như không thể xảy ra, tình cảm. Trương Tông Nguyên khẽ xì một tiếng rồi nói, quái lạ, theo lời cậu nói, khi quỷ giết người tiến hóa hoàn hảo thì chúng có thể tổ chức xã hội rồi. Cố Thanh Sơn nghiêm túc đáp, không đâu, là sao? Giải thích đi. Tôi rất thích nghe ý kiến của nhà khoa học. Trương Tông Nguyên nói, dựa theo đặc tính của bọn chúng, nếu không có đối tượng giết được, chúng sẽ tự xử lý đồng loại, còn nữa. Tôi đã suy nghĩ ra cách tiêu diệt bọn chúng rồi. Cố Thanh Sơn nói, cứ nói, kỹ thuật bước nhảy không gian. Trương Tông Nguyên suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói, ý cậu là phóng bọn chúng ra ngoài không gian ư, như vậy quá lãng phí, cách tốt nhất là ném xuống biển. Cố Thanh Sơn nói, Trương Tông Nguyên vỗ đùi, nói, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Hắn hưng phấn lẩm bẩm nói, quái vật dưới biển càng ngày càng nhiều, càng lúc càng đáng sợ, quỷ giết người bị tống xuống đó, nhất định sẽ không đánh lại. Cho dù có thắng cũng sẽ bị vô số quái vật dưới biển tổn thương, nói chung đều phải chết, như vậy còn có thể giết một số quái vật dưới biển nữa. Hắn trầm tư rồi nói, muốn dùng bước nhảy mang quỷ giết người đi, kỹ thuật này phải cải tiến một chút, bước nhảy không gian càng tiện thì càng có khả năng nhanh chóng làm được. Cố Thanh Sơn im lặng một lúc rồi nói, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Bây giờ, bỗng nhiên có tiếng của nữ thần công chính vang lên, ngài võ thánh, phát hiện ra dấu vết đối phương, mời ngài ra tay, trên màn hình. Hiện ra một cặp răng nanh xương gai, con quỷ giết người kia đang di chuyển rất nhanh, ở nơi đó bốn phía đều là sa mạc hoang vu, muốn đến những thành phố khác sao? Vừa hay, nơi hoang vu này, rất thích hợp để chiến đấu. Trương Tông Nguyên đặt ly rượu xuống, rồi lại cần lên uống cạn ly rượu. Trước mắt trình độ tiến hóa của con quỷ giết người này là cao nhất, căn cứ vào tính toán tốc độ tiến hóa, bây giờ nó còn chưa phải đối thủ của ngài, nhưng nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt nó, xác suất thành công là 49.432512%, chưa đến một nửa.
phải làm sao bây giờ? Quân đội đang đợi lệnh, sẽ tiến hành vây kín. Tốt lắm, xuất phát thôi. Trương Tông Nguyên nói xong rồi đứng dậy, ông ta vỗ vai Cố Thanh Sơn, nói, tối nay Trương Anh Hào sẽ đến tìm cậu, nói muốn cảm ơn vì cậu đã nhắc nhở nó cứu được em gái mình, quá khách sáo rồi, nhưng thực ra anh ta đến là vì chuyện khác. Cố Thanh Sơn nói, ha ha, chuyện của đám tiểu bối các người, tôi mặc kệ. Trương Tông Nguyên cười lớn rồi đi ra ngoài, sa mạc, cả thanh niên nâng gọng kính theo thói quen nhưng lại chạm vào hư không, võ thánh Trương Tông Nguyên. Cái tên này khiến cho hắn cảm thấy khá sợ hãi, hắn tiến hóa đến giai đoạn này, đã bắt đầu xuất hiện dự cảm, hắn cảm nhận được, bản thân không phải đối thủ của người ta, nếu võ thánh đến đây, hắn còn đường sống ư, gã thanh niên không biết gì, thu hết động tĩnh phía xa vào mắt, có 7-8 tên quỷ giết người mang hình thái khác nhau, cẩn thận dè dặt vây quanh hắn, rồi xông tới, chỉ dựa vào mấy kẻ các ngươi mà cũng dám tìm tới ta ư, ta nghe thấy được. Tên quỷ giết người trên mặt chỉ có một con mắt nói, võ thánh muốn tới giết ngươi, còn chúng ta, tuy không đánh lại ngươi, nhưng muốn ngăn cản ngươi trốn đi vẫn có thể làm được. Đúng, ngươi giết quá nhiều đồng loại, nhưng mà giết người thì ít, chúng ta đều nhất trí cho rằng ngươi tiến hóa thất bại rồi. Một con quỷ giết người mọc đầy răng nhọn nói, võ thánh giết ta có ích gì cho các người? Cả thanh niên ôm hai tay hỏi, chúng ta không muốn sống dưới bóng ma của ngươi, không muốn chút nào. Một con quỷ giết người có thân hình to lớn quá, đám quỷ giết người chậm rãi vây quanh hắn. Các ngươi đã muốn chết. Gã thanh niên nheo mắt, đang muốn ra tay thì đột nhiên dừng lại. Hắn lấy trong ngực ra một quang não cá nhân, xem tin nhắn trên màn hình. Thực sự như có máu tanh ngập trời bao quanh lấy hắn, nhưng trong ánh mắt hắn lại lộ ra tình cảm ấm áp sâu đậm. Là một hình ảnh tương phản đến mức tận cùng, mấy con quỷ giết người cùng đừng bước. Cả công cụ của nhân loại cũng không vứt bỏ. Một con quỷ giết người nói, hắn không thuộc loài của chúng ta, cũng không thuộc về nhân loại, không nên tồn tại trên thế giới này. Một con quỷ giết người khác nói, chúng ta lên, không cần liều mạng, giữ chân hắn là được rồi. Võ Thánh vừa bước chân đến, nữ thần công chính đã phát ra cảnh báo, quái vật biển bắt đầu đổ bộ lần thứ 6, bờ biển đông, khoảng cách 890 hải lý, sinh vật không xác định, 1, bờ biển đông nam, khoảng cách 1.007 hải lý, sinh vật không xác định, 2, bờ biển nam, khoảng cách 1.821 hải lý, sinh vật không xác định, 3, sinh vật không xác định, 4. Căn cứ vào vệ tinh giám sát, bốn con quái vật biển đều là loài chưa xác định, cũng không có tình báo liên quan. Tổng thống ký điều lệ chiến tranh khẩn cấp mới nhất, bắt đầu triệu tập chức nghiệp giả. Cố Thanh Sơn nhìn hình ảnh không rõ ràng trên màn hình, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, càng có nhiều sinh vật biển có hứng thú với việc sinh sản trên đất liền. Chúng nó còn chưa tiến hóa, nếu không đã có thể sống một thời gian dài trên đất liền rồi. Đến lúc đó, con người còn phải tranh đoạt không gian sống với động vật biển nữa. Hơn nửa đời này, động vật biển tới quá nhanh, một con quái vật biển có thể phá hủy một thành phố, nếu không phái chức nghiệp giả ra thì chắc chắn không thể ngăn cản được. Muốn ngăn cản một con quái cao hơn 10 mét, chỉ có chức nghiệp giả mới có thể đối phó với sinh vật biển không xác định, nhưng thương vong rất lớn. May mà quái vật biển bây giờ vẫn còn ở trạng thái ngu ngốc, cái gì cũng không rõ ràng. Nếu như hiểm họa hiện giờ không phát sinh thì uy hiếp do cự thú Hải Dương tạo thành vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Nhưng nếu cứ gửi hy vọng vào hư vô thì không phải là một chuyện tốt. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn lấy quang não cá nhân ra, nhập một chuỗi tọa độ lên trên, tọa độ của hành tinh ư. Nữ thần công chính hỏi, phải, bắt đầu tìm kiếm. Cố Thanh Sơn nói, vâng, thưa ngài, 20 phút sau, phát hiện tín hiệu khác thường, thử kết nối đi, đối phương không trả lời, nói với hắn ta. Cố Thanh Sơn nói, nếu không muốn bị chiến hạm tinh không tiêu diệt thì trở về rồi nói, vâng, thưa ngài. Một lát sau, trên quang não, có tiếng gào thét chửi bới vang lên, đáng chết. Đáng chết. Sao ngươi có thể tìm được ta? Giọng nói già nua gào thét nói, Cố Thanh Sơn nói, 30 năm trước, ở thành phố ông chết, có 7 nữ sinh đại học mất tích, chuyện này không liên quan đến ta. Bỗng nhiên âm điệu cao hơn, thật ư. Nhưng vì sao khi ông chết, những cô gái đó đều mất tích? Cố Thanh Sơn thông thả nói, tôi nhớ là, hình như các cô ấy đều sùng bái ông cuồng nhiệt, bên kia bỗng im lặng, một lúc lâu sau bên kia mới nói, cậu muốn thế nào? Cố Thanh Sơn nói, công bằng mà nói, ngài Liêu, tôi không có hứng thú với việc ông dùng cơ thể giả để lừa gạt cửu phủ, cũng không muốn chỉ trích sinh hoạt cá nhân của ông, thậm chí, ông có thể tự mình sống một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn bên ngoài không gian, tôi đã cảm thấy là kỳ tích với nhân loại rồi, nhưng bây giờ sắp tận thế. Tôi chỉ muốn kỹ thuật bước nhảy không gian mới nhất của ông, trợ giúp chúng tôi vượt qua thời kỳ khó khăn này.
Cố Thanh Sơn dừng một chút rồi nghiêm túc nói, 30 năm qua, nhất định ông cũng phải có thành quả mới rồi, có đúng không? Người được gọi là Ngài Liêu này chính là nhà khoa học đã phát minh ra kỹ thuật bước nhảy vào 30 năm trước. Ông ta điên cuồng uy hiếp quý tộc Cửu Phủ, muốn trở thành phủ thứ 10 nhưng lại bị nữ thần công chính phá giải trái bom bước nhảy này, sau đó bị quý tộc ám sát. Nhưng người bị giết chỉ là cơ thể giả của ông ta, còn bản thân ông ta lại sống 30 năm sung sướng ngoài không gian. Kiếp trước, khi đến tận thế, ông ta bắt đầu chủ động tấn công liên bang, dùng hình thái bước nhảy siêu cấp để di chuyển quái thú tinh không, đích đến là tọa độ của liên bang tự do. Hành vi điên cuồng này là kế hoạch trả thù ông ta dùng gần 30 năm để xây dựng, cuối cùng làm lộ tung tích của ông ta. Cố Thanh Sơn nói xong, người đối diện im lặng một lúc lâu. Một lát sau, giọng nói này lại vang lên, nếu tôi không đồng ý, cậu sẽ làm gì? Cố Thanh Sơn thả lỏng hai tay nói, tôi biết ông đã bố trí rất nhiều cạm bẫy bước nhảy, có thể chuyển công kích đến một nơi khác, nhưng mà ông có nghĩ đến điểm này không? Chút thủ đoạn đó của ông so với tình hình hiện tại của toàn bộ liên bang thì chẳng là gì cả, cậu có thể đại diện cho liên bang ư? Giọng điệu cười nhạo nói, ngài ấy có thể đại diện cho liên bang. Nữ thần công chính nói, nữ thần công chính. Đợi chút, cậu là tổng thống ư? Ông ta ngạc nhiên nói, không, giọng nói này rất trẻ, liên bang không có tổng thống trẻ tuổi như vậy, nhưng theo tư duy của nữ thần công chính, muốn đại diện cho liên bang, chỉ có tổng thống, đây chính là một nghịch lý. Giọng nói kia ngừng lại, tự hỏi chính mình, nói như vậy, cậu không phải là tổng thống, nhưng lại lấy được quyền hạn cao nhất của liên bang ư? Ông ta suy ra đáp án chính xác, tuyệt vời. Giọng điệu hưng phấn, năm đó, tôi cũng đã thử qua nhưng thời gian của tôi quá hạn hẹp, bị kẻ ác đuổi giết, chưa kịp hoàn thành phần còn lại của việc phá bức tường lửa của nữ thần công chính, làm rất tốt, cậu làm thế nào vậy? Trong giọng điệu của ông ta mang theo sự thân thiết và hòa nhã, chuyện này ông không cần quan tâm, bây giờ chúng ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Cố Thanh Sơn nói, được rồi, cậu muốn kỹ thuật bước nhảy của tôi, muốn đối phó với quái vật biển và quỷ giết người đúng không? Phải, vũ khí nóng không có tác dụng ư, xem ra ông cũng thường xuyên xem tin tức đấy nhỉ, tôi hỏi lại lần nữa, cậu không phải là người của Cửu Phủ ư, ông nghĩ thế nào? Không phải, đúng, nhất định không phải, như vậy thì ngài Liêu, câu trả lời của ông là, tôi muốn xem thành ý của cậu trước, thành ý của tôi. Cố Thanh Sơn cười nói, tôi vốn có thể sử dụng vũ khí sinh hóa, tiêu diệt hết sinh mệnh trong phi thuyền vũ trụ nhỏ kia của ông, sau đó tất nhiên là đến lấy thành quả nghiên cứu khoa học của ông rồi, nhưng tôi không làm vậy, mà nói trước với ông, may mà cậu không làm vậy. Người đối diện nói, gần trái tim của tôi có đặt một cơ quan truyền tín hiệu, một khi tôi chết, phi thuyền vũ trụ cũng sẽ nổ tung, là một thành ý khác. Cố Thanh Sơn nói tiếp, tôi biết ông chuẩn bị chặn đường quái vật vũ trụ, dùng kỹ thuật bước nhảy giữa các hành tinh mang chúng đến liên bang. Chết tiệt. Sao cậu cũng biết? Ông ta hốt hoảng la lên, nếu tin tức ông còn sống và những chuyện liên quan bị công bố ra ngoài, ông nghĩ xem bản thân mình sống được bao lâu, được rồi, chết tiệt, nể tình cậu đã thẳng thắn thành khẩn như vậy tôi có thể đồng ý với cậu, nhưng tôi có một điều kiện, ông cứ nói, tôi muốn trở về. Cố Thanh Sơn nghe xong, sửng sốt, người này điên ư, sao lại muốn trở về? Mỗi khi bị Cửu Phủ phát hiện, ông ta sẽ không có cơ hội chạy thoát. Giọng nói ngừng lại một chút, không đợi Cố Thanh Sơn trả lời bỗng nhiên trở nên sốt ruột, cậu có quyền hạn tối cao, nhất định phải giúp tôi, ngoài không gian đáng chết này, làm gì cũng không được, tôi đã không dùng biện pháp tránh thai, cậu phải giúp tôi trở về, số người của tôi ở đây quá lớn, hệ thống cung cấp tuần hoàn sẽ không cung ứng nổi mất. Sau khi nói rõ ra, giọng nói không ngừng oán hận lại tiếp tục, loại thiếu niên mới mọc tóc như cậu nhất định không biết, người càng nhiều, cung cấp tuần hoàn và năng lượng dự trữ của tôi bị quá tải nghiêm trọng cỡ nào đâu, đáng chết, cậu để tôi trở về, sau đó cho tôi một khoản tiền, tôi muốn ngâm nước nóng, muốn uống rượu ngon, muốn tâm sự với thiếu nữ trẻ tuổi. Cố Thanh Sơn ngẩn người lúc lâu rồi đờ đẫn nói, giao kỹ thuật bước nhảy của ông ra, ông có thể trở về, được, cậu phái quân hạm không người tới đây, cái nhỏ không được, ít nhất là cỡ trung, chúng tôi có nhiều người, ngài Liêu, hiện giờ tôi sẽ sắp xếp, xin kiên nhẫn chờ đợi. Cố Thanh Sơn ngắt liên lạc, có một vấn đề. Hắn nói, thưa ngài, hãy nói đi. Trong giọng nói của nữ thần công chính hình như mang theo ý cười. Đây là một nhà khoa học điên cuồng, tới bây giờ còn ảo tưởng thống trị thế giới, làm chúa tể có được toàn bộ phụ nữ, ngay cả Cửu Phủ cũng phải sợ hãi tài năng và sự điên cuồng của ông ta. Không được để ông ta tiếp xúc gì với trung tâm kỹ thuật, khi trở lại lập tức tiến hành lắp bom nano vào, rồi tiến hành thay đổi bề ngoài cấp độ gen, cho ông ta một thân phận mới. Về sau ông ta cũng chỉ có thể đi theo tôi, mấy bà vợ và con cái của ông ta cũng không được phép liên lạc với người quen,
nhưng có thể cho họ một có cuộc sống đầy đủ, đã ghi lại, thưa ngài. Cố Thanh Sơn thở dài rồi nói, đây là quả bom hẹn giờ, nếu không phải vì muốn giảm bớt rắc rối bây giờ, tôi không muốn tìm ông ta. Sau đó hắn lại ra ngoài, giao nhiệm vụ thu thập xác quái vật cho quân nhân chức nghiệp giả. Đương nhiên nhóm chức nghiệp giả đồng ý ngay. Cố Thanh Sơn vừa rời khỏi, Vương Nham đã nhìn Triệu Hữu Bang. Triệu Hữu Bang oán trách nói, tôi thật sự là con chó, còn tưởng rằng mình có thể đánh thắng cậu ta. Công Minh cũng là con chó, nhặt được về một cái mạng mà không biết, còn đang tức giận bất bình trong phòng tạm giam. Tôi sẽ lập tức đi đá mông của Tôn Minh, nói cho hắn ta biết chuyện xảy ra gần đây. Vài chức nghiệp giả và quân nhân liếc nhìn nhau. Vương Nham lắc đầu, lẩm bẩm nói, gần đây tôi mới biết nhà khoa học của liên bang lại lợi hại như vậy đấy. Cố Thanh Sơn trở lại phòng. Nữ thần công chính bỗng nói, võ thánh và quỷ giết người đứng đầu đã bắt đầu giao chiến, ngài có muốn dùng vệ tinh giám sát theo dõi cuộc chiến không? Không cần, hiện tại chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cố Thanh Sơn do dự vài phút rồi nói, điều tra tình báo của mấy chỗ hiện nay bắt được quỷ giết người, phân loại cấp độ nguy hiểm, đã rõ, phân chia dựa theo cấp bậc nguy hiểm, trước mắt quỷ giết người đang chạy trốn là có đẳng cấp cao nhất, căn cứ vào phân tích tình báo, gần với cấp độ nguy hiểm của tên quỷ giết người kia, tổng cộng có 3 kẻ nữa. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình, một đống thịt to lớn đang chậm rãi di chuyển trong thành phố, Cố Thanh Sơn cau mày, phóng to núi thịt lên, chỉ thấy trên núi thịt, toàn bộ đều là thi thể con người, chồng chất lên nhau, tạo thành một đường xoắn ốc, xác người đắp thành bậc thang, đi thẳng lên chóp của núi thịt. Một con quỷ giết người mập mạp ngồi trên núi thịt, dùng xác người cho hai con quỷ ăn thịt người ăn. Đó là hai con quỷ ăn thịt người màu đen, thuộc đẳng cấp tinh anh. Đây là sủng vật của con quỷ giết người mập mạp, mà tòa núi thịt này là nơi ở của sủng vật. Thưa ngài, thân thể của nó có vẻ hơi khác với quỷ ăn thịt người thông thường, ngài cảm thấy quỷ ăn thịt người cũng tiến hóa ư? Nữ thần công chính hỏi, không đâu. Cố Thanh Sơn nói, quỷ ăn thịt người sẽ không tiến hóa theo sinh mệnh nhưng sẽ mạnh dần lên, giống như con người còn nhỏ sau đó lớn lên, dinh dưỡng càng tốt, lớn lên càng khỏe, đã rõ, đã có ý thức nuôi chó rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, tiếp theo, ánh sáng lóe lên, hình ảnh thay đổi sang cảnh tượng một nơi khác, đây là một thành phố, chỉ thấy người trong thành phố nhốn nháo, trên đường đầy ắp người, bọn chúng ngây người tại chỗ đều đang đợi cái gì đó, chỉ chốc lát sau. 10 con quỷ ăn thịt người từ từ kéo cổ xe ngựa nặng nề tới, xe ngựa đi ngang qua nơi nào, đám quỷ giết người đều vội vàng quỳ xuống, dập đầu điên cuồng. Trong xe ngựa, là một khối thịt vĩ đại. Khối thịt này không có tứ chi hay khuôn mặt, nhưng có thể vươn đao thịt sắc bén, sâu đám quỷ giết người đang quỳ lạy bên ngoài lên, sau đó thu lại. Mấy con quỷ giết người bị kéo lên xe ngựa, tất cả đều nhồi vào trong cục thịt, biến mất không thấy nữa. Toàn bộ quá trình trên, không có một con quỷ giết người nào khóc lóc thảm thiết hay phản kháng lại. Hình ảnh đến đây là kết thúc, quỷ giết người cấp cao đột biến. Cố Thanh Sơn nói, chuyện này rất nguy hiểm, nếu lớn lên, sẽ rất khó đối phó so với những con quỷ giết người khác, ngài có muốn xem tên quỷ giết người thứ ba hay không? Nữ thần công chính hỏi, xem. Cố Thanh Sơn thở dài nói, kiếp trước, khi quỷ giết người đột nhiên xuất hiện mà chẳng hề có dấu hiệu trước, cũng chẳng một ai biết, dưới tình huống bị động như thế nhân loại bị tổn thất nặng nề, tốc độ tiến hóa của quỷ giết người quá nhanh. Cũng quá mạnh mẽ, nếu như không phải con người có thể tiến vào trò chơi, nhanh chóng gia tăng thực lực cá nhân, cố gắng lắm để theo kịp tốc độ tiến hóa của quỷ giết người, mới không đến mức bị bọn chúng tiêu diệt hoàn toàn. Còn đời này đã có hắn cảnh báo cho nữ thần công chính trước, khi tận thế diễn ra có thể khá hơn một chút, những đời này, trò chơi lại chưa xuất hiện, tình hình vẫn nguy hiểm như cũ, sau đó sẽ càng nguy hiểm hơn, cả nhân loại đang đứng trước bờ vực vận mệnh, cuối cùng nên đi đâu để kiếm đường sống đây? Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ, ánh sáng lại xuất hiện, đó là một bộ xương kéo theo da thịt vỡ nát, tập tễnh bước đi giữa đồng trống không người, trên người nó tản ra sương mù mờ ảo, mỗi nơi nó đi qua đều biến thành đất hạng không có nổi một ngọn cỏ. Đây chính là quỷ giết người đứng đầu, sau khi giao chiến xong bị thương nên chạy trốn đến đây. Nữ thần công chính nói, Cố Thanh Sơn nhìn sương mù trên người quái vật, khẽ nói, đây là bệnh dịch, không sai, bệnh độc trên người nó không ngừng tiến hóa, qua 7 giờ 38 phút tối qua. Thì bệnh độc của nó đã khiến y học nhân loại phải bất lực, chức nghiệp giả không có cách nào tiếp cận, quá 30 mét sẽ nhiễm phải khí độc mà chết. Tướng quân tham gia ư, bởi vì phòng ngừa sơ suất, cho nên tạm thời chưa điều động đại tướng quân đội. Quận Bạch Sa là nơi bị tổn thất nghiêm trọng nhất trong liên bang tự do, bởi vì hai con quỷ giết người lợi hại nhất đều ở đây. Trong đó, có 77,91825% con người ở quận Bạch Sa đều chết vì bệnh dịch do tên quỷ giết người kia tạo ra. Bổ sung giải thích. Trong trận chiến được ghi lại, chỉ có quỷ giết người đứng đầu mới không sợ bệnh độc của nó.
Cố Thanh Sơn nghe xong, rồi nói, ngoại trừ nơi có ba con quỷ đứng đầu, tình hình các khu khác thế nào? Tình hình rất tốt, điều động cơ giáp đúng chỗ, số người cứu được càng ngày càng nhiều, quân đội và chức nghiệp giả đang liên tục tiếp nhận công việc sau tai họa. Các quốc gia khác thì sao? Vì ngài đã báo động trước, nên tôi đã thông báo với các quốc gia, họ đang dốc hết toàn lực khống chế tình hình, trước mắt chưa xuất hiện tình huống mất kiểm soát. Tiện thể nói một câu, bọn họ nhất trí yêu cầu liên bang hỗ trợ để tiến hành sách lược phân tích tương ứng. Cố Thanh Sơn xoa huyệt thái dương, cười khổ nói, cuối cùng cũng nghe được một tin tốt. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, đây là một cơ hội, cô phân tích sách lược của các quốc gia cho tốt, sau này chúng ta còn có thể giao thiệp với bọn họ, tôi sẽ làm. Nữ thần công chính nói, báo cáo tình báo quỷ giết người đã xong, mời ngài Cố Thanh Sơn tiến hành đánh giá ba tên quỷ giết người đứng đầu. Cố Thanh Sơn nói, đều là kẻ ác, nếu so sánh tôi tình nguyện chọn tên tiến hóa nhanh nhất, chính là con quỷ giết người đứng đầu vừa chạm trán mới đây. Đây là tiêu chuẩn để ngài tiến hành đánh giá, lấy tiêu chí là trình độ làm hại đến con người và đánh giá cảm quan cá nhân của tôi. Nữ thần công chính im lặng một lúc rồi nói, chỗ của tôi còn ghi lại một đoạn nói chuyện, có lẽ ngài Cố Thanh Sơn sẽ cảm thấy hứng thú. Được, mở đi. Cố Thanh Sơn nói, tiếng ồn ào vang lên, cuộc trò chuyện bắt đầu. Mẹ, mọi người ở đó thế nào rồi? Cố Thanh Sơn giật mình, giọng nói này, rõ ràng là của tên quỷ giết người tiến hóa nhanh nhất. Vẫn tốt. Nếu mẹ muốn xài tiền thì cứ tiêu nhiều một chút, như vậy con cũng yên tâm làm việc. Vâng, được rồi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Cuộc trò chuyện kết thúc, Cố Thanh Sơn im lặng nghe xong, nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc. Không thể ngờ rằng, con quỷ giết người này lại là chủng loài tiến hóa hoàn hảo nhất. Quỷ giết người có được tình cảm nhân loại, trình tự cũng như tốc độ tiến hóa không có con quỷ giết người nào sánh bằng. Theo thời gian trôi qua, hắn sẽ càng trở nên mạnh hơn. Đối phó với quái vật đáng sợ như vậy, tốt nhất là phải giải quyết dứt khoát. Lúc này giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên, báo cáo, ngài võ thánh không thể hạ gục đối phương trong một lần, dự đoán về thực lực có sai sót, quỷ giết người đã trốn thoát, võ thánh có bị thương không? Cố Thanh Sơn hỏi, hình như ngài võ thánh không bị thương, quỷ giết người bị thương nặng, nhưng xét về tốc độ hồi phục cao, không thể đánh giá mức độ thương tích. Nữ thần công chính hỏi, chúng ta có tìm cơ hội hạ hắn hay không? Bây giờ sao, hắn có nhược điểm là tình cảm, lợi dụng con tin rồi tiến hành phục kích. Có 31 kế hoạch có thể tiến hành. Nữ thần công chính tiếp tục đề nghị, Cố Thanh Sơn trầm ngâm rồi nói, tôi muốn suy nghĩ một lát. Nữ thần công chính lại nói tiếp, ngài Cố Thanh Sơn là người đầu tiên đưa ra khái niệm khoa học về quỷ ăn thịt người và quỷ giết người, cũng là người biết rõ về quỷ giết người và tiếp xúc gần gũi với chức nghiệp giả. Mời ngài Cố Thanh Sơn dựa vào sức mạnh của hệ thống hiện tại, tiến hành phân chia thực lực của quỷ giết người để tôi lấy làm tham khảo, phán đoán được thực lực đối phương tốt hơn. Cố Thanh Sơn suy tư một lúc rồi vội vàng nói, chúng ta tiến hành phân chia sức chiến đấu của các chức nghiệp giả lại từ đầu, rồi thêm cấp bậc của quỷ giết người vào, thế nào, đang ghi lại, mời ngài tiếp tục. Đầu tiên là người tu hành võ đạo, từ thấp đến cao, chia làm tông sư, đại tông sư, võ tôn, võ thánh, võ thần. Nữ thần công chính nói, khả năng cao nhất mà nhân loại đạt tới là võ thánh, còn võ thần là một từ ngữ xa lạ, chưa nghe nói bao giờ. Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói, trước tiên, cô cứ ghi chép lại, nói không chừng có một ngày có người đột phá được mức cao nhất của võ thánh, cô có thể đưa người đó vào mức võ thần mới là cảnh giới thực sự của thánh nhân, đã ghi lại. Kế tiếp là ngũ hành tu đạo giả, tùy thuộc vào từng mức độ của các loại khai hóa, uy lực của các ngũ hành không ngừng gia tăng, thấp nhất là tầng 1, cao nhất là tầng 5, 4 tầng khai hóa của ngũ hành tu đạo giả là mức tiêu chuẩn chung của chức nghiệp giả, còn tầng 5 thì ngang ngửa với võ thần, đã ghi lại. Về phần các loại thiên tuyển kỹ, cũng có 5 tầng như vậy, tầng 1 là kỹ năng thức tỉnh, tầng 2 có thể sử dụng, tầng 3 là hoàn toàn thức tỉnh, tầng 4 là nảy sinh biến hóa, tầng 5 là tiến hóa kỹ năng trời phú. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, thiên tuyển kỹ thì chúng ta không nên chú ý quá nhiều, năng lực này khá kỳ ảo, khó có thể đo lường chính xác được, chấp nhận, tốt. Tiếp theo là quỷ giết người. Cố Thanh Sơn nói, quỷ giết người gia tăng thực lực vô cùng nhanh chóng, nhưng mỗi cấp đều yếu hơn so với chức nghiệp giả, quỷ giết người cấp 5 chỉ có thể sánh ngang chức nghiệp giả cấp 4, thậm chí vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, còn kém xa cấp 4, quỷ giết người cấp 6, tương đương với chức nghiệp giả cấp 5, nhưng mà quỷ giết người không dễ chết, lúc đánh nhau không sợ bị thương, tốc độ tiến hóa nhanh, đây chính là điểm mạnh của chúng, như vậy là khá hoàn hảo rồi. Cố Thanh Sơn nói, đây là phân cấp thực lực ở thế giới hiện thực, nhưng chức nghiệp giả ở thế giới hiện thực, sử dụng năng lực quá mức hời hợt, chưa từng tiếp xúc với linh lực. Linh lực trong trời đất là năng lượng tinh khiết nhất, võ giả ở thế giới hiện thực không lợi dụng linh lực để rèn luyện thân thể,
ngũ hành chức nghiệp giả cũng không thể sử dụng linh lực để khởi động kỹ năng công kích, thiên tuyển giả càng không biết dùng linh lực bổ sung cho kỹ năng trời phú để gia tốc tiến hóa. Cho nên khi tu sĩ cùng cảnh giới đánh nhau với chức nghiệp giả, một người có thể đánh nhiều người, lại còn dư sức. Tình hình này, khi trò chơi bắt đầu một thời gian, đến khi tất cả mọi người đều biết tu luyện linh lực, mới từ từ biến mất, đã hoàn thành ghi chép, có chuyện tôi muốn báo cáo, quỷ giết người kia lén trở lại quận Bạch Sa, đã trở lại ư. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, trên đường trở về chúng ta không có bố trí phục binh chặn ư, chỉ có đường trở về là không bố trí, vì sao, người không đủ, hơn nữa xác suất hắn chạy về rất thấp. Cố Thanh Sơn có chút ngạc nhiên, tên quỷ giết người này, đúng là biết suy nghĩ. Sau khi thấy chuyện xảy ra với quỷ giết người thì đã có một suy nghĩ điên cuồng bỗng xuất hiện trong đầu Cố Thanh Sơn. Nói như vậy, Cố Thanh Sơn đang mười ngón tay vào nhau, chống tay lên mặt bàn, không nói gì một lúc lâu. Cả người hắn đang chìm vào trầm tư. Chuyện này, bước sai một bước sẽ dẫn đến hiệu ứng dây chuyền không thể cứu vãn. Nhưng nếu không thử một lần, hắn không cam lòng. Một lúc sau, cuối cùng Cố Thanh Sơn mới có quyết định, Võ Thánh đang ở đâu? Hắn hỏi. Nghỉ ngơi hồi sức ở một khu căn cứ quân sự cách đây 110 km, tốt lắm, tôi cần cô nhanh chóng tiến hành cứu viện, tôi muốn tiếp cận tên quỷ giết người. Cố Thanh Sơn nói, tiếp cận theo lời ngài nói, là chiến đấu hay nói chuyện? Nói chuyện trực tiếp, dựa vào mức độ bị thương của đối phương, vẫn có uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của ngài. Cố Thanh Sơn, không khuyến khích tiến hành trao đổi, không sao, tôi có thể chống đỡ được trong thời gian ngắn, hơn nữa Võ Thánh còn ở ngay khu vực lân cận, nữ thần công chính nói. Dựa vào tình hình phân tích, chuyện này rất nguy hiểm, vì sao ngài vẫn kiên quyết muốn đi, nếu không nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi, có khả năng tôi sẽ trực tiếp vây chết hắn. Cố Thanh Sơn cười tự giễu, nhưng có một số việc, đã biết thì không thể coi như chưa biết, tôi không hiểu, trước tiên tiến hành phương án bảo vệ tốt nhất, tôi cũng rất sợ chết, phương án bảo vệ đã hoàn thành, có thể khởi động bất kỳ lúc nào. Nữ thần công chính dừng một lúc rồi tiếp tục nói, lần hành động này được đánh giá là tiếp xúc tuyệt mật cấp S. Ngoại trừ tôi và ngài ra, chỉ có ngài tổng thống là có thể biết, những người khác sẽ không có quyền hạn để xem. Tốt lắm, cô vất vả rồi, Cố Thanh Sơn gật đầu. Kế tiếp, chỉ là một số việc nhỏ không đáng kể nhưng vẫn cần cân nhắc như cũ. Có đôi khi, chỉ một chút chuyện nhỏ sẽ dẫn đến hiểu lầm lớn, cho nên ngay cả việc nhỏ cũng phải chú ý. Hắn đang nghĩ, bỗng nhiên quang não phát sáng, nữ thần công chính nói, có người đến thăm ngài, ai vậy? Cố Thanh Sơn bị ngắt mạch suy nghĩ, khó chịu hỏi. Đối tác của ngài, sao anh ta lại đến đây? Cố Thanh Sơn thì thào, đứng lên, đi ra ngoài đón. Trên tầng cao ốc, có một chiếc tàu bay loại nhỏ từ từ hạ xuống. Cửa khoang tàu nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông bước từng bước xuống. Anh ta mặc áo gió màu đen, trên tay mang bao da màu đen, cả người lộ vẻ trầm ổn, lão luyện. Nhưng Cố Thanh Sơn biết, đây đều là giả tạo. Quả nhiên, ngay sau đó Trương Anh Hào mở rộng hai tay, cười lớn tiếng nói, xin chào đối tác, cậu đã giúp tôi cứu em gái. Tôi nên báo đáp tài năng của cậu thế nào đây? Cố Thanh Sơn thở dài nói, chỉ cần anh không mang đến phiền toái cho tôi là đã báo đáp tôi rồi. Tâm tư bị vạch trần, Trương Anh Hào có chút xấu hổ, đành phải nói tránh sang chuyện khác, nghe nói chỗ của cậu có một loại rượu không tệ, mời tôi uống một ly nhé, đi thôi. Cố Thanh Sơn xoay người đi vào, hai người ngồi vào chỗ của mình, cùng ly, có việc gì cứ nói thẳng. Cố Thanh Sơn nói, không có việc gì, không có việc gì. Trương Anh Hào tươi cười nói, nhìn thái độ của Cố Thanh Sơn, bây giờ mà nói ra sẽ bị từ chối, còn không bằng chờ một chút, xem xét tình hình rồi nói. Vậy anh xuống xong ly này xin rời đi trước, chỗ của tôi có rất nhiều chuyện, phải lập tức đi ngay, không thể tiếp đón anh được. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, hả, đuổi tôi sao? Rượu của cậu rất ngon, nhưng cậu chỉ mời tôi một ly. Trương Anh Hào nhất quyết không tha nói, Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn anh ta, kéo một thùng rượu dưới bàn ra, cho anh hết. Mang về từ từ uống, bây giờ có thể đi rồi chứ. Hắn chỉ vào thùng rượu này rồi nói, ha ha, bạn chí cốt, nhưng hiện tại vấn đề không phải là rượu. Trương Anh Hào gượng cười rồi nói, tôi nói nếu cậu có chuyện gì, tôi đều có thể giúp một tay, anh muốn giúp sao? Cố Thanh Sơn nheo mắt nhìn hắn, đương nhiên rồi, chúng ta là đối tác của nhau, cậu có chuyện gì, tôi ra tay giúp cũng là chuyện nên làm. Trương Anh Hào vỗ ngực nói, trên quang não bỗng nhiên có tiếng nữ thần công chính truyền ra, phát hiện dấu vết đối tượng, quy hoạch tuyến đường tiếp cận đã xong. Cố Thanh Sơn lập tức đứng lên, nói, tôi phải đi ngay, anh không đi thì ở trong này, chờ tôi về rồi nói. Trương Anh Hào ngăn hắn lại mở lời, tôi đi cùng với cậu, mặc kệ là nhiệm vụ gì, cho dù đọ sức với quỷ giết người, tôi cũng có thể kề vai chiến đấu với cậu. Cố Thanh Sơn nhìn anh ta chầm chầm rồi nói, anh muốn làm gì,
chuyện tôi làm rất nguy hiểm, đối tác mà, phải có dáng vẻ của đối tác chứ. Trương Anh Hào ngẩng đầu, bày ra dáng vẻ của một ông chủ tổ chức sát thủ, hơn nữa, cho dù tiếp cận nhân vật nguy hiểm thế nào, với bổn đại thiếu gia đều dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, thôi được, một khi đã như vậy thì ngài đi cùng đi, chúng ta đi đâu? Đi làm cái gì? Trương Anh Hào hưng phấn hỏi. Bỗng nhiên, nữ thần công chính xen vào nói, Trương Anh Hào không có quyền liên quan, không cần phải cố gắng tiếp cận nội dung tuyệt mật cấp S, bốt. Trương Anh Hào đập một cái lên quang não tắt nó đi, nhìn Cố Thanh Sơn nói, bây giờ thì cậu có thể nói rồi chứ, được rồi, đi gặp một người suýt nữa đã giết được người của tôi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, trả lời không rõ ràng, cậu thật sự không nói tình hình thực tế cho tôi biết đúng không? Trương Anh Hào có chút tổn thương nói, tôi phải lo lắng đến cảm nhận của mỗi người sao? Cố Thanh Sơn thở dài, quả nhiên ngay sau đó, quang não tự động phát sáng, giọng nói của nữ thần công chính từ trong truyền ra, cuộc tiếp xúc tuyệt mật cấp S không cần phải công bố, hành động của ngài Cố Thanh Sơn rất đáng được tuyên dương, không biết vì sao? Trương Anh Hào lại cảm thấy giọng điệu của nữ thần công chính còn mang theo một sự vui vẻ. Được rồi, tôi có thể đi không? Trương Anh Hào hỏi nữ thần công chính, có người phối hợp cũng là lựa chọn không tệ. Cố Thanh Sơn nhìn nữ thần công chính nói, nữ thần công chính im lặng một lúc rồi nói, cho phép Trương Anh Hào tham gia, đây là tin tình báo liên quan, mời ngài tự mình suy đoán, nữ thần công chính và ngài Cố Thanh Sơn không tiện tiết lộ, nói như vậy là tôi có thể giúp rồi hả? Chúng ta phải đi chiến đấu ư? Trương Anh Hào lại hỏi, xem tình hình đã. Cố Thanh Sơn không chắc chắn nói, còn phải nghĩ sao, dựa theo lời cậu nói, kẻ kia suýt nữa giết cậu, chiến tranh không thể giải quyết toàn bộ vấn đề trên thế giới, cái cậu này, không hăng hái một chút nào, được rồi. Cố Thanh Sơn đuổi anh ta ra ngoài, tôi phải xử lý chút chuyện, anh đi chào hỏi mọi người đi, hết bận tôi sẽ đến tìm anh sau, được rồi. Trương Anh Hào hậm hực tủi thân đi ra ngoài, chờ anh ta đi khỏi. Cố Thanh Sơn đóng cửa lại, quay về bàn ngồi xuống, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, nữ thần công chính, tôi ở đây, tình hình có thay đổi, ngoài phương án tiếp cận, chuẩn bị thêm một kế hoạch nữa, mời ngài nói, tên của kế hoạch là, đánh giết, ngoài ra lấy bản đồ để tôi xem, đã rõ, nữ thần công chính vừa nói xong, đã chiếu bản đồ thành phố trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn bản đồ, bắt đầu nghiêm túc sắp xếp, cách địa điểm gặp mặt của chúng ta 10 km. Mấy vị trí này triệu tập các đội chiến giáp cơ động, tác động cơ rồi ẩn nấp, sẵn sàng đợi lệnh, cách địa điểm gặp mặt 13 km, quân đội và chức nghiệp giả bao vây mấy chỗ này, gọi hai vị đại tướng, chia ra hai phía Đông Nam và Tây Bắc làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, không cần để lộ sự thật, cho bọn họ một nhiệm vụ khác, đồng thời khiến họ hoàn thành nhiệm vụ xong vẫn phải duy trì khoảng cách với chúng ta, một khi cuộc gặp thất bại, tôi và Trương Anh Hào rơi vào tình trạng chiến đấu, chiến giáp cơ động phải đến chiến trường trong một phút. Đại tướng phải đến chiến trường trong 2 phút, khởi động kế hoạch đánh giết quỷ giết người. Ngoài ra tôi muốn cô chuẩn bị hình ảnh tư liệu, chuyển đến quang não cá nhân của tôi, chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng, đã rõ. Nữ thần công chính nói, thưa ngài, chiến thuật chuẩn bị của ngài vô cùng đầy đủ nhưng tôi có một thắc mắc, cô nói đi, vì sao trước đây ngài không làm như thế, lúc trước nếu tiếp cận thất bại, còn có thể thử lần hai, còn bây giờ. Cố Thanh Sơn thở dài nói, tôi phải đảm bảo tính mạng cho bên phía đối tác. Thì ra là thế, một phút sau, có một tàu bay loại nhỏ đáp xuống một sân bóng vắng vẻ bên cạnh thành phố. Trương Anh Hào nhảy xuống tàu bay, đánh giá xung quanh. Đây là một sân bóng rổ ngoài trời, trên sân vương vãi từng mảng máu lớn. Trên một giá bóng rổ, còn treo một nửa cái xác, tất nhiên là lúc còn sống trốn lên đó nhưng vẫn bị giết chết. Một quả bóng rổ bị teo lại nằm trong bụi cỏ bên ngoài sân bóng, phía trên đều có máu đen, vô số ruồi bọ bay lượn quanh nó. Sao thế, chúng ta tới đây làm gì? Trương Anh Hào hỏi, anh ta bỗng im lặng, anh ta nhìn thấy có một chàng trai trẻ tuổi trông rất bình thường, trên người mang theo vết máu đi qua sân bóng, sắc mặt gã thanh niên tái nhợt, có chút tập tễnh, trên mũi đeo một cái kính, làm người khác không thấy rõ ánh mắt của gã. Trương Anh Hào nhìn Cố Thanh Sơn một cái, siết chặt bàn tay, Cố Thanh Sơn vội vàng bắt lấy tay anh ta, sợ hành động này kích thích đến đối phương. Trương Anh Hào thấy hắn ngăn cản mình lấy vũ khí thì chậm rãi hiểu ra đôi chút, hóa ra thật sự không chiến đấu mà đến tìm người. Trương Anh Hào đánh giá người trẻ tuổi đối diện, tìm một kẻ toàn thân đầy thương tích làm gì? Cố Thanh Sơn này, bình thường nhìn qua rất hòa nhã, thế nhưng thực tế ánh mắt vô cùng sắc bén, người trẻ tuổi này suýt nữa giết Cố Thanh Sơn ư. Nhìn bộ dạng chật vật này, có chỗ nào giống cao thủ chứ? Anh ta tự nhủ thầm, rồi nghe Cố Thanh Sơn chào hỏi đối phương, xin chờ một chút. Cố Thanh Sơn nói, chàng trai trẻ tuổi đứng lại,
quay đầu sang, đánh giá hai người, lại là anh. Chàng trai trẻ tuổi khẽ nói, gã do dự một chút, giống như đang suy nghĩ phải làm gì bây giờ. Lúc này, Cố Thanh Sơn đã lên tiếng lần nữa, tôi không có ác ý, hắn giang tay ra, ý bảo trên người không có vũ khí, ồ. Sao anh có thể tìm được tôi? Nên biết rằng, ngay cả quân đội cũng không thể tìm ra tôi. Chàng trai trẻ tuổi nói, tò mò là tốt rồi, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Cố Thanh Sơn nói, bởi vì cậu có mang theo quan não cá nhân, chuyện này thì liên quan gì? Chàng trai trẻ tuổi hỏi, Cố Thanh Sơn vỗ tay một tiếng, quan não cá nhân trong lòng chàng trai trẻ tuổi phát sáng. Xin chào Diệp Phi Ly, người vốn từng là công dân của liên bang, tôi là nữ thần công chính. Tiếng nói vang lên từ quan não cá nhân, Cố Thanh Sơn lại vỗ tay lần nữa, quan não cá nhân của Diệp Phi Ly lại tắt, Trương Anh Hào há hốc miệng, nửa ngày không nói nên lời, vẻ mặt của Diệp Phi Ly thay đổi, nửa ngày không nói ra lời, hai người đều biết rằng, ý nghĩa phía sau chuyện này là gì, chuyện này, ngay cả ngài Tổng thống cũng không làm được, có ý gì? Diệp Phi Ly chớp mắt nói, hình như đây là bí mật, anh nói với tôi làm gì, tôi và bạn của mình cần một cộng sự. Tôi cho rằng cậu sẽ là một lựa chọn không tồi. Cố Thanh Sơn buông tay, vẻ mặt thoải mái nói, lần này, Diệp Phi Ly thật sự ngẩn người, ha ha ha, cộng sự. Đột nhiên gã cười điên cuồng, bao lâu rồi gã không nghe thấy cụm từ này, suy nghĩ của đối phương quả thật ngoài sức tưởng tượng, không, một người bình thường sẽ không thể có ý nghĩ như vậy. Diệp Phi Ly lắc đầu, trên mặt lộ vẻ khinh thường nói, tôi chỉ có cơ thể là điên, còn anh nhất định là đầu óc đã bị điên rồi. Trương Anh Hào hồi thần lại, cảm thấy bản thân đã hiểu rõ ý nghĩ của cuộc gặp gỡ này rồi. Thứ nhất, Cố Thanh Sơn thật sự muốn mượn sức của người này. Thứ hai, nhất định người này vô cùng có giá trị. Thứ ba, cả ta nói cơ thể bị điên rồi. Thiên tuyển giả ở giai đoạn biến hóa thứ tư, thân thể sẽ xuất hiện tình trạng không thể kiểm soát. Tốt lắm, quả thật chuyện này rất đáng để bản thân anh ta đi theo. Vị này, người anh em họ Diệp, đừng để ý đến tôi. Trương Anh Hào hắn giọng nói với chàng trai trẻ tuổi. Tuy cộng sự của tôi nói chuyện thẳng thắn, nhưng cậu ấy là người thật thà, có chuyện gì có thể giúp đỡ bạn bè, nhất định cậu ta sẽ giúp. Cậu ta cho rằng cậu phù hợp làm cộng sự của chúng tôi, vậy nhất định là tài năng xuất sắc của cậu đã làm cậu ta rung động. Người anh em họ Diệp, tóm lại cậu có thể yên tâm. Trương Anh Hào lộ vẻ tươi cười, tiếp tục nói, chỉ cần trở thành đối tác với chúng tôi, sẽ có không ít ích lợi chờ cậu. Từ này về sau, cuộc sống của cậu đều ở trong mức cao nhất, một sự im lặng kỳ lạ. Trước giờ Trương Anh Hào vẫn duy trì hình tượng không quá nhiệt tình hay tươi cười. Hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện của bản thân, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lý do thuyết phục tiếp theo. Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly đều nhìn về phía hắn ta. Biểu cảm trên mặt Cố Thanh Sơn có chút kỳ lạ, thế nhưng hình như cũng có ý tán dương. Diệp Phi Ly cách mắt kính nhìn đối phương chằm chằm, trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Trương Anh Hào đã bước vào trạng thái nhập tâm, chậm rãi nói sao đây nhỉ, cá nhân tôi chia quý tộc ra làm hai loại. Cố Thanh Sơn suýt nữa phun ra máu, trước kia, lúc Trương Anh Hào dụ dỗ hắn, cũng nói như thế. Diệp Phi Ly khinh thường hỏi lại, quý tộc còn chia thành hai loại, đương nhiên, loại thứ nhất là đám lão già cổ hủ, và cả một số người thuộc thế hệ trẻ, đám người này cả ngày chỉ biết rượu chè trai gái, đúng ra mà nói thì chính là u nhọt của xã hội. Trương Anh Hào nói, tôi đồng ý, quý tộc quả thật là như thế. Người trẻ tuổi khoanh tay lại, gật đầu nói, còn một loại quý tộc khác, không xem bản thân mình là quý tộc mà còn cho rằng thân phận này chỉ là đồ bỏ đi. Trương Anh Hào tiếp tục phát huy, ồ, không đến mức đó chứ, sao lại không đến mức đó, tôi chính là người như vậy, cậu cứ nghĩ tôi là quý tộc nhưng thực ra thì năm tôi 15 tuổi đã bị đuổi ra khỏi nhà, vì sao vậy, bởi vì bọn họ muốn dùng tôi để liên hôn, chết tiệt, đối tượng kia của tôi trông giống như quái vật biển khổng lồ, nếu như tôi kết hôn với cô ta, tương lai rốt cuộc là ai ngủ với ai, cũng là một vấn đề lớn. Cho nên lúc đó tôi đã nhóm lửa đốt nơi ở của mình, biệt thự. Diệp Phi Ly đột nhiên hỏi, từng. Trương Anh Hào sửng sốt, sau đó gật đầu, cái đó phải mấy triệu, anh nỡ sao? Diệp Phi Ly nói, mặc kệ nó, dù sao thì không thể bởi vì thân phận, mà làm loại giao dịch bẩn thỉu đó, đúng là rất bẩn thỉu, nhưng mà sau này anh phải làm thế nào để mưu sinh, tôi đi giết người, chuyên đi giết những người tội ác chồng chất. Trương Anh Hào càng nói càng phấn khích, giết người. Diệp Phi Ly bị chủ đề này hấp dẫn, hai cánh tay đang ôm đã bỏ xuống, Cố Thanh Sơn cảm thấy hôm nay dẫn Trương Anh Hào đến đây, quả thật là một chuyện tốt vô cùng, hắn yên lặng tiếp tục ngồi nghe hai người nói, không sai, sau đó tôi thành lập một tổ chức giết người, gọi là Liên minh Thợ Săn, từ này không tệ, sau đó, tôi đã quen biết được với đối tác của mình,
Cố Thanh Sơn. Cuối cùng Trương Anh Hào nói, anh chính là Cố Thanh Sơn. Diệp Phi Ly hỏi, đúng vậy. Cố Thanh Sơn trả lời. Diệp Phi Ly nhìn Trương Anh Hào, rồi quay sang nhìn hắn, mở miệng hỏi, vậy hôm nay anh đến tìm tôi, rốt cuộc là muốn gì? Cố Thanh Sơn im lặng trong chốc lát, rồi nói, tôi cảm thấy giết người cũng không phải là chuyện to tát gì, chỉ cần người bị giết là người đáng chết, tiếp tục, cho nên tôi muốn mời cậu làm đồng bọn của chúng tôi, tôi. Nhưng mà tôi là, không sao, thực ra chuyện này, đối với tôi và cậu đều có lợi, lợi ích của tôi là gì? Nữ thần công chính nói với tôi, mẹ của anh bệnh rồi, bệnh rất là nặng. Cố Thanh Sơn nói, sắc mặt Diệp Phi Ly lập tức thay đổi, vội vàng hỏi, bệnh của bà ấy lại tái phát rồi à? Không phải tôi đã gửi tiền cho bà ấy sao? Tại sao bà ấy không đi khám? Bởi vì bà ấy đã đem số tiền đó dành dụm lại, cùng với số tiền dưỡng già của mình, để lại cho anh. Cố Thanh Sơn trả lời, có lẽ anh sẽ muốn xem chuyện đã xảy ra vào chiều hôm qua. Hắn búng tay một cái, quang não nhanh chóng sáng lên, hình chiếu xa xa trên bầu trời. Chỉ thấy một cái cán được khiêng ra từ một căn nhà, một người phụ nữ trung niên tiều tụy đang nằm trên đó. Tóc của bà ấy đã bạc một nửa, da thịt nhăn nheo, xanh xám, nếp nhăn trên mặt xuất hiện quá sớm, cho thấy rằng áp lực cuộc sống đè trên vai bà ấy đã để lại dấu vết sâu đậm. Bác sĩ tức giận đi lại bên cạnh cái cán, mở miệng nói, đã sớm kêu bà đến chữa bệnh, bà lại cứ không chịu đến, sao lại xót tiền đến vậy chứ? Người phụ nữ trung niên nở nụ cười khốn khổ, nói, tôi là một bà già, sống có lâu hay không không quan trọng, số tiền đó là để cho con trai dùng. Hình ảnh kết thúc, ánh sáng từ từ tắt đi. Diệp Phi Ly run rẩy một lúc, đột nhiên lấy quang não cá nhân ra, có ý đồ muốn làm gì đó. Âm thanh cảnh báo vang lên, người dùng không tồn tại, không thể tiến hành thao tác tài khoản liên bang. Á, 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 Diệp Phi Ly điên cuồng hét lên, ném mạnh quang não cá nhân của mình xuống đất. Hắn đột nhiên xoay người lại, tháo kính đen xuống, ngẩng đầu lên. Này, người anh em, đều là đàn ông, khóc gì chứ? Trương Anh Hào lớn tiếng nói, Cố Thanh Sơn trở nên căng thẳng, hung hăng trừng mắt nhìn. Trương Anh Hào vỗ vỗ ngực, bày ra khẩu hình, để tôi xử lý, nghe tôi nói này, đây là chuyện nhỏ. Trương Anh Hào châm cho mình điếu thuốc, không chút gì e sơ mà đối mặt với người thanh niên đeo kính đen, xoay người lại nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục nói. Bây giờ phương pháp chữa bệnh cứu người tốt nhất chính là tiến hành sắp xếp và sửa chữa lại từ lớp gen bên trong. Sắp xếp và sửa chữa lại gen sẽ khiến người khác sống lâu. Nhưng mà nếu như thế, xã hội bất công, số lượng con người tăng vọt, áp lực trái đất quá lớn, cho nên vẫn không được cho phép. Anh ta lại rít một hơi thuốc. Hơn nữa, muốn tiến hành một lần tu sửa gen thì phải có một số tiền cực kỳ lớn, đương tương với khoản chi phí có thể mua được nửa tòa thành. Nữ thần công chính cũng rất hiếm khi cho phép chữa trị như vậy. Trương Anh Hào gác cánh tay lên vai của Cố Thanh Sơn, rồi chuyển giọng điệu nói, nhưng mà hai chúng tôi, trắng đen đều ăn, trong liên bang không có chuyện gì chúng tôi muốn mà không làm được, cái giá của việc lừa gạt tôi rất nghiêm trọng. Diệp Phi Ly đánh giá hai người nói, cái tôi có chính là tiền. Trương Anh Hào chỉ bản thân mình, rồi lại chỉ vào Cố Thanh Sơn, cái cậu ta có chính là quyền. Lúc nãy cậu cũng nhìn thấy rồi, nữ thần công chính giống như người tình của cậu ta vậy, cho nên cậu hợp tác với chúng tôi. Sẽ có tiền bạc dùng không hết, và cả đặc quyền mà người khác không cách nào hưởng thụ được, còn có thể sử dụng trang thiết bị của liên bang, cứu mẹ của cậu. Cố Thanh Sơn bổ sung thêm, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.